gửi đi tại Cửu Châu Nhất Hào Quần không gian video, đồng dạng cấp tốc có đạo hữu nhanh chóng hồi phục. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối, lần sau nghĩ biện pháp mang ta đi vào a, ta cũng tốt muốn nhìn một chút hình tượng này. Mặt khác, ta vừa mượn lên mạng, cùng cha có liên lạc. Hắn nói hắn còn chưa kịp tới xem đại gia huyền thánh tiếp sóng, hắn vừa về Linh Điệp Đảo, đang đối các đệ tử tiến hành tâm lý phụ đạo. Ta cùng cha đã hẹn, phải chờ ta sau khi trở về, sẽ cùng nhau xem huyền thánh tiếp sóng. Tuyệt đối không nên làm như thế, Vũ Nhu Tử. Bắc Hà Tán Nhân nhanh chóng hồi phục Vũ Nhu Tử. Sẽ chết người. Cuồng Đao Tam Lãng, Vũ Nhu Tử, làm xinh đẹp. Giao Bá Chân Quân, Thư Hàng, ta thay người triệu hoán Giao Bá tiền bối. Đáy biển mộ tràng, tìm hiểu một chút. Giao Bá Chân Quân tiếp nhận triệu hoán mà tới. Hoàng Sơn Tôn Giả, các ngươi xuất phát không có. Ta đã hướng Lan Tây Đảo xuất phát. Quần bên trong có rảnh đạo hữu, đều có thể đến họp gặp. Lần này, số lớn đạo hữu tại Hắc Long Thế Giới cọ đến cổ thánh hiển thánh cơ hội. Mặc dù gần như chỉ ở Hắc Long Thế Giới bản địa hiển thánh. Nhưng này Long Ấn cùng cổ thánh xưng hào, vẫn là mang về đến hiện thế. Lúc này, tự nhiên muốn ước mọi người cùng nhau họp gặp, nghiên cứu một chút Long Ấn cùng cổ thánh danh hiệu tác dụng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rượu ngon cùng tiên hào cam đoan là đại gia chưa ăn qua loại hình, rượu ngon tuyệt đối sẽ không so biệt tuyết tiên cơ nhưỡng kém bao nhiêu. Các tiền bối có thời gian, đều có thể đến Lan Tây Đảo làm khách. Tống Thư Hàng trả lời. Đông Phương Lục Tiên Tử, nói chuyện phiếm đi quần bên trong trò chuyện. Nơi này là đâu? Siêu xinh đẹp. Hắc Long Thế Giới một vị trí Long Nhãn Thế Giới, đáng tiếc trước mắt chỉ có ta một cái người có thể vào. Tống Thư Hàng nói. Lệ Chi Tiên Tử, hừm, Thư Hàng cũng hiểu được tịch mịch. Cũng đến ở độ tuổi này. Thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, muốn giữ lại hậu duệ liền không dễ dàng. Thư Hàng hiện tại đã lục phẩm cảnh giới. Nhất định phải tăng tốc tiết tấu. Thất sinh phù phủ chủ vui a nói. Quần bên trong các tiền bối, lại đem nhắn lại công năng biến thành tán gẫu. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, trước đóng lại điện thoại, ý thức trở lại Long Nhãn Thế Giới. Lúc này, Long Lạc tiểu trợ thủ trong tay, xuất hiện một khối sáng lấp lánh hình tròn đá quý. Nhìn, tựa như là một đầu xích kim sắc chân long trong mắt. Đây chính là Long Lạc ý chí muốn đưa Tống Thư Hàng Long Nhãn đá quý. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này đá quý, đặt ở trước mắt quan sát một lát, hắn thật sự không lắp được vào trong tròng mắt của ta. Long Lạc tiểu trợ thủ thành khẩn trả lời, nếu như bá Long nhân viên quản lý nhất định phải lắp vào trong mắt, cũng không có vấn đề. Nhưng Long Nhãn đá quý cũng không có thay thế tròng mắt công năng. Đó là được rồi, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, ta muốn làm sao sử dụng nó. Thứ này tức không thể lắp vào trong hốc mắt, cũng không thể ăn. Lại không thể gieo xuống đến, muốn làm sao sử dụng. Giống Hắc Long linh thạch đồng dạng, bóp nát kích hoạt. Long nhãn đá quý là sử dụng tinh thần lực kích hoạt, tại kích hoạt long nhãn đá quý về sau, ngài có thể trong thời gian ngắn tiếp xúc đến Hắc Long Thế Giới bản nguyên. Mỗi người nhìn thấy Hắc Long Thế Giới bản nguyên đều là khác biệt, chúc ngài thuận lợi, mời chân quý lần này cơ hội. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, Hắc Long Thế Giới bản nguyên là cùng bất hủ có liên quan to lớn huyền bí. Hắn vô cùng to lớn, thông qua Long Nhãn đá quý tiếp xúc đến Hắc Long Thế Giới bản nguyên, sẽ chỉ là hắn thể tích khổng lồ một phần nhỏ, có chút cùng loại với người mù sờ voi. Đây cũng là ma đế sẽ một lần lại một lần trộm lấy Long Nhãn đá quý, đi tiếp xúc Hắc Long Thế Giới bản nguyên nguyên nhân. Mỗi một lần, ma đế chỉ có thể nhìn thấy bản nguyên một bộ phận. Sở dĩ, hắn chỉ có một lần lại một lần đi quan sát, đi tích lũy, mới có thể tại bản thân nhận biết hệ thống bên trong. Khung ra càng đầy đủ Hắc Long Thế Giới bản nguyên hình thái. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, bằng vào ta Long Lạc cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn, có thể hay không thông qua Long Nhãn đá quý trực tiếp tiếp xúc đến thế giới bản nguyên. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu, trừ phi bá Long nhân viên quản lý người nguyện ý vứt bỏ bản thân tất cả mọi thứ, cùng Long Lạc kết làm một thể, trở thành Long Lạc ý chí một bộ phận, bằng không mà nói liền không cách nào thông qua quyền hạn trực tiếp tiếp xúc Hắc Long Thế Giới bản nguyên. Đó còn là được rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đưa tay bắt lấy Long Nhãn đá quý, thôi động thần trí của mình, ấn lấy Long Lạc tiểu trợ thủ chỉ dẫn, kích hoạt Long Nhãn đá quý. Tại Long Nhãn đá quý bị kích hoạt trong nháy mắt, Tống Thư Hàng ý thức thoát thể mà ra, tiến vào một cái hắc bạch thế giới. Toàn bộ thế giới lâm vào thời gian ngừng lại trạng thái. Nhục thể của hắn,
nơi xa tại chơi đùa công đức xà mỹ nhân, thậm chí là Long Lạc tiểu trợ thủ, đều dừng lại, không nhúc nhích. Duy chỉ có Tống Thư Hàng ý thức thể, có thể ở cái này hắc bạch thế giới bên trong hành tẩu. Ý thức thể nhảy ra hai bước, nghi ngờ quay đầu chung quanh. Cái này hắc bạch thời gian ngừng lại thế giới, chính là hắc long thế giới bản nguyên. Một cái bị thời gian ngừng lại thế giới. Trong lúc đang suy tư, trước người hắn cái kia mênh mông đại hải, sóng gió nổi lên. Mặt biển xoay tròn lấy, hình thành một cái vòng xoáy. Tống Thư Hàng ý thức thể đang nhìn đến vòng xoáy này thời điểm, trong lòng liền trong nháy mắt sinh ra một loại minh ngộ, đây mới là thông hướng hắc long thế giới bản nguyên thông đạo. Không cần bất luận kẻ nào cùng hắn giải thích, chỉ cần nhìn thấy, liền có thể tự nhiên mà vậy minh bạch. Ý thức của hắn thể hướng về phía trước hướng động, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào đến cái kia vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy chỗ sâu, là một cái hắc bạch quấn quanh hạch tâm, giống như là không đáy lỗ đen, thôn vệ vạn vật. Nước biển tạo thành vòng xoáy vách tường, lóe ra điểm điểm tinh mang, chiếu sáng vòng xoáy thông đạo. Tống Thư Hàng ý thức thể nhảy vào vòng xoáy bên trong, hướng phía dưới rơi xuống. Vòng xoáy phảng phất là động sâu không đáy, Tống Thư Hàng ý thức thể rõ ràng đang không ngừng rơi xuống, nhưng cảm giác cự ly này cái hắc bạch quấn quanh hạch tâm ngược lại càng ngày càng xa, hoàn toàn không có tới gần cảm giác. Mà liền tại hắn không ngừng rơi xuống quá trình bên trong, vòng xoáy vách tường trên tinh quang không ngừng bay tới, dung nhập vào ý thức thể của hắn. Mỗi một hạt tinh quang dung nhập, cũng có thể làm cho Tống Thư Hàng tinh thần vì đó dung một cái. Tinh thần lực của hắn, bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Không chỉ có như thế, theo tinh quang không ngừng dung nhập vào trong thân thể của hắn lúc, hắn nhìn về phía hắc bạch quấn quanh hạch tâm lúc, liền cảm giác mình đọc đến một chút số liệu, những thứ này tinh quang là đọc đến số liệu chìa khóa. Đọc đến nội dung, thôi nhìn là pháp tắc, nhìn kỹ lại tựa hồ là so pháp tắc càng thâm ảo hơn, càng gần gũi thế giới hạch tâm đồ vật. Nếu như nói pháp tắc là chấp trưởng thế giới mệnh lệnh chương trình, vậy bây giờ đọc đến, chính là cấu thành mệnh lệnh dấu hiệu. Nếu như là chân chính bát phẩm huyền thánh, đọc đến loại tin tức này, tuyệt đối sẽ hưng phấn đến nguyên địa bạo tạc. Này bằng với là tấn cấp cửu phẩm ngoài định mức thêm điểm hạng, đọc đến loại tin tức này, coi như nỗ lực mấy ngàn năm thọ nguyên đều cam tâm. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng là hàng lởm huyền thánh. Từ hắc bạch quấn quanh hạch tâm trên đọc đến tin tức cảm giác vô cùng cao đại thượng, trực giác nói cho hắn biết những tin tức này phi thường chân quý. Nhưng hắn không thể nào hiểu được những tin tức này. Cảnh giới không tới, xem không hiểu chính là xem không hiểu. Sở dĩ, đọc đến tin tức, Tống Thư Hàng chỉ có cưỡng ép đưa chúng nó nhớ kỹ, chờ tương lai bản thân cảnh giới đến về sau, liền có thể lý giải cũng đọc hiểu bọn chúng. Ngay từ đầu Tống Thư Hàng đọc đến vẫn là rất thuận lợi, tu sĩ trí nhớ siêu cường. Lại thêm Tống Thư Hàng tinh thần lực đặc biệt cường đại, học bằng cách nhớ là hắn cường hạng. Nhưng theo tiến vào vòng xoáy càng ngày càng sâu, đọc đến tin tức biến thâm ảo. Có nhiều thứ là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào biểu đạt, lý giải chính là lý giải, không thể nào hiểu được cũng không cách nào lý giải tồn tại. Những đồ chơi này muốn làm sao nhớ? Bọn chúng căn bản cũng không có một cái hệ thống, không có một cái nào khái niệm, dùng đầu óc căn bản không nhớ được bọn chúng. Tống Thư Hàng cảm giác đặc biệt tuyệt vọng. Núi vàng phía trước, thậm chí đào đều móc ra, nhưng hắn lại không cách nào mang đi. Cho nhìn không cho sờ đâu. Thư Hàng, người tại lăng cái gì? Cái này lúc, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không, không phải bên tai. Nói đúng ra, hẳn là phân thân bên tai, truyền đến thanh âm. Là Bạch Tiền Bối thanh âm. Cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong, Bạch Tiền Bối tại cùng Tống Thư Hàng phân thân giao lưu. Ta không biết, hẳn là thụ bản thể ảnh hưởng. Bản thể giống như tại tiếp xúc một số không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tri thức, hắn muốn nhớ kỹ, nhưng lại không cách nào dùng đầu óc đem những kiến thức này ghi chép lại. Bạch Tiền Bối có biện pháp không? Không cách nào dùng đầu óc nhớ đồ vật, không ngại dùng thân thể đi ký ức. Bạch Tiền Bối thanh âm cười nói. Tiếp đó, loại này đột nhiên xuất hiện thanh âm, liền cắt ra. Không cách nào dùng đầu óc đi ký ức đồ vật, hay dùng thân thể trực tiếp đi ký ức. Tống Thư Hàng thì thào thì thầm. Loại phương thức này, luôn cảm giác là loại kia đầu óc không dùng được, thân thể cũng rất thành thật cơ bắp cứng rắn phái nam cách sử dụng. Dùng thân thể đi ký ức. Có lẽ, có thể thử một chút cái này. Ngụy Bất Hủ hình thức,
sương mù hình thức, Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, thử nghiệm đem ý thức của mình thể chuyển hóa làm sương mù hình thức. Cũng không biết mình bây giờ ý thức thể đến cùng là thế nào hình thái, có thể hay không đem bản thể lực lượng đều mang tới. 3. Tống Thư Hàng thân thể khuếch tán ra đến, bạo làm một đoàn sương mù. Sương mù thân thể đồng dạng tại hạ rơi, là chịu đến Hắc Long thế giới bản nguyên hấp dẫn. Đầu óc không cách nào ghi chép, hay dùng thân thể đưa nó nhớ kỹ. Ta đây chính là ngụy bất hủ hình thức, so với thuần túy cơ bắp càng có trí nhớ a. Tống Thư Hàng nói. Sau một khắc, sương mù hình thức thân thể, quả nhiên bắt đầu chủ động đọc đến Hắc Long thế giới bản nguyên tin tức, cũng đem những tin tức này dung nhập vào ngụy bất hủ chi thân bên trong. Những kiến thức này, Tống Thư Hàng vẫn như cũ hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng đã không quan hệ rồi, ngụy bất hủ thân thể đem những kiến thức này cùng tin tức, toàn bộ dung nạp ở thể nội, dùng thân thể đưa chúng nó nhớ kỹ. Bởi vì học tập kiến thức mới nhiệm vụ giao cho thân thể, Tống Thư Hàng đại não thanh nhàn xuống tới, tiến vào tư duy khuếch tán hình thức, lại nói, cứ như vậy, những kiến thức này cùng tin tức, tương lai ta phải dùng biện pháp gì truyền thụ cho các đệ tử. Chẳng lẽ mình phải dùng thân thể dạy bảo các đệ tử học tập những kiến thức này? Phi phi phi, không phải ý tứ này. Hắn là chỉ dùng tự thể nghiệm phương thức, dùng thân thể diễn dịch những kiến thức này cùng pháp tắc, từ đó để các đệ tử lĩnh ngộ. Ta người sư phụ này, thật sự là quá không kịp nghiên cứu. Trong đầu căn bản không có nhiều có thể giáo dục đệ tử đồ vật. Tống Thư Hàng thở dài. Chờ quay đầu về sau, muốn hay không tìm Tri Thức Huyên Bác tiền bối, sau đó nhiều tiếp xúc với hắn. Tiếp xúc nhiều, nói không chừng có thể thừa cơ nhập mộng một phát, thuận tiện tay trượt một chút, từ Tri Thức Huyên Bác đại tiền bối trong đời học được càng có bao nhiêu hơn dùng tri thức. Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối chính là rất tốt nhập mộng đối tượng. Nhưng là nhập mộng hai người bọn hắn độ khó quá cao. Rõ ràng cùng bọn hắn tiếp xúc rất nhiều, cũng thỏa mãn nhập mộng điều kiện. Ngoại trừ Bạch tiền bối bên ngoài, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Tri Thức Huyên Bác nhất thuộc về Thất Tu Thánh Quân cùng Linh Điệp Tôn Giả. Tống Thư Hàng đại não nhanh chóng vận chuyển lại, rất nhiều to gan ý nghĩ hiển hiện. Tại những thứ này lớn mật ý nghĩ hiển hiện đồng thời. Thân thể của hắn càng là dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể lập tức đem những thứ này to gan ý nghĩ chuyển hóa làm thực tiễn. Đang lúc Tống Thư Hàng não đại động mở thời điểm, đột nhiên trước mắt hắn bừng sáng. Tiếp lấy ý thức thể dâng lên trên một trận nóng bỏng cảm giác, thân thể phảng phất bị ném vào đống lửa. Nóng bỏng đốt bị thương cảm giác chợt lóe lên. Tống Thư Hàng khuếch tán tư duy thu liễm. Sau đó, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái cổ quái rừng đá bên trong. Cái này rừng đá kết cấu cùng nhan sắc, rõ ràng không phải hiện thế địa cầu hoàn cảnh phong cách. Mà tại hắn cách đó không xa, có một cái nam tử thân ảnh hiển hiện. Nam tử này trên người không có quần áo, mà là có tầng một côn trùng khôi giáp trạng vật chất, đem hắn thân thể bao khỏa. Nam tử sau khi xuất hiện, ở cái này rừng đá bên trong bắt đầu đi dạo. Chuyện này là sao nữa? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Bản thân không phải tại tiếp xúc Hắc Long thế giới bản nguyên sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, hắn phát hiện mình tầm mắt rất kỳ quái. Tầm mắt của hắn tựa như là nhìn trộm hình thức, giấu ở một cây rừng đá cây cột về sau, thận trọng đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử. Loại cảm giác này, loại này tầm mắt, chẳng lẽ là đã lâu nhập mộng? Chẳng lẽ là mình cùng Hắc Long thế giới thỏa mãn nhập mộng yêu cầu, sau đó chân trượt đi, thuận chân tiến vào nhập mộng trạng thái? Rừng đá bên trong, nam tử kia tìm nửa ngày về sau, rốt cuộc tìm được hài lòng vị trí. Hắn đưa tay hết thảy, trên tay có dao mổ tia la đê chợt lóe lên. Một cây to lớn cột đá bị cắt đi, ầm ầm rơi xuống đất. Nam tử cười ha ha một tiếng, hắn lấy tay vì chỉ tại trên một cây trụ đá to lớn khắc họa lên tới. Khắc họa nửa ngày về sau, nam tử hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này lúc, Tống Thư Hàng tầm mắt màn ảnh, rụt lại một hồi. Ánh mắt của hắn liền phảng phất tượng máy móc mắt đồng dạng, có thể mở rộng thu nhỏ xa xa màn ảnh. Rất nhanh, nam tử kia khắc họa văn tự rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. Nam tử kia khắc họa văn tự Tống Thư Hàng căn bản không biết, không phải Hắc Long thế giới văn tự, cũng không phải viễn cổ văn tự. Bất quá, có thể là bởi vì nhập mộng nguyên nhân, hắn có thể nhận ra những văn tự này ý tứ. Viên ở chỗ này lưu lại dấu chân. Từ hôm nay trở đi nơi này chính là ta quốc độ Á. Ước chừng trên là như thế một cái ý tứ.
cảm giác tự cùng từng du lịch qua đây không sai biệt lắm. Loại hành vi này không đáng đề cử, đặc biệt đối với tu sĩ tới nói, lưu lại bản thân tên thật không phải chuyện tốt. Mà trước mắt cái này tên là Viên Nam Tử, tại khắc xong chữ về sau, cũng bị người nhớ kỹ. Tống Thư Hằng thị giác hình ảnh theo văn chữ trên chuyển rời đến vị này viên trên thân, cũng đem hắn một mực nhớ kỹ. Ngươi nhìn, bị nhớ tiểu bồn bồn. Nếu như mình hiện tại nhập mộng chính là Hắc Long thế giới mộng, vậy cái này tầm mắt rất có thể là Hắc Long. Một cái nam nhân bị một đầu Hắc Long để mắt tới, cũng nhớ kỹ, vậy hắn cách trở thành một đống long thì kết cục, cũng không xa. Đối diện, viên tại khắc xong chữ về sau, rất vui vẻ đem cột đá cắm tốt. Sau đó hắn xoay người lại, tựa ở trên trụ đá nghỉ ngơi. Tống Thư Hằng tầm mắt, thấy được nam tử này mặt. A, Tống Thư Hằng cái kia nhìn cái gì đều nhìn quen mắt mau bệnh, lại phạm vào. Hắn đang nhìn đến nam tử này lúc, lại cảm thấy một trận nhãn quen cảm giác, luôn cảm giác mình tại chỗ nào đã từng thấy qua đối phương. Nhưng là, hắn lại 100% khẳng định, bản thân chưa từng có gặp qua nam tử này. Nghỉ ngơi một hồi về sau, nam tử lại đứng lên, hắn từ trong ngực giáp xác bên trong móc ra một cái to lớn tiên nhân cầu trạng thực vật. Tống Thư Hằng. Thứ này, là thế nào nhét vào trong ngực giáp xác bên trong? Không đâm thịt sao? Nam tử đem cùng cây tiên nhân cầu rất giống thực vật dọn xong, lại lấy ra một cái bình nước, thận trọng cho hắn tưới nước. Nghĩ nghĩ về sau, nam tử đột nhiên lại quay người hướng bên cạnh chạy tới. Ở nơi đó, có một cỗ cùng loại phi thuyền, tiên thuyền loại hình đồ vật. Nam tử tại cái kia trên phi thuyền đè xuống một lát, có hai cây dây anten trạng đồ vật bắn ra ngoài. Tiếp lấy nam tử kia tiện tay liền đem dây anten cho nhổ đi. Nhổ dây anten về sau, nam tử một mặt mỉm cười, hài lòng trở lại bản thân cây tiên nhân cầu thực vật bên cạnh, thận trọng chiếu cố hắn. Chẳng được bao lâu, trong phi thuyền đột nhiên truyền tới một êm tai tiếng kêu to, thanh âm kia dùng Tống Thư Hằng nghe không hiểu ngôn ngữ, bô bô kêu. Tựa hồ là nữ tử thanh âm, rõ ràng là kêu to, nhưng vẫn là rất êm tai. Cùng văn tự đồng dạng. Những thứ này nghe không hiểu lời nói truyền vào Tống Thư Hằng bên tai về sau, liền bị tự động phiên dịch. Đồng thời, còn đem các loại từ ngữ chủ động phiên dịch thành Tống Thư Hằng có thể nghe hiểu hình thức. Viên, vì cái gì không á á sáp mạng lưới, rồi. Cái này phiên dịch rất nhân tính hóa, quả thực là ngôn ngữ học tập, giao lưu chướng ngại người phúc âm. Nếu như chư thiên vạn giới đều có thể dùng tới cái này phiên dịch công năng, mụ mụ liền rốt cuộc sẽ không bức ta học ngoại văn. Mặt khác, cái kia hai cây bị nhổ đồ vật, chính là tên là á á sáp mạng lưới rồi. Cùng mạng vô tuyến không sai biệt lắm đồ vật. Viên ngẩng đầu, đồng dạng dùng cái kia không biết tên ngôn ngữ trở về một trận. Phiên dịch đồng bộ đến Tống Thư Hằng não hải. Bởi vì ta đem ngươi á á sáp nhổ xong, hắn sẽ có phóng xạ, hội thương tổn đến ta thiên cổ cầu. Viên trả lời. Viên tiếng nói vừa dứt, cái kia phi thuyền trạng đồ vật đại môn dây lát mở. Một đạo dáng người bạo tốt nữ tử thân ảnh từ trong phi thuyền lóe lên mà ra, người thằng ngu này. Nàng một chiêu Phật Sơn vô ảnh cước đá vào Vivian trên thân, hai chân thon dài thật nhanh đá đá, mỗi một chân đều có thể đá ra vận tốc âm thanh tới. Ba 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 viên bị đá bay ra ngoài. Thiên cổ cầu vốn chính là dùng để hấp thu phóng xạ, người cái này ngu ngốc. Nữ tử kia cả giận nói, nàng thân hình rơi xuống đất, anh Tuấn tóc dài khoác rơi xuống dưới. Một mực rủ xuống tới chân của nàng cong chỗ. A, à, thân ảnh này, cực kỳ giống Thái Dương Thuyền trong tin tức Tinh Quốc Công Chúa. Mặt khác, Tống Thư Hằng nghĩ đến viên trên người loại kia cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù trưởng không hề giống, nhưng hắn khí tức, cùng Tống Thư Hằng nhận biết có vị tiền bối rất tương tự. Khí chất loại vật này là một loại tương đối trừu tượng tồn tại, không phải bề ngoài anh Tuấn hay không, mà là một loại cho người cảm giác. Mà trước mắt cái này gọi viên nam tử, khí chất tự cùng Tống Thư Hằng nhận biết vị tiền bối giống nhau đến mấy phần tỷ như tam lãng tiền bối, lại tỷ như tam lãng tiền bối, cùng tam lãng tiền bối. Đây là bệnh, cần phải trị. Có căn cứ sao, ngươi nói thiên cổ cầu hấp thu phóng xạ, có cái gì căn cứ? Vạn nhất thiên cổ cầu sẽ bị phóng xạ giết chết làm sao bây giờ? Vạn nhất là lời đồn đâu? Viên ôm cái kia bóng rổ lớn thiên cổ cầu. Trên đó bén gai nhọn đâm tại bộ ngực hắn áo giáp bên trên. Nếu là không áo giáp, hắn đã bị đâm tâm. Anh Tuấn tóc dài cô gái nổi giận, vậy liền để hắn đi chết.
hoặc là ngươi cách xa ta một điểm, tại sao phải nhổ ta á á sáp? Ngươi quá tàn nhẫn, Viên Ôm Cầu, nhược khí nói. Soái khí cô gái tóc dài khóe miệng co giật, đừng nói nhảm, cho ta đem á á sáp cắm trở về. Sinh mệnh đều là đồng giá, bất kể là ngươi vẫn là thiên cổ cầu. Viên còn tại dãy giụa. Cô gái tóc dài siết quả đấm, ý của ngươi là, giá trị của ta giống như thiên cổ cầu. Không không, đương nhiên không. Viên lắc đầu liên tục, nói, bởi vì trong lòng ta, thiên cổ cầu so ngươi quan trọng hơn. Tống Thư Hàng. Cô gái tóc dài tâm tính lập tức liền nổ. Sau đó, nàng và Viên đánh nhau ở cùng một chỗ. Là xoay đánh, không phải cao thủ so chiêu. Hai người phảng phất như là hài đồng đồng dạng, đánh nhau ở cùng một chỗ. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình mộng bức. Đây là nhập mộng sao? Mỗi lần hắn nhập mộng thời điểm, chỗ trải qua đồ vật đều là có ý nghĩa, thậm chí sẽ rất nhanh liền tiến vào chính đề. Mà trước mắt cô gái tóc dài này cùng Viên xoay đánh, hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩa ở đâu. Trong lúc đang suy tư, trước mắt nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Viên một cái xoay người, đem cô gái tóc dài ép tại dưới thân. Sau đó, hắn móc ra lớn dao mổ tia la đê, liền đem cô gái tóc dài. Đâm chết. Chảy máu lượng cực lớn. Máu chảy một chỗ. Cô gái tóc dài một tiếng thê lương kêu thảm, hai mắt trừng to lớn, nghẹo đầu, chết rồi. Trước khi chết, ánh mắt của nàng vừa vặn cùng Tống Thư Hàng tầm mắt gặp nhau. Cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt, một mực khác ở Tống Thư Hàng não hải. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì quỷ phát triển? Quá mức a, vô luận như thế nào, bởi vì một điểm nhỏ cãi lộn, trực tiếp đem cô gái tóc dài đâm chết, loại chuyện này phát triển thực sự quá mức. Trước đó còn cảm giác cái này Viên có điểm giống Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng có thể khẳng định, giữa hai bên không có chỗ tương tự. Chí ít bởi vì một điểm nhỏ khóe miệng xoay đánh chuyện liền giết người, Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối tuyệt đối không làm được. Viên một đao đâm chết cô gái tóc dài về sau, toàn bộ hành trình trấn định, không có vẻ kinh hoàng. Hắn ngồi ở cô gái tóc dài bên người, ôm bản thân dao mổ tia la đê, chầm chầm vào cô gái tóc dài. Thứ 86 lần, Viên nói khẽ, hắn ngẩng đầu vọng thiên, hừm, cự ly 100 lần đại viên mãn, còn kém 14 lần. Đang khi nói chuyện, cô gái tóc dài trên người xuất hiện dị biến. Tại lồng ngực của nàng chỗ, có một cái phù văn bay ra, hình thành một quả nho nhỏ quang đoàn. Quang đoàn nhẹ nhàng xoay tròn lấy, đem quang mang chiếu xuống trên người nữ tử. Trên người nữ tử vết thương bắt đầu khép lại. Cái này, bất hủ chi cốt, Tống Thư Hàng nhìn thấy này nho nhỏ trùng sáng lúc, trong lòng đột nhiên động một cái. Mặc dù hình thái trên hoàn toàn khác biệt, một cái là phù văn quang đoàn, một cái khác là khối nhỏ xương cốt. Nhưng cả hai cho Tống Thư Hàng cảm giác, rất tương tự. Này nho nhỏ trùng sáng, bảy thành trở lên chính là bất hủ chi cốt. Hoặc là nói, là bất hủ chi cốt tiền thân, là còn không thành hình bất hủ chi cốt. Kể từ đó, cô gái tóc dài này thân phận là huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối. Nếu thật như thế, Vân Tước Tử tiền bối thật đúng là tung hoành thế giới lịch sử tồn tại. Nàng từ lịch sử mới bắt đầu liền tồn tại, một mực còn sống cho tới bây giờ. Trên người nàng có rất nhiều bí mật, không chỉ có là nho gia thánh nhân. Trên người nàng bí mật, có thể truy đến càng cổ trước đó. Đồng thời, Tống Thư Hàng lực chú ý, lại bị bất hủ chi cốt phù văn hấp dẫn. Cái phù văn này xoay tròn lấy, trên đó có so pháp tắc còn cao cấp hơn tin tức dòng số liệu lộ ra, là bất hủ tin tức. Theo cái này phù văn chuyển động, cô gái tóc dài trên người sinh cơ dần dần khôi phục lại. Viên thấy thế, vội vàng đưa tay, đem một chỗ máu tươi xóa đi, lại đem cô gái tóc dài trên người máu tươi dùng cùng loại pháp thuật năng lực thanh tẩy. Nghĩ nghĩ sau hắn đem cái kia thiên cổ cầu thu hồi đến trong lồng ngực của mình, lại đem dây anten đâm trở về. Một lát sau, cô gái tóc dài tỉnh lại. Nàng gãi gãi đầu, cau mày, kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này ngủ? Dứt lời, nàng nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình Viên, xảy ra chuyện gì sao? Không, cái gì đều không phát sinh. Viên cười đùa tí tửng. Ta luôn cảm giác quên đi chuyện trọng yếu gì. Cô gái tóc dài nắm lấy đầu, nàng xoay đầu lại nhìn về phía phi thuyền trên đó anten chảo cắm hoàn hảo. Kỳ quái, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề? Cô gái tóc đen suy tư nửa ngày, đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Viên người cái này ngu ngốc,
có phải hay không lại đem ta chém chết? Nếu không ta không có khả năng không hiểu thấu mất trí nhớ. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, Viên một mực phủ nhận. Cô gái tóc dài hít hà thân thể của mình, tựa hồ không ngửi được cái gì mùi máu tươi. Nhưng đột nhiên, thân thể nàng nhảy lên thật cao, một chuỗi vô ảnh cước đá vào Viên trên mặt, đem hắn đá bay ra ngoài. A a a, ngươi lại làm gì? Viên bị đá ngã xuống đất, bưng lấy mặt mình, nhược khí nói. Ngươi còn nói bản thân không chém chết ta. Cô gái tóc dài chỉ mình ngực còn không triệt để trở về phù văn nói, bất tử phù văn đều xuất hiện, ngươi còn gạt ta. Thứ này làm sao còn không có trở về? Viên trừng to mắt, một lát sau hắn lập tức hiểu được. Có đôi khi, thể thích lớn chính là không giống nhau. Lần thứ mấy rồi, cô gái tóc dài dùng sức tại bất tử phù văn vỗ một cái, đưa nó theo trở lại trong cơ thể mình. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý mình bị Viên chém chết sự thật. Thứ 86 lần, Viên rất thành thật trả lời, tiếp đó, cự ly hắn làm lạnh hoàn thành, cần 2 năm thời gian. Còn có 14 lần a, cô gái tóc dài nằm thẳng trên mặt đất, hữu khí vô lực nói. Hừm, chúng ta kiên trì tới 80 lần trở lên, đây là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Mà lại, cự ly 100 lần đã rất gần, Viên lên tiếng nói. Nhưng ta không muốn tiếp tục nữa, cô gái tóc dài đột nhiên nói, chúng ta bỏ trốn đi, Viên. Ngươi lại nhưng cùng ta trò chuyện bỏ trốn loại lời này đề. Ngươi nên rõ ràng, ta chỉ là thi hành mệnh lệnh đến phối hợp ngươi, để bất tử phù văn một mực tiến hóa đi xuống đối tượng. Ta căn bản không có tình cảm thứ này, lại thế nào cùng ngươi bỏ trốn? Viên hì hì cười nói. Cô gái tóc dài nhắm mắt lại, không nói một lời. Bất quá, kỳ thật, ta chờ ngươi câu nói này rất lâu. Viên đột nhiên nhảy dựng lên, quả nhiên, ta cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta vẫn là bỏ trốn đi. Cô gái tóc dài lập tức mừng rỡ mở mắt. Hừm, đã muốn bỏ trốn, có nhiều thứ liền không thể mang ở trên người. Viên quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí, ra đi, ta đã sớm phát hiện ngươi. Tống Thư Hàng thân thể, run lẩy bẩy. Đừng sợ, ta cũng không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Mặc dù ta đâm lên người đến không nháy mắt, nhưng kỳ thật ta là hiền lành. Thúc thúc, Viên nói, mặt khác. Tiểu gia hỏa, người hiểu rõ tử vong sao? Tống Thư Hàng thay vào tầm mắt điên cuồng lắc đầu. Nhưng Tống Thư Hàng nội tâm nghe được vấn đề này lúc, không khỏi phun lên một loại quỷ dị tự hào cảm giác mặc dù không dám nói hoàn toàn lý giải tử vong, nhưng đối với tử vong, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Tiểu gia hỏa, không cần e ngại tử vong. Từ hôm nay trở đi, người đem siêu việt tử vong. Viên nghiêm túc nói. Đồng thời, cô gái tóc dài ngực cái viên kia bất tử phù văn phá thể mà ra, rơi vào Viên trong tay. Viên đưa tay, đem cái phù văn này đối Tống Thư Hàng ngực dùng sức nhét vào, quyền hạn mở ra, bất tử phù văn rời đi bắt đầu, chuyển di đang tiến hành. Xác nhận người, Viên, chuyển di hoàn tất, nguyên ghi chép, thứ 86 lần, thời gian cooldown 2 năm. Mới ghi chép thứ 0 lần, thời gian cooldown 0. Cái này bất tử phù văn cứ như vậy bị nhét vào Tống Thư Hàng ngực. Tử vong tư vị, tìm hiểu một chút, Viên lên tiếng nói. Sau một khắc, trong tay hắn giao mổ tia la đê một đao thọc tới. MMP. Sau đó, Tống Thư Hàng liền bị một đao đâm chết. Máu chảy một chỗ, ngực lớn chừng miệng chén trọng thương. Đau khổ kịch liệt, đánh thẳng vào Tống Thư Hàng não hải, hắn không cam lòng ngã xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên. Lý giải tử vong, hưởng thụ tử vong, sau đó. Siêu việt tử vong đi, Viên kể không hiểu thấu cao đại thượng chủ đề, 100 lần, nếu như ngươi có thể chống đến 100 lần về sau, ngươi đem phát hiện mình trên người thần kỳ biến hóa. Sau đó, Viên quay người, ôm lấy hư nhược cô gái tóc đen, siêu một chút, hướng hư không vọt tới cứ làm như vậy bỏ trốn. Sau lưng, cái kia tiên thuyền trạng pháp khí, oanh một tiếng, nổ tung lên. Nhìn Viên loại này thuần thục giá thức. Cái kia câu ta chờ ngươi câu nói này rất lâu cũng không phải là lời nói suông. Hắn đã sớm chuẩn bị xong bỏ trốn an bài. Từ phá giải bất tử phù văn quyền hạn đến chuyển di bất tử phù văn, đến bạo tạc phi thuyền xóa đi hai người tung tích. Hết thảy hành động, hoàn toàn là mưu đồ đã lâu bộ dáng. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, kế hoạch tốt hết thảy, liền đợi đến cô gái tóc đen một câu. Trên mặt đất, Tống Thư Hàng thị giác thay vào đối tượng. Dùng sức duỗi dài móng vuốt,
dùng hết toàn bộ sức mạnh lớn giống, cẩu nam nữ. Giống xong sau, hắn sẽ chết rồi. Tại hắn sinh cơ tiêu tán về sau, cứng rắn nhét vào trong cơ thể nó cái viên kia bất tử phù văn liền bắt đầu vận chuyển lại. Lần này, Tống Thư Hàng tự thể nghiệm đến bất tử phù văn công hiệu. So nhìn đến muốn rõ ràng gấp trăm lần. Bất tử phù văn tại thể nội vận chuyển, vô số tin tức hiện ra đến, toàn bộ là cùng bất hủ có liên quan tin tức. Cùng lúc đó, lòng nhãn thế giới bên trong, Tống Thư Hàng bản thể ngực, cũng có một cái bất tử phù văn hình chiếu ngưng tụ thành hình. Đây chính là trước đó, Long Lạc tiểu trợ thủ nói Long Phù chuyển sinh. Cái này Long Phù chuyển sinh, là bất tử phù văn hình chiếu, kết hợp Hắc Long thế giới pháp tắc lực lượng biến thành. Hắn có một lần phục sinh năng lực, đại giới là phục sinh về sau, sẽ giảm xuống nhất định thực lực cảnh giới. Cụ thể sẽ giảm xuống bao nhiêu lực lượng, sẽ dựa theo tỷ lệ đến hao tổn. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng ý thức trở về đến bản thể. Hắc bạch thời gian đình chỉ thế giới khôi phục sắc thái, xa xa công đức xà mỹ nhân lại bắt đầu lại từ đầu chơi đùa, Long Lạc tiểu trợ thủ hiếu kỳ chằm chằm vào Tống Thư Hàng, bởi vì lúc này Tống Thư Hàng là sương mù hình thức. Đồng thời tại hắn sương mù hóa trong thân thể, có thật nhiều cao thâm đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả pháp tắc tin tức, tại sương mù trong thân thể lóe lên. Dùng thân thể đến nhớ kỹ tri thức, chính là như thế không giống bình thường. Thì ra là thế. Lần này hẳn không phải là nhập mộng, mà là tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên quá trình A. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Khó trách cùng bình thường nhập mộng có chút khác biệt. Vừa rồi quá trình, nếu như đoán không lầm, hẳn là Hắc Long thế giới Hắc Long, lần đầu tiếp xúc đến viên cùng nghi là vân thước tử cô gái tóc dài ký ức. Mỗi một vị sử dụng long nhãn đá quý người, đều có thể thông qua bảo thạch lực lượng, tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên. Bất quá tại tiếp xúc đến bản nguyên quá trình bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ mỗi một vị cấp 8 thánh giả đều có thể đạt được tấn thăng cấp 9 huyền bí tin tức bên ngoài, có ít người có thể tiếp xúc càng sâu, tiếp xúc đến liên quan tới bất tử phù văn tin tức. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến bất tử phù văn, liền có thể tại Hắc Long thế giới pháp tắc tác dụng dưới, đem bất tử phù văn lực lượng hình chiếu với bản thân bên trong. Mà lúc này đây... Chỉ cần thánh giả đối tử vong có nhất định lý giải, liền có thể đem phù văn hình chiếu ngưng tụ làm long phù chuyển sinh, thu hoạch được một lần phục sinh cơ hội. Nếu như vận khí không tốt, không cách nào tiếp xúc đến bất tử phù văn tin tức, cái kia phục sinh danh ngạch liền không có. Đây cũng là trước đó, Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc tới có nhất định tỷ lệ thu hoạch được long phù chuyển sinh nguyên nhân. Tiếp xúc đến bất tử phù văn, thu hoạch được hình chiếu. Đồng thời tự thân cần đối tử vong có nhất định lý giải, mới có thể có đến phục sinh cơ hội. Tống Thư Hàng rất may mắn, phía trên điều kiện hắn đều thỏa mãn. Mặt khác, có thể là hắn đối tử vong lý giải đặc biệt sâu nguyên nhân, hắn bất tử phù văn hình chiếu, cũng so bình thường thánh giả nhóm lấy được long phù chuyển sinh muốn ngưng thực rất nhiều. Chúc mừng bá long nhân viên quản lý, thu hoạch được long phù chuyển sinh phù văn. Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Tống Thư Hàng đưa tay. Nhẹ nhàng tiếp xúc cái này long phù chuyển sinh. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái lúc, cái phù văn này liền dung nhập hắn sương mù hóa thân thể, cùng hắn kết làm một thể. Long phù chuyển kiếp phù văn, cấp 9 cảnh giới đều có thể hoàn thành chuyển sinh phục sinh. Bất quá bởi vì phục sinh địa điểm tại Hắc Long thế giới. Sở dĩ nếu là tử vong, tất cả vật phẩm đều không thể mang theo trở về. Mời bá long nhân viên quản lý cẩn thận, Long Lạc tiểu trợ thủ dựa theo chương trình, nhắc nhở. Tống Thư Hàng trên người bảo vật rất nhiều, hai bộ xa hoa bản mệnh pháp khí, còn có công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, còn có mấy vị không gian pháp khí. Nếu là hắn chết, không ai thay hắn thu pháp khí, tất cả mọi thứ đều sẽ thất lạc ở tử vong hiện trường. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đây chính là về thành phục sinh cùng nguyên địa phục sinh khác nhau đi. Bất quá, hắn có hạch tâm thế giới. Chỉ cần hạch tâm thế giới không triệt để túng rơi. Hắn còn có thể đem pháp khí thu nhập đến hạch tâm thế giới bên trong. Hoặc là... Không đúng không đúng. Nếu như hạch tâm thế giới không túng, hắn liền có thể trốn vào trong đó, căn bản không cần lo lắng tử vong loại sự tình này. Nếu như hắn chết, liền đại biểu cho hạch tâm thế giới túng. Cứ như vậy, ta có phải hay không vẫn phải nuôi cái tự động nhặt trang bị sủng vật. Bá long nhân viên quản lý, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Trễ. Long nhãn thế giới phải đóng lại. Đến lúc đó, chúng ta muốn đi ra ngoài,
liền phải đợi đã một cái ngàn năm. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Long nhãn thế giới chính là Hắc Long con mắt, bình quân ngàn năm tả hữu sẽ mở ra một lần cũng chính là Hắc Long mở mắt. Trợn xong con mắt về sau, mí mắt liền sẽ một lần nữa khép lại, long nhãn thế giới liền sẽ quan bế. Một khi long nhãn thế giới quan bế về sau, tại pháp tắc bản nguyên nhiễu loạn bên dưới, liền không gian truyền tống thủ đoạn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Tống Thư Hằng cũng không muốn ở chỗ này cô độc vượt qua ngàn năm. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, chúng ta trở về. Tống Thư Hằng hét lớn. Nơi xa, công đức xà mỹ nhân nghe vậy, vỗ phì kình thật nhanh bơi trở về, một mặt vui vẻ bộ dáng. Nàng như thế ưa thích chơi nước. Nhưng lần trước đi bờ biển, cũng không có gặp nàng vui vẻ như vậy qua a. Nói trở lại, Tống Thư Hằng ánh mắt rơi vào phì kình trên người. Hắn nhớ kỹ, công đức phì kình lúc trước nuốt qua một đầu thú tu lông trắng đi, Tống Thư Hằng thánh viên long lực thần công ban đầu phiên bản, vẫn là từ cái kia lông trắng cái kia lấy được. Cái kia lông trắng đâu? A la 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 la, công đức xà mỹ nhân kêu to, thả người nhảy lên thật cao. Nàng trên không trung 360 độ lớn xoay tròn, sau đó liên tục lộn mèo, tiếp lấy thiên nga vũ tư thế rơi xuống Tống Thư Hằng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tốn thức nhảy cầu trở về thức, lần trước nàng và tạo hóa tiên tử chơi qua một lần, liền không có chơi nữa. Tống Thư Hằng cho là nàng nhóm quên đi, hiện tại xem ra là các nàng tại cấu tứ mới vào nước động tác. Cùng một thời gian, công đức phỉ kình đụng vào Tống Thư Hằng thân thể. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ, lông trắng đâu? Trước kia công đức phỉ kình nuốt lấy lông trắng thời điểm, liền không cách nào dung nhập Tống Thư Hằng thân thể, đều ở tại hạch tâm thế giới bên trong. Sẽ không thật sự bị tiêu hóa à? Phải chăng rời đi long nhãn thế giới? Long Lạc tiểu trợ thủ hỏi. Tống Thư Hằng đưa tay, vỗ vỗ nàng, đi. Sau một khắc, Tống Thư Hằng thân hình từ long nhãn thế giới biến mất. Trở về đến long huyết phân bộ lạc bên trong. Tống Thư Hằng thân hình trở về đến trong lầu các. Sau đó, hắn nhìn thấy lão tộc trưởng đang chuột hamster vòng chạy bên trong chạy nhanh. Nhưng bởi vì Tống Thư Hằng không có kích hoạt vòng chạy, sở dĩ vòng chạy không cách nào vận chuyển. Sở dĩ, vừa trên có mấy vị long huyết phân bộ lạc pháp sư, đang thôi động pháp thuật, lợi dụng pháp thuật chuyển động vòng chạy. Đang chạy vòng trước. Vũ Nhu Tử trong tay bưng lấy một vấn đề vở, đặt câu hỏi, tộc trưởng cảm giác, ở đây tất cả nam nhân, có thể mang thai sao? Đương nhiên không thể, lão tộc trưởng nhanh chóng trả lời nam nhân làm sao mang thai. Vũ Nhu Tử, trả lời sai lầm, tại tống tiền bối mang thai ngưng thị bên dưới, nam nữ bình đẳng. Lão tộc trưởng, đậu đậu, ban giám khảo đậu đậu thông qua xét duyệt, không có tâm bệnh, nam nữ bình đẳng. Xích Tiêu Kiếm. Ban giám khảo Xích Tiêu Kiếm thông qua xét duyệt. Thông nương, ban giám khảo thông nương giống như trên, xác nhận xét duyệt không sai. Cho ta thêm rất nhanh, Vũ Nhu Tử cười ha ha nói. Sau đó mấy vị kia long huyết phân bộ là các pháp sư, lại ra sức thôi động ma lực, tăng tốc chuột hamster vòng chạy chuyển động. A a a, lại nhưng lại sai rồi. Lão tộc trưởng kêu to, tăng tốc bản thân tốc độ chạy. Tống Thư Hằng. Các ngươi chơi vui vẻ liền tốt. A, à, Tống tiền bối ngươi đã về rồi. Vũ Nhu Tử nói, chúng ta lúc nào về hiện thế không? Nàng và phụ thân đã hẹn, muốn cùng một chỗ xem bá nho huyền ma giảng pháp, nói đến liền muốn làm đến. Hừm, nửa ngày thời gian về sau, chúng ta liền trở về. Tống Thư Hằng nói. Sau đó, hắn muốn đi thu thập hạ dược tài, ma thú. Liền có thể trước về một chuyến hiện thế. Vậy chúng ta tiếp tục chơi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, tộc trưởng, tiếp theo đề. Ở đây nam nhân, có thể sinh con sao? Có thể có thể có thể. Lão tộc trưởng nói. Mang thai đều có thể, vì cái gì không thể sinh con? Đáp án là tạm thời không thể, mang thai ngưng thị trước mắt chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, còn không thể chân chính sinh ra hài tử tới. Vũ Nhu Tử nói. Lão tộc trưởng. Xích Tiêu Kiếm. Ban giám khảo Xích Tiêu Kiếm có nghi vấn, thông qua giải phẫu thủ đoạn, không thể để cho nam nhân mang thai sao? Ở đây trong nam nhân, không ai có cái này kỹ thuật. Vũ Nhu Tử nói. Xích Tiêu Kiếm điểm một cái chuôi kiếm, vậy ta không thành vấn đề. Thông nương, xác nhận không sai. Đậu đậu, giống như trên. Gia tốc, lại thêm nhanh. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hằng,
lại nói, Vũ Nhu tử các ngươi làm sao có thể cùng lão tộc trưởng trao đổi. Giữa các ngươi câu thông không chướng ngại rồi. Bởi vì hắn nghe được Xích Tiêu kiếm bọn người giảng chính là tiếng Hoa ngôn, mà lão tộc trưởng dùng chính là Hắc Long thế giới ngôn ngữ, nhưng bọn hắn bắt đầu giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng lẽ là hắn giấc ngủ trong lúc đó, Long Lạc tiểu trợ thủ làm cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Một loại đơn giản ngôn ngữ phiên dịch thủ đoạn, Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng. Quả nhiên là nguyên nhân của nó. Tốt a, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ngươi giúp ta hạ đạt mấy đầu nhiệm vụ, trưng thu 100 đạo cấp 6 phía trên thức ăn, cùng 30 đạo cấp 7 phía trên thức ăn. Tống Thư Hàng nói. Long Lạc tiểu trợ thủ, không có vấn đề, ban thưởng có thể sử dụng ma lực lưu lượng. Hừm, một bộ phận cấp 7 thức ăn ban thưởng, có thể tăng thêm cái này ban thưởng. Tống Thư Hàng đem lúc trước từ thiên nhân cái kia lấy được chữ vật cái bình lấy ra ngoài, mỗi 6 đạo cấp 7 thức ăn, lại khen thưởng thêm một đầu chữ vật cái bình đi. Loại vật này, xem như thêm đầu, mặc dù chỉ có thể chứa đựng chút ít đồ vật, nhưng là thắng ở chơi vui. Toàn bộ dùng ma lực lưu lượng đến thanh toán, hắn luôn cảm giác có chút ngượng ngùng. Không có vấn đề, ta đem ban thưởng bổ sung đến nhiệm vụ bên trong. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Trên thực tế, bởi vì hệ thống tu luyện nguyên nhân, tại Hắc Long thế giới loại này chữ vật vật dụng vẫn là rất chân quý. Vất vả ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên Long Lạc tiểu trợ thủ đầu, lại hỏi, đúng rồi, tiểu âm trúc tỉnh chưa? Còn không có đâu, Đậu Đậu trả lời. Cái kia để cho nàng ngủ tiếp một hồi. Tống Thư Hàng đứng dậy, các ngươi ai muốn cùng đi với ta ngắt lấy linh thực, bắt ma thú. Đậu Đậu cùng Vũ Nhu Tử đều bị hắn cuốn vào đến Hắc Long thế giới, lúc trở về dù sao cũng phải làm cho các nàng mang một ít thổ đặc sản trở về. Ta, Vũ Nhu Tử kêu lên. Vừa vặn nàng chơi nửa ngày trò chơi, đã chơi chán mùi. Đậu Đậu muốn cùng đi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đậu Đậu liếc mắt, lúc này, người mang ta lên làm gì? Quay đầu cho thêm ta mang một ít cẩu lương liền tốt. Tống Thư Hàng không hiểu thấu gãi gãi đầu. Đi thôi, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử đem vấn đề sách nhỏ ném cho Đậu Đậu. Long Lạc tiểu tinh linh mở ra chỗ thứ nhất bảo địa truyền tống môn. Nếu như không có Hắc Long thế giới quyền hạn, liền xem như cửu phẩm kiếp tiên, tiến vào Hắc Long thế giới sau cũng sẽ bị phong ấn không gian lực lượng. Tựa như Tống Thư Hàng lúc trước hạch tâm thế giới bị cấm đồng dạng. Chỗ này là linh thực sản xuất, là Hắc Long nơi ngực long lân thế giới. Dân bản xứ xưng hô bọn chúng vì Kappa Long Nấm, là sinh trưởng ở vách núi chỗ linh thực. Mặc dù chỉ là cấp 3 linh thực, nhưng nó cảm giác phi thường tốt, mà lại sinh tồn năng lực mạnh, sinh sôi nhanh. Rất phù hợp bá long nhân viên quản lý yêu cầu. Long Lạc tiểu thế giới giới thiệu nói. Tống Thư Hàng cần linh thực có hai loại. Một loại là tiên chủ dùng linh thực loại hình, ngoại trừ truy cầu phẩm cấp bên ngoài, đồng thời chú trọng hơn cảm giác. Một loại khác là tu luyện dùng linh thực, loại này lời nói phẩm cấp càng cao, dược hiệu càng tốt, càng chân quý. Hoặc là có được hiệu quả đặc biệt, cũng có thể cất giữ. Dù sao hắn hạch tâm thế giới diện tích có hạn. Muốn cấy ghép linh thực cùng ma thú, đều muốn liên tục chọn lựa mới được. Long Lạc tiểu trợ thủ thông qua cánh cửa không gian, trực tiếp mang theo Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử xuất hiện tại một chỗ đáy vực bên dưới cái này vách núi kết cấu có điểm giống cái bàn, mà những cái kia Kappa Long Nấm liền sinh trưởng tại vách núi bên trong. Đối với người bình thường tới nói, loại vị trí này là tuyệt cảnh, căn bản là không có cách đi lên, trừ phi dùng phi hành loại pháp thuật bay lên. Tống Thư Hàng chân đạp hư không. Đi vào những cái kia Kappa Long Nấm bên cạnh, hỏi, cái này Long Nấm, có ngắt lấy hạn chế sao? Không có cái gì hạn chế, bởi vì thuộc về sản lượng tương đối lớn linh thực. Chủ yếu là sinh trưởng vị trí tương đối nguy hiểm, người bình thường không cách nào ngắt lấy bọn chúng, sở dĩ phải lộ vẻ chân quý. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, di thực cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa chúng nó hướng tương tự vách núi, âm u ẩm ướt vị trí quang ra, bọn chúng liền có thể rất nhanh trường sinh đi ra. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bắt đầu ngắt lấy một nhóm long nấm, chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Trong hạch tâm thế giới, hạch tâm tiểu trợ thủ trước tiên đem linh thực cấy ghép, an trí đến mấy cái thích hợp sinh tồn vị trí. Liên thiên đình mảnh vỡ đao kiếm phong vị trí, đều bị nàng an trí một nhóm long nấm.
Hạch tâm tiểu trợ thủ thật sự phi thường bổng tống thư hàng cảm giác hắn hoàn toàn có thể xếp vào bản thân lần này hắc long thế giới chi hành, thu hoạch lớn nhất một trong. Một bên khác, Vũ Nhu Tử đồng dạng chân đạp hư không, trong hư không siêu siêu vẹo vẹo đi vài bước. Nàng vừa tấn thăng ngũ phẩm, chân đạp hư không năng lực vừa mới thu hoạch được không lâu, đi còn không phải quá quen thuộc. Đi vài bước về sau, nàng trực tiếp dẫm lên thẳng tắp trên vách đá, như đi đất bằng, hành tẩu. Quả nhiên vẫn là dẫm lên thực địa đi, sẽ an tâm một điểm. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nàng dẫm lên vách núi vách tường, đi vài bước về sau, nàng nắm giữ kỹ xảo, bắt đầu ở vách núi vách tường trên bắt đầu chạy. Tống Thư Hàng nghe vậy, đối Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên, đúng, cước đạp thực địa trong lòng mới có thể đặc biệt an tâm. Sở dĩ Vũ Nhu Tử, phi kiếm hàng rào muốn hay không? Hì hì, tạ ơn Tống tiền bối, nhưng ta không cần. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nàng tại thẳng đứng vách núi vách tường bên trên qua lại chạy, chơi rất vui vẻ. Tính cách của nàng chính là như thế, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, nàng đều có thể tìm tới việc hay. Tại thẳng đứng vách núi vách tường trên chạy một hồi về sau, Vũ Nhu Tử lại đem ánh mắt nhìn về phía khiêu chiến độ khó cao hơn địa phương. Sau đó, nàng bắt đầu hướng vách núi treo ngược vị trí chạy tới. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng kêu dừng. Đợi đã, Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử. Vị trí kia ngươi muốn chạy đi qua, tốt nhất cái kia. Thay quần áo khác, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Vũ Nhu Tử hiện tại ăn mặc một đầu xinh đẹp đến gối đường viền váy, nếu như nàng cứ như vậy chạy tới, treo ngược vách núi, sẽ đi quang. Thay quần áo, Vũ Nhu Tử cúi đầu, ngắm nhìn bản thân mặc màu trắng đường viền tiểu váy, nháy nháy mắt, hì hì cười nói, tạ ơn Tống tiền bối nhắc nhở. Nhưng là nàng cũng không có muốn đổi quần áo ý tứ. Bất quá, Tống tiền bối ngươi nhìn kỹ. Vũ Nhu Tử dứt lời, hai chân thon dài nâng lên, thật nhanh hướng vách núi treo ngược vị trí chạy tới. Một bên chạy trước nàng còn một bên nhắc nhở, Tống tiền bối, xem kỹ ta, cũng đừng chớp mắt nha. Tống Thư Hàng, đừng chớp mắt, xem kỹ Vũ Nhu Tử. Công đức xà Mỹ nhân nhanh chóng chui ra, đoạt một đợt lời kịch, năm mới phát phúc lợi. Hẳn là cái nào đó sản phẩm quảng cáo từ, bị nàng bóp tới. Kha 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 kha, cái này lúc, Vũ Nhu Tử chân dài, đã dẫm lên vách núi treo ngược vị trí, hai bước về sau, nàng liền ngã treo ở trên đó. Vũ Nhu Tử cô nương đầu dưới chân trên, mái tóc dài màu đen buông xuống dưới, theo gió phiêu lãng. Bất quá, trong tưởng tượng phúc lợi hình ảnh cũng không có xuất hiện. Vũ Nhu Tử váy, cũng không có bởi vì trọng lực nguyên nhân rơi xuống. Mà là hoàn toàn trái với trọng lực, hướng lên tung bay. Cái này hoàn toàn không khoa học, nhưng cái này rất tu chân chính là có thể muốn làm gì thì làm. JPG, Tống Thư Hàng há miệng liền muốn đậu đen rau muống. Ra, xuất hiện, phản trọng lực váy. Nhưng hắn còn chưa kịp tới phát ra tiếng, công đức xà mỹ nhân đã thật nhanh đem hắn lời kịch cho đoạt. Tống Thư Hàng, từ khi lần trước đoạt lời kịch phạm sai lầm về sau, công đức xà mỹ nhân tại đoạt lời kịch thời điểm sẽ trước chú ý một chút Tống Thư Hàng bộ mặt biểu lộ. Mặc dù nàng không có đọc tâm thuật công năng, nhưng là nàng học xong đọc mặt thuật. Nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu lộ, kết hợp với trước mắt nàng nắm giữ các loại thượng vàng hạ cám tri thức, nàng trong nháy mắt liền đánh giá ra Tống Thư Hàng muốn đọc lời kịch. Đồng thời, nhìn thấy đoạt xong lời kịch về sau, Tống Thư Hàng một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, nàng liền biết bản thân đoạt lời kịch thành công. Cái này lời kịch cướp đến tay, tiên tử một mặt thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất chính là tạo hóa tiên tử cái này đối thủ cạnh tranh không ở bên người, để cho nàng cảm giác thỏa mãn thoáng giảm đi. Đây là cái gì pháp thuật? Tống Thư Hàng hỏi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, không phải pháp thuật, chỉ là linh lực một điểm nhỏ vận dụng thủ đoạn, quần bên trong nữ tu ở giữa đều có lưu truyền. Ta là quần bên trong Đông Phương Lục tiên tử truyền thụ cho ta. Đông Phương Lục tiên tử am hiểu thiên ma vũ, nàng trên cơ bản đều là lấy quần trang hình tượng xuất hiện, loại thủ đoạn này là chính nàng nghiên cứu ra được. Bất quá chính nàng ngược lại dùng số lần không nhiều. Nàng am hiểu thiên ma vũ bản thân liền là mị hoặc loại kỹ năng, phản trọng lực váy đối mà nói không có gì ý nghĩa. Tống Thư Hàng cười nói, kỹ năng này, ta đều không biết muốn thế nào đánh giá. Lúc này ta, tức thất lạc, lại vui mừng. Hoàng mã vạn tuế. Công đức xà mỹ nhân mở miệng kêu lên. Tống Thư Hàng. Đây cũng là cái quỷ gì lời kịch. Vì cái gì loại tâm tình này cùng hoàng mã dính líu quan hệ,
Hoàng Mã năm nay lại xảy ra chuyện gì. Mặt khác, ta nhớ được trước mấy ngày tại Hắc Long thế giới cũng không có biện pháp lên mạng đi, tiên tử ngươi gần nhất lời kịch kho là thế nào đổi mới. Hi hi, bất quá tống tiền bối ngươi thất lạc cũng vô dụng. Vũ Nhu Tử vỗ vỗ váy, từ treo ngược trạng thái nhảy xuống, xoay người hái mấy con long nấm làm hàng mẫu, tiếp đó, chúng ta còn muốn đi ngắt lấy cái gì? Ngắt lấy linh thực tổng thể tới nói đều tính tương đối đơn giản, độ nguy hiểm không cao. Trong quá trình này duy nhất gặp gỡ khá là phiền toái sự tình chính là cấp 6 phía trên Hắc Long thế giới linh thực, đều có bạn sinh ma thú thủ hộ lấy. Những thứ này bạn sinh ma thú có chút thực lực còn rất không tệ, chỉ ít đều tại cấp 4 trở lên, mà lại những thứ này bạn sinh ma thú trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút long loại huyết mạch, sở dĩ tại ma thú bên trong cũng coi là thông minh loại hình, chỉ ít có thể tiến hành đơn giản câu thông. Bình thường tới nói, giết thú đoạt bảo loại này sự tình, tại tu chân giới thậm chí tại chư thiên vạn giới đều là thường xuyên phát sinh sự tình. Chỉ cần bảo vật công hiệu đầy đủ động lòng người, giết thú đoạt bảo, giết người đoạt bảo, giết yêu đoạt bảo. Cái gì cũng biết phát sinh. Bất quá Vũ Nhu Tử cũng tốt, Tống Thư Hằng cũng được, não mạch kín đều cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Hai người không có giết thú đoạt bảo ý nghĩ. Tại được Long Lạc tiểu trợ thủ đồng ý về sau, Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử đồng tâm hiệp lực, đem bạn sinh ma thú, linh thực cùng linh thực chỗ hang động A, cồn cắt A, cự thạch A loại hình địa phương, cả cái cắt xuống, chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Cho những thứ này bạn sinh các ma thú thay cái nhà. Đương nhiên, đổi nhà thời điểm, cũng là đi qua bạn sinh các ma thú đồng ý. Tỷ như hiện tại, Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử bị Long Lạc tiểu trợ thủ chuyển rời đến một khối sông băng bên trên. Có mấy cái mọc ra long lân đại hùng thủ hộ lấy một gốc hàn băng thánh thụ. Những thứ này đại hùng đều có được cấp 4 thực lực, là quần cư sinh vật. Đại hùng nhóm đồng ý dọn nhà, hàn băng thánh thụ đem đến đâu, bọn chúng liền muốn đem đến cái nào đi. Nhưng muốn bọn chúng dọn nhà, đầu tiên muốn đánh bại bọn chúng, để chúng nó tâm phục. Thế là, Vũ Nhu Tử xuất thủ đưa chúng nó lần lượt đánh một lần, đánh đến tất cả đại hùng hô to tỉ tỉ mới thôi. Sau đó Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử đem chọn cái sông băng cắt xuống, chuyển rời đến tới gần Đông Chi Điện vị trí, cũng đem tất cả long lân gấu trắng kéo vào trong đó. Một đi ngang qua đến, cơ hồ tất cả bạn sinh ma thú đều là Vũ Nhu Tử một tay đánh phục. Tống Thư Hằng căn bản không có xuất thủ qua, nói đúng ra là hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Hạch tâm thế giới bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ dựa theo thuộc tính, đem tất cả động phủ, ma thú cùng bọn chúng bảo vệ linh thực an bài thỏa đáng. Cả cái quá trình, hoàn toàn không cần Tống Thư Hằng phí não. Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác mình tự cùng Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng đồng dạng, chuyện gì đều không cần làm. Trở về hiện thế về sau, liền muốn hướng tiền bối nhóm hỏi một chút, có hay không linh thực sư có thể thuê. Đến lúc đó những thứ này hoang dại linh thực thông qua linh thực sư bồi dưỡng hạch tâm thế giới hoạt tuyển thoải mái, có cơ hội đại lượng gieo trồng. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Tống tiền bối, ta có một cái to gan ý nghĩ. Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hằng, nói ra người ý nghĩ đến, để cho ta nghe một chút có hay không thực tiễn cơ hội. Tống tiền bối, ta hôm nay thu những thứ này các tiểu đệ, cùng linh thực ở giữa đều có rất cao lực tương tác, cho nên mới sẽ trở thành linh thực bạn sinh ma thú. Sở dĩ, có biện pháp nào không đưa chúng nó đào tạo thành linh thực sư? Vũ Nhu Tử nói. Dù sao cũng là tiểu đệ của nàng, mặc dù đều là đánh phục. Nhưng nàng thân là đại tỷ, vẫn là muốn cho tiểu đệ tranh thủ đến một số phúc lợi. Tống Thư Hằng quay đầu nhìn về Long Lạc tiểu trợ thủ, những ma thú này, khi tu luyện tới cấp 5 về sau, có thể hóa hình sao? Không thể, Long Lạc tiểu trợ thủ bình tĩnh trả lời. Ma thú hệ thống tu luyện cùng tu chân hệ khác biệt, bọn chúng có đến cấp 8 tả hữu mới có cơ hội hóa hình, có cả đời đều sẽ duy trì tại ma thú trạng thái. Long Lạc tiểu trợ sau tại hồi phục về sau, nói bổ sung, bắt đầu lục soát hóa hình. Một lát sau, hắn lại nói, lục soát hoàn tất, tại Long Hầu khu vực tiểu thế giới bên trong, có một chỗ đặc thù thiên trì, trong đó có một loại thạch nhũ, có thể khiến các loại sinh vật hóa ra á nhân hình thái. Tống Thư Hằng nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Bảo vật này chẳng phải tương đương với tu sĩ giới hóa hình đan sao? Chính là có thể làm cho yêu tu tại ngũ phẩm trước, sớm hóa hình đan dược hoặc bảo vật, đậu đậu liền dùng qua tương tự đan dược. Đan dược này tại tu sĩ giới phi thường chân quý.
Cái này thạch nhũ có thể cho ta một số sao? Tống Thư Hằng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ, có thể, nhưng chúng nó giá trị phi thường cao. Dứt lời, hắn bắt đầu hạch toán lên giá trị tới. Một lát sau, hắn trả lời, chống đỡ một nửa linh thực số lượng cùng ma thú số lượng. Không có vấn đề, Tống Thư Hằng gật đầu nói. Số lượng của linh thực cùng ma thú có thể giảm bớt, hắn muốn là chủng loại. Chỉ cần chủng loại đầy đủ, số lượng có thể chậm rãi sinh sôi. Long Lạc tiểu trợ thủ đem Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử dẫn tới thạch nhũ vị trí. Tống Thư Hằng càng phát ra hâm mộ lên không gian năng lực tới. Có không gian truyền tống năng lực về sau, hành động thật có thể thuận tiện rất nhiều. Nếu là ta cũng giống như Bạch Tiền Bối, tại cửu phẩm trước liền nắm giữ không gian năng lực, phải có bao nhiêu thoải mái. Thạch nhũ vị trí, thạch nhũ đã ngưng tụ làm một cái ao nhỏ. Nơi này tựa hồ còn không có bị người phát hiện. Thậm chí cái này long hầu tiểu thế giới đều không có sinh vật ở lại, giống như long nhãn thế giới, là đặc thù hình tiểu thế giới. Tống Thư Hằng đi vào thạch nhũ ao bên cạnh. Tống tiền bối, chúng ta muốn hay không thí nghiệm trước một chút công hiệu. Vũ Nhu Tử đề nghị. Tống Thư Hằng, nói lên thí nghiệm lời nói, đệ tử của ta tiểu thải cũng rất thích hợp. Đáng tiếc, nàng bây giờ không có ở đây hạch tâm thế giới. Tiểu thải thu đến Tống Thư Hằng mệnh lệnh, rất xa tại thủ hộ lấy Tống Thư Hằng phụ mẫu. Bằng không mà nói, nàng còn không tu luyện tới ngũ phẩm. Vừa vặn có thể phục dụng cái này thạch nhũ thử một chút hiệu quả. Ta bạn sinh linh điệp lần này cũng không có mang ra. Vũ Nhu Tử nói, vậy nếu không để cho ta tân thu các tiểu đệ thử một chút. Đợi đã, ta còn có một vị khác đối tượng. Tống Thư Hằng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn đưa tay trong hư không một chảo. Sau đó, có một đạo nghiêm nghị đao ý tại hắn ngưng tụ. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hằng trong tay. Nàng có thể cảm ứng được Tống Thư Hằng trong tay tựa hồ nắm lấy đồ vật, nhưng nàng cái gì cũng không thấy. Là vô hình đao cổ, Tống Thư Hằng mỉm cười nói. Vô hình đao cổ là hắn linh thú, lại không có hóa hình, chính thích hợp nhìn xem cái này thạch sữa hiệu quả. Cần phục dụng bao nhiêu số lượng, Tống Thư Hằng lại nhìn phía Long Lạc tiểu trợ thủ, hỏi. Một giọt là đủ, Long Lạc tiểu trợ thủ khẽ vươn tay, thạch sữa trong ao có một giọt sữa tắm bay lên. Bồng bềnh tại Tống Thư Hằng trước mặt. Tống Thư Hằng nắm lấy vô hình đao cổ, đến, thử một chút đưa nó uống. Vô hình đao cổ. Tống Thư Hằng tay trượt đi, một phát dưỡng đao thuật rơi trên người vô hình đao cổ. Ong 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 vô hình đao cổ vui vẻ chấn động, sau đó hắn rất phối hợp đem giọt kia thạch sữa uống xong. Phục dụng thạch sữa về sau, vô hình đao cổ trên người biến rực nóng. Ở trong mắt Tống Thư Hằng, thân hình của nó phảng phất bên trong Diệt Phượng công tử vỡ vụn một chỗ thiên phú đồng dạng, trước biến thành một bãi dịch thể. Cái này bãi chất lỏng kéo vươn ra đến, cuối cùng ngưng tụ làm hình người. Tống Thư Hằng. Hình người là đi ra, nhưng cái này hình thái quá quỷ dị a. Không có ngũ quan, chỉ là có hình người cơ bản hình thái, so người diêm thoáng lập thể một điểm. Là vô hình đao cổ quá đặc thù, vẫn là thạch sữa hiệu quả chỉ có loại trình độ này. Tống Thư Hằng cúi đầu nhìn qua thạch sữa ao. Đột nhiên, trong đầu hắn có cái to gan ý nghĩ hiển hiện. Ý nghĩ vừa phù hiện, hắn liền đem hắn hóa thành thực tiễn. Hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu bị Tống Thư Hằng tế ra, sợi rễ đâm vào ao. Tống Thư Hằng cũng là ý tưởng đột phát. Nếu như hạch tâm thế giới hấp thu cái này thạch nhũ về sau, lại biến thành cái gì bộ dáng? Có thể hay không biến ra cái loại sinh mạng thể đi ra? Lui một bước mà nói, coi như hạch tâm thế giới không thể sinh ra biến hóa, cái kia hoa sen hình chiếu hấp thu bộ phận thạch nhũ về sau, sẽ có hay không có sinh ra dị biến. Nếu như hạch tâm thế giới thật có thể sinh ra một cái loại sinh mạng thể, có lẽ tương lai, hắn liền sẽ không như vậy túng đi. Đây là Tống Thư Hằng tâm nguyện. Kỳ thật, Tống Thư Hằng đáy lòng cũng biết, mỗi lần túng nhanh cũng không phải là hạch tâm thế giới sai. Không phải quân ta không mạnh. Thật sự là quân địch mạnh mẽ quá đáng. Những cái kia tuyệt thế đại lão nhóm vừa đăng tràng, chuyện làm thứ nhất chính là che đậy không gian hệ pháp khí cùng năng lực, cấm chỉ không gian truyền tống loại hình thủ đoạn. Sở dĩ, mới tạo thành hạch tâm thế giới mỗi khi gặp đại sự tất tung ảo giác. Sở dĩ, lùi thêm bước nữa mà nói, coi như cái này hóa hình thạch nhũ đối hạch tâm thế giới, hoa sen hình chiếu đều không có hiệu, vậy có thể hay không gây nên hạch tâm thế giới tiến hóa?
Hoa sen hình chiếu lần này hấp thu rất tiết chế, hắn chỉ hấp thu một phần nhỏ thạch nhũ, liền dừng lại. Tiếp theo, nó xúc tu thu về, lẳng lặng lơ lửng ở Tống Thư Hàng trước người. Tống Thư Hàng chờ đợi nhìn qua hoa sen hình chiếu, lại chú ý lấy hạch tâm thế giới biến hóa. Sau một lúc lâu, hoa sen hình chiếu cái gì đều không biến, hạch tâm thế giới cũng thế. Không biến hóa đâu, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, hừm, ta thấy được, Vũ Nhu Tử. Xem ra, vừa rồi cái kia một bộ phận thạch nhũ lãng phí, bộ phận này thạch nhũ chia giọt giọt chẳng, chỉ ít có mấy trăm tích nhiều. Đổi thành linh thạch, là rất lớn một bút linh thạch. Thoáng có chút đau lòng. Hắn nhìn qua cái này một ao nhỏ thạch nhũ, nhớ tới một vấn đề, đúng rồi, Long Lạc tiểu trợ thủ, nơi này thạch nhũ, tất cả thuộc về ta sao? Tại không ảnh hưởng Hắc Long thế giới tình huống bên dưới, có thể cho bá Long nhân viên quản lý một nửa số lượng. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, nếu như bá Long nhân viên quản lý muốn thả vứt bỏ cái khác ma thú, linh thực ban thường, có thể thoáng lại nhiều lấy một điểm. Đó còn là được rồi. Tống Thư Hàng lắc đầu, một nửa ao nhỏ thạch nhũ, số lượng cũng đầy đủ. Cái này lúc, Vũ Nhu Tử cô nương hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Long Lạc tiểu trợ thủ. Nếu như nhân loại cũng uống một giọt, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Nàng rất ngạc nhiên, muốn thử xem. Đề nghị không muốn nếm thử, tư liệu không đủ, không cách nào suy tính hậu quả. Long Lạc tiểu trợ thủ thành khẩn nhắc nhở nói. Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, lại hỏi, có thể đưa ta một điểm thạch nhũ không? Ta mang về để cho ta bản mệnh yêu sủng thử một chút. Long Lạc tiểu trợ thủ ngắm nhìn Vũ Nhu Tử, nhẹ gật đầu, lần này, Vũ Nhu Tử nữ sĩ giúp bá Long nhân viên quản lý chiếu cố rất lớn, ta có thể ngoài định mức đưa Vũ Nhu Tử nữ sĩ một bình nhỏ thạch nhũ số lượng. Ta lúc nào giúp Tống tiền bối chiếu cố rất lớn? Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù không biết mình giúp Tống tiền bối cái gì, bất quá, nàng vẫn là rất lễ phép cảm tạ, tạ ơn Long Lạc tiểu trợ thủ. Dứt lời, Vũ Nhu Tử đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nho nhỏ Long Lạc trợ thủ, tiểu trợ thủ ngươi đáng yêu nhất. Tạ tạ Vũ Nhu con cái sĩ khích lệ, Long Lạc tiểu trợ thủ chứng chạc đàng hoàng trả lời. Sau đó, hắn duỗi vung lên, một đầu bình nhỏ bị chuyển di tới, tràn đầy thạch nhũ, đưa cho Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, hắn cũng đưa tay sờ sờ Long Lạc tiểu trợ thủ đầu, Long Lạc tiểu trợ thủ đáng yêu nhất. Bá Long nhân viên quản lý ngươi coi như lại thế nào khích lệ ta, ta cũng sẽ không trái lại khích lệ ngươi. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêm túc nói bởi vì lúc trước bá Long nhân viên quản lý cho hắn xuống mệnh lệnh, sở dĩ, tại mệnh lệnh triệt tiêu trước đó, hắn sẽ không lại khích lệ bá Long nhân viên quản lý. Tống Thư Hàng. Tại Long Lạc tiểu trợ thủ hiệp trợ bên dưới, Tống Thư Hàng đem còn lại thuộc về mình cái kia bộ phận thạch nhũ lấy ra, chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Hạch tâm tiểu trợ thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng ở hạch tâm hoạt tuyền bên cạnh, chuẩn bị một cái hố đá, đem nửa ao nhỏ thạch nhũ chuyển di trong đó. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào hạch tâm thế giới, đánh giá bản thân hạch tâm thế giới mới cách cục. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ cố gắng công tác bên dưới, cả cái hạch tâm thế giới cách cục biến chỉnh tề. Mặt khác, theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, hạch tâm thế giới cũng tại đồng bộ tiến hóa, hạch tâm hoạt tuyền cũng phát sinh cải biến. Hạch tâm hoạt tuyền dần dần chia làm hai tầng, thượng tầng là không ngừng tuôn ra hoạt tuyền giếng, tầng dưới là sở các chủ ngâm hoạt tuyền ao. Tầng dưới hoạt tuyền bên cạnh ao bên trên, còn trồng Tống Thư Hàng dự định đệ tử thụ yêu mễ lộ lộ, cùng thất hoàng diệu quả cây giống. Tống Thư Hàng ý thức đảo qua sở các chủ. Sở các chủ thân thể vừa dài ra một bộ phận, trước đó thân thể của nàng chỉ sinh trưởng đến xương quai xanh vị trí, bây giờ đã liền bả vai đều ngưng tụ thành hình. Nếu như không hướng đáy ao nhìn, chỉ lơ lửng ở mặt nước lộ ra vai sở các chủ, lão đẹp mắt. Nàng lúc này, ngâm mình ở hoạt tuyền trong nước hồ, tại hiếu kỳ đánh giá hạch tâm thế giới biến hóa, cùng trên bầu trời bận rộn hạch tâm tiểu trợ thủ. Tại Tống Thư Hàng ý thức xẹt qua thời điểm, sở các chủ ngẩng đầu ngắm nhìn không, lấy nàng cảnh giới, tự nhiên có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng ý thức quét hình. Tống Thư Hàng liền tranh thủ ý thức chuyển di. Cái này lúc. Quy tiền bối từ đằng xa chậm rãi bỏ đến, ở tại hoạt tuyền bên cạnh. Thông nương mấy ngày nay đi ra, quy tiền bối nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên tới bồi sở các chủ nói chuyện phiếm. Quy tiền bối cùng sở các chủ có thể hòa thuận ở chung, rất vượt quá Tống Thư Hàng dự kiến. Nói thật,
hai vị này trận doanh tại thời kỳ viễn cổ, hẳn là đối địch. Nhưng nghĩ tới Bắc Phương Đại Đế cùng Trình Lâm quan hệ, lại vuốt một vuốt quan hệ, lại cảm thấy hai vị này lại có minh hữu quan hệ mới đúng. Tóm lại, mấy vị này tiền bối quan hệ giữa loạn thành dây tai nghe. Muốn uống trà sao? Quy tiền bối giống người đồng dạng ngồi dậy, chân trước bưng lấy chén trà. Không được, Sở các chủ nói, hiện tại ta chỉ còn cái đầu, lại cả ngày ngâm mình ở trong suối nước. Căn bản không muốn uống bất kỳ vật gì. Thổ phao phao đã là nàng duy nhất niềm vui thú. Cũng đúng, quy tiền bối đột nhiên thần thần bí bí nói, Sở các chủ, người muốn toa diện màng không? Sở các chủ, chính ta thử nghiệm chế tác, hiệu quả không tệ. Chính ta dùng về sau, phi thường dễ chịu, quy tiền bối nói. Sở các chủ nghĩ nghĩ, tốt lắm. Mặc dù là trường sinh giả, trên lý luận tới nói hoàn toàn không dùng được những vật này. Nhưng lý luận là lý luận lại không thể coi như ăn cơm. Trên lý luận một mùa tiết nữ nhân có ba bộ quần áo liền có thể thay phiên mặc một mùa đâu, nhưng chẳng lẽ thật sự chỉ mua ba bộ quần áo hay sao? Quy tiền bối duỗi ra chân trước, móc ra một hộp màu xanh sẫm diện màng đến. Mơ hồ trong đó hiện ra một cổ thanh lương dị hương, nhìn qua rất không tệ. Đây là cái gì diện màng? Sở các chủ hiếu kỳ nói. Quy tiền bối, hành mầm rong biển bùn diện màng. Sở các chủ khen, có sáng tạo. Mái tóc dài của nàng tung bay, linh hoạt từ quy tiền bối trong tay tiếp nhận một bộ phận diện màng, đều đều bôi ở trên mặt mình. Thuận tiện cũng thay quy tiền bối đắp tầng một diện màng. Một tôn trường sinh giả, một tôn cửu phẩm kiếp tiên. Thoa lấy màu xanh lá diện màng, bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Tống Thư Hàng. Lúc này hắn muốn làm thế nào mới tốt? Thư Hàng gần nhất hướng hạch tâm thế giới rời đi rất nhiều linh thực, trong đó có rất nhiều thích hợp làm diện màng, chờ hắn đại lượng bồi dưỡng về sau, ta đòi hắn một số tới, thí nghiệm mới diện màng. Quy tiền bối nói. Thư Hàng, người chuẩn bị đại lượng bồi dưỡng linh thực sư. Sở các chủ ngẩng đầu hỏi. Quy tiền bối. Thư Hàng ý thức tại hạch tâm thế giới. Đúng vậy, hai vị tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Quy tiền bối thẹn thùng dùng chân trước bưng lấy mặt, ai nha, ta thoa diện màng sự không phải là bị ngươi phát hiện. Tống Thư Hàng. Ta đã sớm phát hiện được không, quy tiền bối. Mà lại ta liền ngươi dùng thông nương ngọn hành làm diện màng sự đều biết nhất thanh nhị sở. Có tìm tới thích hợp linh thực sư sao? Sở các chủ lên tiếng hỏi. Còn không có đâu. Nào có nhanh như vậy, Tống Thư Hàng nói, ta chuẩn bị chờ lần này sau khi trở về, liền đi Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong hỏi một chút các tiền bối, có biện pháp nào không trước thuê một nhóm linh thực sư tới, quá độ một chút. Sau đó lại nghĩ biện pháp bản thân bồi dưỡng một nhóm linh thực sư cùng tuần thú sư. Bồi dưỡng linh thực sư sự, giao cho ta đi, người phụ trách chọn lựa đáng tin ứng cử viên tới, ta thay người bồi dưỡng. Sở các chủ lên tiếng nói. Nàng tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới hoạt tuyển bên trong ngây người lâu như vậy, cũng muốn tìm một chút sự tình làm một chút thuận tiện coi như tiền thuê nhà của nàng. Đáng tiếc bất kể là linh thực cùng thuần thú đều không phải là ta am hiểu, ta không giúp được ngươi bận bịu. Bất quá, người mới có không nghe lời, ta có thể thay ngươi xuất thủ giáo dục. Quy tiền bối bá khí nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tốt, cái kia đến lúc đó bồi dưỡng linh thực sư sự tình. Liền phiền phức sở các chủ. Mặt khác, ta thuê tới được bộ phận linh thực sư, có thể hay không cũng mời sở các chủ chỉ điểm một chút. Hắn muốn thuê linh thực sư, hẳn là sẽ từ Hoàng Sơn tiền bối, Linh Điệp tiền bối, Thất Tu tiền bối các loại Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối trong thế lực tìm kiếm. Nói không chừng còn có thể thuê đến Lệ Chi tiên tử, Thông Huyền đại sư, Huyền Nữ môn Vân Tước tử tiền bối chờ các vị tiền bối môn phái đệ tử, đến lúc đó, nếu như sở các chủ nguyện ý chỉ điểm một chút, những thứ này linh thực sư nhóm tuyệt đối có thể thu hoạch rất nhiều trường sinh giả đại lão mặt đối mặt dạy bảo linh thực thuật, cơ hội như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mà lại, lấy trường sinh giả đại lão mặt đối mặt dạy bảo linh thực thuật làm điểm bán, hẳn là có thể hấp dẫn một đợt linh thực sư tới, miễn phí thực tập làm công. Thậm chí, nếu như không phải quần bên trong cá nhân liên quan, muốn tới đây học tập, vẫn phải lấy lại trả học phí mới được. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng cảm giác đắc ý. Kế đậu đậu về sau, Tống Thư Hàng thương nhân chi hồn cũng bắt đầu thức tỉnh. Bất quá, đậu đậu là bởi vì hứng thú mà thức tỉnh, Tống Thư Hàng thì hoàn toàn là bị nghèo ép. Sở các chủ liếc mắt, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, nếu như ta đến lúc đó tâm tình không tệ, có thể chỉ điểm một hai.
Tạ ơn Sở tiền bối. Tống Thư Hàng hì hì cười nói. Tri thức chính là tài phú, nhà có một già như có một bảo, quả nhiên không sai. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp các vị cửu châu nhất hào quần tiền bối, đem gạt người thực tập làm công. Không đúng, là đem trường sinh giả dạy bảo linh thực thuật tin tức tốt, chuyển cáo cho các tiền bối. Giao lưu kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức chuẩn bị rời khỏi hạch tâm thế giới. Cái này lúc, hình chiếu hoa sen chủ động trở về hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn vô số sợi rễ trải rộng ra, khuếch tán ra cả cái hạch tâm thế giới bầu trời. Tiếp đó, tất cả sợi rễ đều bị hắn chủ động chặt đứt. Tống Thư Hàng. Hình chiếu hoa sen lại nhưng chủ động đem tự thân sợi rễ chặt đứt, loại chuyện này Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Chẳng lẽ, mỗi một đầu hấp thu thạch nhũ sợi rễ, đều muốn hóa hình ra một cái tiểu nhân đến. Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên nổi lên như thế cái suy nghĩ. Hoa sen hình chiếu là dùng sợi rễ hấp thu thạch nhũ, tương đương với sợi rễ uống thạch nhũ. Sở dĩ, mỗi một đầu sợi rễ biến cũng một cái á nhân đến, hoàn toàn không có tâm bệnh. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư ở giữa, từng đầu bị chặt đứt sau sợi rễ, trên không trung bệt, liên tiếp. Cuối cùng, một tấm võng lớn xuất hiện tại hạch tâm thế giới trên không. Trả lời sai lầm, cho ta thêm nhanh tốc độ. Công đức xà Mỹ Nhân đột nhiên xuất hiện, trong miệng nàng phát ra Vũ Nhu Tử thanh âm. Đây là Vũ Nhu Tử đám người và lão tộc trưởng cùng nhau chơi đùa chuột hamster vòng chạy lúc thanh âm. Nhanh như vậy đã biến thành công đức xà Mỹ Nhân từ kho bên trong tài liệu. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, người chạy thế nào hạch tâm thế giới tới? Tống Thư Hàng ý thức thể cười khổ nói. Công đức xà Mỹ Nhân không có phát ra tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn tấm kia lưới lớn, sau đó nàng đuôi rắn băng thẳng tắp, kim xà độc lập bạch hạc lưỡng xí, phát ra Tống Thư Hàng thanh âm, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Đây là Tống Thư Hàng tại Long Lạc 4 tiến 5 lúc phóng khoáng phát biểu. Tiên tử, ngươi liền không thể bình thường phát biểu sao? Tống Thư Hàng thở dài, mỗi lần giảng chút loạn thất bát tao lời kịch, ta còn phải suy nghĩ ngươi lời nói bên trong ý tứ, rất mệt mỏi. Rõ ràng có thể nói chuyện, liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Nói chuyện cẩn thận có như thế khó khăn sao? Công đức xà Mỹ Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Đến từ ma đế thanh âm. Dứt lời, tay thon của nàng giúp ra bóp côn trùng động tác. Tống Thư Hàng. Ta nghĩ, nàng ý tứ hẳn là muốn tiếp xúc trên bầu trời những thứ này sợi dễ. Sở các chủ nhắc nhở nói. Công đức xà Mỹ Nhân đối sở các chủ giơ ngón tay cái lên, trong miệng phát ra Tống Thư Hàng thanh âm, người đáng yêu nhất. Đây là Tống Thư Hàng vừa rồi khích lệ Long Lạc tiểu trợ thủ thanh âm, chỉ cắt nửa câu sau. Tạ ơn, sở các chủ bình tĩnh trả lời. Công đức xà Mỹ Nhân lại xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thở dài, đi thôi. Đạt được Tống Thư Hàng đồng ý về sau, công đức xà Mỹ Nhân thân hình hướng trong hư không du động. Nàng cái kia nhẹ nhàng một nắm thân hình như thủy xà vặn vẹo, phần eo cánh nhẹ nhàng vỗ, thân hình cũng đã xuất hiện tại những cái kia sợi rễ bên cạnh. Sau đó, tiên tử đưa tay đặt tại sợi rễ bên trên, công đức lực lượng liên tục không ngừng rót vào những thứ này sợi rễ bên trong. Theo công đức chi lực rót vào, từ nơi này chút sợi rễ bên trong có một loại ẩn tàng lực lượng, bị công đức xà Mỹ Nhân kích hoạt lên đi ra. Là Long Lạc lực lượng. Ngày đó Tống Thư Hàng thử nghiệm đem chọn cái bị cắt đi ma đế Long Lạc tiết điểm chuyển rời đến hạch tâm thế giới, kết quả Long Lạc tiết điểm còn không chuyển gì đâu, trên đó lực lượng toàn bộ bị hoa sen hình chiếu rút sạch. Những lực lượng này, lại còn giấu ở hoa sen hình chiếu sợi rễ bên trong, không có bị hạch tâm thế giới chuyển hóa. Lúc này, hoa sen hình chiếu mỗi một đầu sợi rễ bên trong, đều ẩn chứa Long Lạc, công đức chi lực, thạch nhũ, cùng hạch tâm thế giới sợi rễ lực lượng bản thân. Chung bốn loại lực lượng. Tại công đức xà Mỹ Nhân trong tay, bọn chúng đan vào một chỗ, càng ngày càng phức tạp. Từ lúc mới bắt đầu lưới lớn chuyển hóa làm lập thể phức tạp mạng lưới hình thái. Đây là Long Lạc cùng công đức võng lạc hình thái. Tiên tử, muốn tại hạch tâm thế giới cũng kết một chương tương tự mạng lưới đi ra. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Mà lại, so với Long Lạc cùng công đức võng lạc đến, công đức xà Mỹ Nhân tại dệt chương này mạng lưới có thể muốn càng. Thông minh, bởi vì tạo thành chương này mạng lưới mỗi một đầu sợi rễ đều chịu đến thạch nhũ lực lượng ảnh hưởng, có cùng loại khí linh ý thức, tại dựng dục. Trước mắt vẫn chỉ là thai nghén, cự ly sinh ra còn không biết phải bao lâu.
có thể muốn tại kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng về sau, mỗi một đầu sợi rễ đều mới sinh ra cùng loại bạch tiền bối lưu tinh kiếm như thế chí năng tới. Bất quá, chương này mạng lưới có thể thụ khống chế sao? Nó tạo thành thành phần quá phức tạp đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn suy nghĩ mới lên, hạch tâm liên hoa hình chiếu liền nhẹ nhàng đi lên, rơi vào đến mạng lưới trung ương nhất tiết điểm, liền như là long lạc bên trong côn na nữ sĩ tiết điểm đồng dạng. Chương này mạng lưới, bản thân liền là hạch tâm liên hoa sợi rễ biến thành. Sở dĩ, khống chế phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Ngoại trừ hoa sen hình chiếu bên ngoài, đang vất vả công tác hạch tâm tiểu trợ thủ trên người, mơ hồ trong đó cũng cùng chương này mạng lưới sinh ra cộng minh. Bản thân nó chính là từ long lạc tiểu trợ thủ nơi đó copy tới được, chờ chương này hạch tâm thế giới mạng lưới dệt sau khi hoàn thành, hắn hẳn là sẽ dung nhập vào chương này mạng lưới bên trong, thực sự trở thành cùng loại long lạc tiểu trợ thủ đồng dạng tồn tại. Đang bện mạng lưới công đức xà mỹ nhân, ngẩng đầu ngắm nhìn hoa sen, sau đó nàng lại cúi đầu, tiếp tục bện lên chương này mạng lưới tới. Nàng lúc này vô cùng nghiêm túc cực, cùng trước kia tổng là manh lăn lộn quá quan bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Loại này nghiêm túc mỹ lệ một mặt, tại tiên tử trên người, thế nhưng là rất khó gặp được trên một màn. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa điện thoại di động chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Lặng lẽ đem chăm chỉ làm việc bên trong tiên tử quay chụp xuống tới. Bện mạng lưới còn cần thời gian rất dài. Tống Thư Hàng ý thức lặng lẽ thối lui ra khỏi hạch tâm thế giới. Nương Tống Thư Hàng ý thức trở về lúc, phát hiện vô hình đao cổ chính Nhu Thuận ngồi quỳ chân trên mặt đất, tại đối diện với nó, Vũ Nhu Tử lấy ra một cái tinh xảo hộp hóa trang, đang cho hắn trang điểm. Vô hình đao cổ chỉ là ẩn hình, thân thể vẫn còn ở đó. Dưới trạng thái bình thường, vô hình đao cổ là giọt máu không dính thân, hắn một đao thọc người khác về sau, trên người sẽ không lưu lại bất kỳ vết máu hoặc là cái khác sẽ để cho hắn không cách nào bảo trì ẩn hình vật chất. Mà bây giờ hóa thành nhân hình về sau, loại này giọt máu không dính thân thuộc tính liền không có. Vũ Nhu Tử đầu tiên là tại vô hình đao cổ trên mặt đắp lên tầng một phấn lót, sau đó cho hắn thoa lên lông mày. Bởi vì vô hình đao cổ không có ngũ quan. Sở dĩ Vũ Nhu Tử trả lại hắn vẽ lên sinh động như thật hai con mắt, dán lên lông mi. Phía dưới cái mũi, miệng đều là vẽ, trên miệng còn thoa lên son môi. Tống Thư Hàng. Tống tiền bối người ý thức đã về rồi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Vô hình đao cổ xoay người lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, rất vui vẻ bãi động đầu, phi thường quỷ dị. Vũ Nhu Tử ngươi cũng có trang điểm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hắn tiếp xúc Vũ Nhu Tử đến bây giờ, nàng đều là trang điểm. Nhìn trường hợp A, có chút trường hợp đương nhiên muốn hóa một số tương đối thích hợp ăn diện. Kỳ thật ta vẫn muốn cùng đồng quái tiền bối học dịch dung thuật. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng. Nàng thu hồi hộp hóa trang, đón lấy đến chúng ta muốn đi đâu. Lại thu thập một số linh thực cùng ma thú, chúng ta liền phải trước về hiện thế. Tống Thư Hàng nói. Vốn còn muốn lưu cho xích đồng nơi truyền thừa, bố trí một chút. Nhưng bây giờ thời gian có hạn, bố trí nơi truyền thừa sự, chỉ có thể chờ lần sau. Trước về hiện thế, xử lý xong hiện thế sự tình, thuê linh thực sư cùng tuần thú sư, sau đó lại về Hắc Long thế giới, đem nơi truyền thừa bố trí xong. Mặt khác, trong đầu ta còn có cái ý nghĩ, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử hỏi, liên quan tới bố trí nơi truyền thừa ý nghĩ. Đúng. Mà lại ý nghĩ này cùng thông nương có quan hệ. Tống Thư Hàng nói, thông nương là kế thất thu tiền bối sau thứ bát tu, các nàng hệ này có cái truyền thống, vô luận độ kiếp có thể thành công hay không, đều muốn vì chính mình kiến hành một ngôi mộ lớn. Sở dĩ ta nghĩ, đến lúc đó, truyền thừa tu luyện chi địa chúng ta còn có thể cùng thất thu tiền bối, lục tu tiên tử thảo luận một chút. Đem nơi truyền thừa bố trí thành thông nương bát tu chi mộ. Dạng này mới càng có truyền thừa sứ mệnh cảm giác. Nếu như muốn xây bát tu chi mộ, thất tu tiền bối cùng lục tu tiên tử đều sẽ hỗ trợ thiết kế ý tưởng hoặc bẫy dập, đến lúc đó truyền thừa mới có thể càng có ý tứ. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, nàng một phương diện cảm giác bát tu chi mộ cùng nơi truyền thừa kết hợp, thật sự là thần lai chi bút. Tống tiền bối não mạch kín quả nhiên thật tuyệt. Một phương diện khác, nàng lại cảm thấy nhất định bước vào cái này nơi truyền thừa xích đồng, thoáng có một chút điểm đáng thương. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lên tiếng ngăn cản Tống tiền bối não mạch kín phát huy, bởi vì chơi rất vui. Đáng tiếc, ta lần này nếu là về hiện thế về sau, muốn trở ra chơi liền không dễ dàng. Lần này trở về,
cha khẳng định phải ta củng cố cảnh giới. Vũ Nhu Tử nói. Nàng suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay. Tống tiền bối, ta đưa người kiện lễ vật có được hay không? Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử đưa tay vẫy một cái, ra đi, điệp tống bạch hóa hoàng. Quái lệ lục đậu phượng. Sau một khắc, yêu nhã da đen Vũ Nhu Tử, từ cái bóng bên trong chui ra. Nàng ôn hòa hữu lễ, ôn nhu nói, người tốt, tống tiền bối. Chúng ta lại gặp mặt. Tâm ma của ta, đưa ngươi, tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói, nàng và ta ý niệm nghĩ thông suốt, đến lúc đó tống tiền bối ngươi kiến hành nơi truyền thừa thời điểm, để cho nàng giúp ngươi một tay đi. Da đen Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng, cái này cũng được. Không có vấn đề, tạm thời ta liền đem nàng giao cho ngươi. Ân, bất quá qua một thời gian ngắn, ta còn phải đưa nàng thu hồi. Trước hết đưa nàng đưa cho tống tiền bối ngươi 2 tháng. Chờ ta từ Linh Điệp đảo sau khi ra ngoài, đón thêm nàng trở về thế nào? Vũ Nhu Tử chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười nói, tốt ha, ta hiểu được. Chính là chờ kiến tạo nơi truyền thừa thời điểm, đem màu đen Vũ Nhu Tử triệu hoán đi ra, để cho nàng tham dự vào nơi truyền thừa kiến thiết. Vũ Nhu Tử một mực là cái rất liều cô nương, điều kiện tiên quyết là nàng cảm thấy hứng thú lĩnh vực. Ta muốn đem nàng thu nhập đến hạch tâm thế giới sao? Tống Thư Hàng hỏi. Không, không cần phiền toái như vậy. Vũ Nhu Tử đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Màu đen Vũ Nhu Tử u oán ngắm nhìn bản thể, sau đó nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Tống Thư Hàng cái bóng bên cạnh. Sau một khắc, nàng tựa như lặn xuống nước đồng dạng, chui vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Cùng công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử loại kia trực tiếp dung nhập Tống Thư Hàng nhục thân phương thức khác biệt. Màu đen Vũ Nhu Tử chui vào đến hắn cái bóng bên trong lúc, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cảm ứng được tự thân cùng nàng liên hệ. Ta muốn làm sao triệu hoán nàng đi ra? Tống Thư Hàng hỏi. Triệu hoán tên của nàng, nàng liền ra tới. Vũ Nhu Tử xoay một vòng, như vậy chúng ta tiếp tục thu thập tài nguyên đi, Tống tiền bối. Ta có chút đói bụng, chờ thu thập xong về sau, chúng ta liền đi ăn tiệc. Vũ Nhu Tử có chút đói bụng. Về sau nàng và Tống Thư Hàng cùng một chỗ thu thập thiên tài địa bảo bên trong, có chút có thể trực tiếp dùng ăn, nàng ăn không ít. Đương nhiên, nàng cũng sẽ nhớ kỹ mang một số hạt giống trở về cho phụ thân làm lễ vật. Linh Điệp tôn giả tri thức uyên bác không thua Thất Thu Thánh Quân, cả cái Linh Điệp đảo thế nhưng là hắn một tay tạo dựng lên. Bất kể là linh thực vẫn là linh thú thuần dưỡng, yêu điệp bồi dưỡng, pháp khí rèn đúc, vũ khí hiện đại cải tạo, hắn mọi thứ tinh thông. Trong đó, linh thực là hắn ưa yêu thích. Vũ Nhu Tử cảm giác bản thân mang những thứ này Hắc Long thế giới linh thực hạt giống trở về, phụ thân nhất định sẽ rất vui vẻ. Mặt khác, nàng từ cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó mua cùng khoản cái chăn, chuẩn bị cho phụ thân làm lễ vật. Bản thân mang theo nhiều như vậy lễ vật trở về, cha đến lúc đó đối nàng cấm túc thời gian, khẳng định phải giảm bớt rất nhiều a. Trong nội tâm nàng ám đạo. Tống tiền bối. Còn có ma thú cùng linh thực muốn vận chuyển sao? Vũ Nhu Tử sờ lên bụng, thiên tài địa bảo mặc dù ăn ngon, nhưng là tiếc nuối duy nhất là ăn không đủ no. Dù sao mỗi loại thiên tài địa bảo không thể buông ra ăn, ăn nhiều sẽ tiêu hóa không tốt. Tốt nhất là mời tiên chủ trước đem bọn chúng chế tác thành tiên đồ ăn lại dùng ăn, càng lợi cho hấp thu, cũng có thể buông ra bụng đến ăn. Kết thúc, Tống Thư Hàng đem cuối cùng một loại tảo biển trạng linh thực rời vào đến hạch tâm thế giới. Duỗi lưng một cái cười nói. Long Lạc tiểu trợ thủ chỉ định cho hắn ma thú cùng thiên tài địa bảo, đều đã trải qua chuyển di hoàn tất. Những thứ này thiên tài địa bảo linh thực cùng ma thú, đều thuộc về cấy ghép sau sẽ không ảnh hưởng Hắc Long thế giới phát triển chủng loại, không phải loại kia độc nhất vô nhị chủng loại. Bất quá, Long Lạc tiểu trợ thủ chọn lựa ra, mỗi một khoản đều là tinh phẩm. Lại thêm Hắc Long thế giới là rất đặc thù tiểu thế giới. Nó phía trên sinh trưởng một số linh thực cùng ma thú loại hình, tại hiện thế cơ hồ không cách nào tìm tới. Vật hiếm thì quý. Những vật này chỉ cần đào tạo thành công, kéo đến hiện thế giá trị sẽ lật cái mấy lần. Hạch tâm thế giới bên trong hạch tâm tiểu trợ thủ đem linh thực, ma thú phân loại an trí thỏa đáng, đồng thời đưa chúng nó sinh trưởng hoàn cảnh, vui tính chờ tư liệu đều ghi xuống, thuận tiện đến lúc đó Tống Thư Hàng thuê linh thực sư, tuần thú sư tham khảo cần thiết. Hạch tâm tiểu trợ thủ thật sự phi thường có thể làm. Tống Thư Hàng rất may mắn bản thân lúc ấy đưa nó copy tới, có hắn Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới tốc độ phát triển, đề cao 10 mấy lần.
Long Lạc tiểu trợ thủ, đón lấy đến ta muốn về hiện thế một chuyến. Từ Hắc Long thế giới có thể trực tiếp mở ra thông hướng hiện thế thông đạo sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bá Long nhân viên quản lý xin chờ chốc lát. Long Lạc tiểu trợ thủ dừng lại một chút, nói, đến từ cô na nữ sĩ tiềm thức đề nghị, Bá Long nhân viên quản lý phải chăng cần tại ngươi tư nhân tiểu thế giới thành lập một cái thông hướng Hắc Long thế giới truyền tống trận. Lấy thuận tiện ngươi tại Hắc Long thế giới cùng hiện thế ở giữa tiến hành dịch chuyển không gian. Tống Thư Hàng rời đi Hắc Long thế giới, có thể thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ trực tiếp truyền tống về hiện thế. Nhưng hắn về hiện thế về sau, muốn một lần nữa đến Hắc Long thế giới, liền cần đi tìm lần trước bí cảnh bên trong truyền tống trận pháp. Chính là Hắc Đồng thập tam thế một truyền tống ra ngoài liền bị vùi dập giữa chợ cái truyền tống trận kia. Trận pháp kia ở vào tàn phá trạng thái, kích hoạt sau có thể hay không tiến vào Hắc Long thế giới, có thể hay không còn sống đi ra, đều phải xem mặt. Được, nhưng là truyền tống trận muốn làm sao bố trí? Tống Thư Hàng nói. Xin chờ đợi một lát, Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Sau đó không lâu. Đông. Một cái năm lập phương lớn nhỏ thép khối từ trong hư không rớt xuống, nện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Thép khối trên dưới hai cái trên mặt, khắc rõ hai cái truyền tống trận. Long Lạc tiểu trợ thủ đưa tay hết thảy, thép khối từ giữa đó bị cắt thành hai cái truyền tống trận. Trong đó một nửa, Bá Long nhân viên quản lý có thể an trí đến ngươi tư nhân tiểu thế giới. Một nửa khác, ta sẽ đem hắn bảo tồn tại Long Lạc tiết điểm bên trong. Truyền tống thời điểm, chỉ cần đem trận pháp kích hoạt là đủ. Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Đơn giản như vậy, Tống Thư Hàng thu hồi trong đó một nửa truyền tống trận, hạch tâm tiểu trợ thủ đưa nó nhận được công đức điện bên trong. Công đức điện là công đức xà mỹ nhân cung điện, nhưng là từ Tống Thư Hàng đạt được nó đến bây giờ, công đức xà mỹ nhân đều không có đi công đức điện đi dạo qua, phảng phất nàng đối công đức điện căn bản không có cái gì lưu luyến. Tiếp đó, chúng ta trực tiếp về hiện thế. Vũ Nhu Tử hỏi. Vẫn phải đi đem Đậu Đậu cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối bọn hắn nhận lấy. Tống Thư Hàng cười nói. Long Lân tiểu thế giới, Long Huyết phân bộ lạc. Sâu thật sâu, mặt trời vương tỏa đã chuyển rời đến Hắc Long khác một bên, chuyển rời đến cái khác tiểu thế giới. Đậu Đậu nằm dạp trên mặt đất, đều đều hô hấp lấy, tại minh tưởng tu luyện. Thông Nương nằm sấp trên người nó bởi vì Đậu Đậu muốn mượn dùng ngộ đạo thạch năng lực, tu luyện một đêm. Xích Tiêu kiếm tiền bối tựa hồ đang nếm thử một loại pháp thuật, trên người nó không ngừng có pháp thuật quang mang lấp lóe. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử vượt không gian trở về. A, à, Xích Tiêu kiếm tiền bối ngươi đang làm gì đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Đang nghiên cứu một môn pháp thuật, Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, nhân quả đao sao? Chẳng lẽ tiền bối tại tiếp tục cải tiến nhân quả đao đao pháp? Nhân quả đao uy lực thật là xoáy nổ. Nếu có một ngày, mình có thể lĩnh ngộ sâu hơn nhân quả, như lần trước như thế dẫn dắt trên người mình mấy vị tuyệt thế đại tiền bối lực lượng, trường sinh giả cũng có thể chính diện đối một đợt. Nhân quả đao tạm thời không có đầu mối, ta chuẩn bị trở về hiện thế sau thương lượng với Xích Tiêu tử thảo luận một chút, nhìn xem có hay không có thể cải tiến địa phương. Xích Tiêu kiếm nói, ta hiện tại đang nghiên cứu ngươi dưỡng đao thuật đây. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Dưỡng đao thuật, ta có thể cho tiền bối thi triển a. Dứt lời tay hắn trượt đi, cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới hai phát dưỡng đao thuật. Ai nha, chính là loại cảm giác này, siêu cấp thoải mái Xích Tiêu kiếm tiền bối thỏa mãn cực kỳ. Thoải mái qua về sau, hắn lại nghiêm túc nói, nhưng là, cầu người không bằng cầu mình. Sở dĩ ta nghĩ nghiên cứu một chút, có thể hay không nghiên cứu ra bản thân cho mình thi triển dưỡng đao thuật phương pháp. Vậy ta đem dưỡng đao thuật phương pháp dạy cho tiền bối. Tống Thư Hàng hỏi, dù sao Xích Tiêu kiếm tiền bối giúp hắn nhiều như vậy. Dưỡng đao thuật phương pháp, kỳ thật ta không sai biệt lắm nắm giữ 7-8 phần, nhưng bây giờ có cái vấn đề lớn. Xích Tiêu tử thở dài nói, tựa như là xoa bóp đồng dạng, bản thân cho mình xoa bóp hoàn toàn không có thoải mái cảm giác, cuối cùng vẫn cần người khác cho ta xoa bóp mới dễ chịu. Sở dĩ, ta nghĩ lấy có thể hay không cải thiện điểm này. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng minh bạch nguyên nhân bệnh ở đâu, hắn nhẹ gật đầu, vậy tiền bối chậm rãi nghiên cứu. Dứt lời, hắn lại liên tiếp ba phát dưỡng đao thuật, rơi vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Thoải mái thấu muốn chính là loại cảm giác này, Xích Tiêu kiếm tiền bối thoải mái thanh âm đều phát run.
Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, thuận tay lại cho một lần nữa hóa thành đao trạng vô hình đao cổ tới hai phát dưỡng đao thuật. Vô hình đao cổ đồng dạng thoải mái phát ra trận trận đao minh, cùng Tống Thư Hàng ở giữa độ thân mật đều tăng lên không ít. Dưỡng đao thuật thật là một cái đồ tốt. Đoạn thời gian gần nhất, dưỡng đao thuật thành Tống Thư Hàng sử dụng tần suất cao nhất pháp thuật. Nếu như hắn lôi pháp dùng có như thế chịu khó, chắc chắn sẽ không đến bây giờ còn sẽ chỉ xoa cái trưởng tâm lôi. Gâu, hơn nửa đêm không ngủ được gọi cái gì a? Đậu đậu mở to mắt. Sau đó, hắn liền thấy được Tống Thư Hàng. Uông cẩu lương đâu, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, Hắc Long thế giới không có cẩu lương. Về hiện thế sau ta thay ngươi mua. Nhớ kỹ muốn thịt bò vị, có nhai kình, ta đặc biệt ưa thích. Đậu đậu nói. Đúng rồi, lão tộc trưởng đâu? Tống Thư Hàng hỏi, chúng ta muốn rời khỏi Hắc Long thế giới, ta đang chuẩn bị cùng lão tộc trưởng cáo biệt tới. Ta đã cùng lão tộc trưởng nói qua, chờ ngươi trở về chúng ta liền sẽ rời đi trước Hắc Long thế giới. Nếu như muốn đi, trực tiếp đi thôi. Đậu đậu đứng lên, điêu lên thông nương. Hiện thế, tứ hải bí cảnh. Một mảnh trụi lùi trong lòng đất cái này bí cảnh chính là Hắc Đồng thập tam thế lóe lên hiện liền bị vùi dập giữa chợ địa phương. Mà cái này trụi lùi mặt đất, vốn là một mảnh tử vong xâm lâm. Kết quả bị Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng liền mặt đất cùng một chỗ đào đi, cấy ghép đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Chỉ cần Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không túng, mảnh này tử vong xâm lâm chính là một cái đại sát chiêu. Tống Thư Hàng có thể đem địch nhân kéo vào tử vong xâm lâm bên trong, chỉ cần vận dụng thật tốt, liền bát phẩm huyền thánh cũng có thể vây khốn. Mấy người lục lọi, rời đi tứ hải bí cảnh, xuất hiện tại biển rộng mênh mông bên trên. Nơi này là địa phương nào? Đậu đậu hỏi. Nơi này là hỗn loạn hải vực biên giới, lại hướng bên cạnh đi không xa, chính là Điền Thiên đảo cùng Lan Tây đảo. Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ đó. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lần trước nhím biển chiến sĩ cho hắn mang qua đường, tiến về Lan Tây đảo vị trí, hắn còn thoáng có chút ấn tượng. Bất quá, tốt nhất vẫn là lại mời một đầu nhím biển chiến sĩ dẫn đường tương đối tốt. Tống tiền bối biết đi như thế nào sao? Vũ Nhu Tử quay đầu chung quanh, nàng thoáng có chút dân mù đường. Đại khái trên đi như thế nào ta vẫn là có ấn tượng. Bất quá tốt nhất vẫn là mời cái dẫn đường, Tống Thư Hàng nói. Đậu đậu, cái chỗ chết tiệt này cũng có dẫn đường. Vừa dứt lời, cách đó không xa thì có mấy bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Tội ác sâu nặng nhân loại A, ta từ trên người ngươi ngửi thấy nồng đậm máu tươi khí tức, trên người ngươi nhiễm bao nhiêu ta đồng bạn máu tươi. Ngươi giết chúng ta bao nhiêu đồng bạn, anh dũng ban một số ba nhím biển chiến sĩ Hổ Bá Long, muốn vì đồng bạn của ta báo thù. Một đầu dáng người đặc biệt cao lớn nhím biển chiến sĩ gầm thét lên. Tống tiền bối, hắn cũng gọi là Bá Long đây. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Nói rõ ta cùng hắn hữu duyên. Tống Thư Hàng xoay người lại, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, là ta. Đồng thời, hắn suy nghĩ khẽ động, Bá Tống Thánh Ấn, Bá Nho Ma Ấn, Bá Long Cổ Ấn, ba ấn như ẩn như hiện. Bá Tống, nhím biển chiến sĩ rất muốn khóc. Hắn lại lặng lẽ đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hai tấm ảnh chụp. Một chương là tuổi trẻ Tống Thư Hàng, một chương là đại thúc Tống Thư Hàng. Sau đó hắn lại nhìn phía thiếu niên ở trước mắt Tống Thư Hàng. Quảng A, tuổi tác đổi tới đổi lui chơi rất vui sao? Sẽ biến tuổi tác thì ngon sao? Ngài dạng này chơi là sẽ chết người được không? Bá Tống tiền bối, ta không nhận ra là ngài. Nhím biển chiến sĩ Hổ Bá Long nói. Không cần khẩn trương, Tống Thư Hàng nói, mang ta đi Lan Tây đảo. Hắn không dám cùng nhím biển chiến sĩ giao lưu quá nhiều, miễn cho bị mang tiết tấu. Lan Tây đảo. Tống Thư Hàng mấy người thuận lợi lên bờ. Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, vào Internet, nhìn xuống thời gian. 2019 năm ngày 12 tháng 11, thứ hai. Tống Thư Hàng đồng dạng móc ra điện thoại. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn thử gọi một cú điện thoại. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại lại nhưng tiếp thông, bất quá đối phương không nói gì, một trận trầm mặc. Không nghĩ tới người vậy mà lại tiếp điện thoại ta còn tưởng rằng lại là không hào. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, ta tới, công tử Hải. Đồng thời, hắn lấy ra cây kia ma thần trụ, bắt đầu thao tác. Mèo ngươi tốt, cái này lúc, trong điện thoại truyền ra một cái thật nhỏ thanh âm, ngươi là ai? Tìm công tử Hải có chuyện gì?
À, nghe không phải công tử Hải. Mà lại cái này tinh tế thanh âm, lại thêm trước đó cái kia tiếng meo kêu to, nghe chính là chỉ Miêu Yêu. Vô sỉ công tử Hải, lại nhưng đem điện thoại của mình giao cho một đầu Miêu Yêu giả ngây thơ. Bất quá, loại hành vi này cũng rất phù hợp công tử Hải tính cách. Hắn loại người này, tính toán không bỏ sót, đi một bước có thể coi là 5, 6 bước, nghĩ rất xa. Tại biết mình số điện thoại bại lộ thời điểm, trước tiên đổi dãy số cũng là chuyện rất bình thường. Loại này chơi chiến thuật, chơi sách lược mưu tính ra hỏa, tâm đều đặc biệt bẩn. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, ngoài miệng rất không đi tâm trả lời, ta là công tử Hải hảo bằng hữu An Chi Ma Quân, công tử Hải điện thoại vì sao lại tại trong tay của ngươi? Ta tìm hắn có chút việc gấp. Hắn dùng để liên hệ công tử Hải điện thoại, là An Chi Ma Quân cái kia. Đồng thời, hắn một cái tay khác thao tác ma thần trụ, thông qua ma thần trụ cảm ứng, lặng lẽ xuyên thấu qua truyền thừa ma văn đi đồng bộ công tử Hải. Mèo An Chi đạo hữu ngươi tốt, công tử Hải hắn tấn thăng ngũ phẩm lúc bị cuốn vào đến tâm ma kiếp, bây giờ đã thân tử đạo tiêu. Nếu có cái gì có thể giúp một tay, mời trực tiếp nói cho ta biết liền tốt. Cái kia tinh tế thanh âm trả lời. Tống Thư Hàng, công tử Hải sẽ bị cuốn vào tâm ma kiếp, thân tử đạo tiêu. Phi, ai mà tin a? Công tử Hải những loại người này có lớn trái tim người, tâm đặc biệt lớn, lại kháng ép năng lực nhất lưu. Loại người này sẽ có tâm ma kiếp cũng không kỳ quái, nhưng ở tâm ma kiếp bên trong thân tử đạo tiêu liền rất không có khả năng. Không đúng, đợi đã. Nói không chừng thật là có khả năng. Nếu như lần trước tại không gian truyền thừa bên trong gặp gỡ công tử Hải lúc một màn, thành hắn tâm ma kiếp, nói không chừng hắn thật sự lại ở tâm ma kiếp bên trong thân tử đạo tiêu. Dù sao thật vất vả lấy được ma đế truyền thừa, đi vào lúc lại phát hiện bản thân đại địch mặt mo, đạo tâm được nhiều sụp đổ. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng một cái tay khác thao tác ma thần trụ rốt cục cùng công tử Hải truyền thừa ma văn lặng lẽ liên tuyến thượng. Loại này liên tuyến là một phương diện, công tử Hải không thể nhận ra cảm giác đến Tống Thư Hàng, mà Tống Thư Hàng nhưng có thể thông qua ma văn cảm ứng được công tử Hải một số mơ hồ tin tức. Tỷ như hiện tại, Tống Thư Hàng liền có thể cảm ứng được công tử Hải mơ hồ động tác. Công tử Hải lúc này nằm ở một cái hộp bên trong tựa hồ là quan tài. Nhưng là tay phải của hắn lại nắm lấy điện thoại, đang lặng lẽ trò chuyện. Đã thân tử đạo tiêu, quên đi. Tống Thư Hàng nói khẽ, cái kia tạm biệt, đạo hữu. Mèo gặp lại, cái kia tinh tế thanh âm nói. Tống Thư Hàng lên tiếng, bất quá hắn cũng không có cúp điện thoại, chỉ là không còn phát ra tiếng. Thông qua ma thần trụ cùng ma văn cảm ứng, một bên khác, công tử Hải nhẹ nhàng để điện thoại di rộng xuống. Kha 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 kha. Như vậy, chúng ta qua mấy ngày gặp, công tử Hải. Tống Thư Hàng đột nhiên lại đối điện thoại nói, người học tiếng mèo kêu rất thú vị. Đối diện, công tử Hải tay hung hăng một cái run rẩy. Cảm ứng được một màn này, Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ rơi cúp điện lời nói. Nhân sinh liền cần như thế một cái đặc thù địch nhân, mỗi khi tại ngươi tâm tình tương đối nặng nề thời điểm, có thể gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn tâm sự, sau đó tâm tình của ngươi liền có thể biến buông lỏng rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, công tử Hải làm gì không thay cái số điện thoại di động. Tống Thư Hàng trong lòng có chút nghi hoặc. Rõ ràng thay cái điện thoại liền có thể phòng ngừa bản thân gọi điện thoại quấy rối, còn có thể phòng ngừa địch nhân thông qua điện thoại khóa chặt vị trí của hắn, vì cái gì còn muốn giữ lại cái số này, chờ lấy hắn gọi điện thoại tới cửa. Chẳng lẽ là muốn thông qua tín hiệu khóa trái định, trái lại khóa chặt vị trí của hắn? Lại hoặc là muốn mê người mắc câu? Những thứ này chơi mưu lược ra hỏa, tâm tư thất loan bát quải, thực sự không cách nào đoán được bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Không nghĩ ra liền không nghĩ, qua mấy ngày chuẩn bị một chút, lặng lẽ gặp hắn một lần, chấm dứt nhân quả. Lại hoặc là, mình có thể đi trước gặp A Thập Lục, sau đó cùng nàng cùng đi gặp công tử Hải. Tống Thư Hàng đưa tay hất lên, đem An Chi Ma Quân điện thoại một lần nữa ném trở lại hạch tâm thế giới. Nói thật. Kỳ thật bởi vì thực lực cảnh giới tâm cảnh tăng lên, Tống Thư Hàng đối công tử Hải đã không quá lớn chấp niệm. Hiện tại hắn muốn cùng công tử Hải chấm dứt nhân quả nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là A Thập Lục đã từng thề qua, muốn chém công tử Hải tại đao hạ. Tống Thư Hàng dù sao cũng phải duy trì dưới A Thập Lục. Tiếp đó, hắn đem ma thần trụ cũng thu vào, sau đó móc ra điện thoại di động của mình, mắt liếc giới diện. 2019 năm ngày 12 tháng 11.
thứ 3, 13, 04. Đã thứ 3, thời gian trôi qua thật nhanh, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, a, không phải thứ 2 sao? Nàng lại lật ra bản thân điện thoại huy động một chút, lịch ngày giao diện có chút tạp ngừng, đổi mới. Trên đó thứ 2 biến thành thứ 3. Lại nhưng thật sự thứ 3, Vũ Nhu Tử nói, tiếp lấy nàng đưa tay vạch một cái, trên điện thoại di động lật ra cuốn sổ, đánh dấu mấy cái tiêu ký. Cha thiếu nàng đạo hiệu, lại nhiều mấy cái. Đi thôi, đón lấy đi vào ta nhà ăn nhỏ đi. Chúng ta ăn bữa tiệc, Tống Thư Hàng nói, chuẩn bị một chút, ta muốn mở ra huyễn thuật trận pháp. Từ trong biển lên bờ lúc, hắn cùng Vũ Nhu Tử trên người mấy người, còn hất lên che đẩy huyễn thuật, sẽ không bị người bình thường nhìn thấy. Tống Thư Hàng đem xích tiêu kiếm tiền bối treo ở trên lưng, đem thông nương để vào đến túi, lại đem Tiểu Âm Trúc ôm lấy. Đậu Đậu thu nhỏ, đi theo chân hắn bờ. Chính là Tống tiền bối lần trước tại quần thảo luận nhà ăn nhỏ sao? Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Đúng, bất quá nói đúng ra, cái kia hẳn là khôi lỗi tiên tử nhà hàng. Tống Thư Hàng nói. Cũng không biết khôi lỗi tiên tử cùng sở sở hiện tại đem nhà hàng kinh doanh như thế nào. Tống Thư Hàng mang theo Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu tiến về nhà ăn nhỏ vị trí. Trên đường đi, hắn phát hiện Lan Tây Đảo trên dòng người lượng ít đi rất nhiều. Rất nhiều cửa hàng đều ở vào đóng cửa trạng thái, du khách số lượng cũng so dĩ vãng giảm bớt hơn phân nửa, có chút điều hưu. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì sao? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Lan Tây Đảo thế nhưng là Điền Thiên Đảo bảo bọc, có Điền Thiên tiền bối tại, Lan Tây Đảo hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng chứ. Chẳng lẽ khủng hoảng kinh tế bạo phát, các du khách đều về nước đi. Chờ đến nhà ăn nhỏ lúc, Tống Thư Hàng phát hiện nhà mình nhà hàng cũng ở vào đóng cửa trạng thái. Sớm như vậy liền đóng cửa, Tống Thư Hàng ôm Tiểu Âm Trúc, tinh thần lực một chút quét hình, liền cảm ứng được Sở Sở đang ngồi ở nhà hàng quầy thu ngân vị trí, khôi lỗi tiên tử cũng tại bên cạnh. Trừ cái đó ra, còn có bốn cái người tu luyện khí tức, ngồi ở khôi lỗi tiên tử cùng Sở Sở đối diện. Từ khí tức đến xem, cũng không phải là Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Tống Thư Hàng tinh thần lực đảo qua đồng thời, Sở Sở cũng cảm ứng được hắn. Sở Sở nhãn tình sáng lên, sư phụ, ngài đã về rồi. Nàng cười đứng dậy, mở ra nhà hàng đại môn. Sở Sở Đậu Đậu thả người nhảy lên, nhào về phía Sở Sở ôm ấp. Sở Sở đưa tay đem Đậu Đậu tiếp được, Đậu Đậu tiền bối, chúc mừng ngài tấn thăng ngũ phẩm. Tạ ơn. Đậu Đậu thuận thế tại Sở Sở trong ngực cọ sát, hài lòng nhẹ gật đầu. Sở Sở hẳn là gần nhất thành tiên trù, thức ăn tương đối tốt, ý chí khôi phục không ít. Tốt tại còn có thể khôi phục, nếu không một cái không hoàn chỉnh Sở Sở chính là Đậu Đậu cả đời tiếc nuối. Tống Thư Hàng. Cậu tử, đừng thừa cơ ăn nhà ta đệ tử đậu hũ a. Sở Sở, gần nhất nhà hàng kinh doanh không xảy ra vấn đề a. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Phía ngoài Lan Tây Đảo quá quạnh quẽ, luôn cảm giác đã xảy ra chuyện gì đồng dạng. Hừm, nhà hàng kinh doanh rất thuận lợi. Sở Sở trả lời, sinh ý rất tốt, tài nấu nướng của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ tiến vào nhà hàng, sau đó hắn nhìn về phía cái kia bốn cái người tu luyện. Mấy vị này là, Tống Thư Hàng hỏi. Ngài khỏe chứ, bá, bá Tống tiền bối, bốn vị người tu luyện nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc. Liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mặc dù Tống Thư Hàng hiện tại là thiếu niên bộ dáng, nhưng mấy người vẫn là liếc mắt nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì hiện trên người Tống Thư Hàng lại nhiều cái bá long cổ ấn, chư thiên vạn giới người tu luyện vừa mới xem xong bá Tống Huyền Thánh lần thứ 3 hiển thánh, cảm ứng được bá long cổ ấn liền có thể trước tiên suy đoán ra Tống Thư Hàng thân phận. Hồi bá, bá Tống tiền bối, chúng ta là Điền Thiên Đảo đệ tử. Một người trong đó tiến lên phía trước nói, chúng ta là theo đảo chủ phân phó, tới sơ tán Lan Tây đảo trên cư dân cùng dòng người. Tống Thư Hàng, Điền Thiên đảo lại xảy ra chuyện gì? Gần nhất Điền Thiên đảo xem như thời buổi rối loạn, lần trước sự kiện vừa mới kết thúc, hiện tại lại phải xảy ra vấn đề. Là như vậy, bá Tống tiền bối. Hai ngày trước, chúng ta phát hiện có số lớn số lượng thiên nhân, tại Điền Thiên đảo phụ cận hội tụ. Trước mắt đến xem. Thiên nhân mục tiêu hẳn không phải là Điền Thiên đảo, nhưng vì để phòng vạn nhất, cũng vì bảo đảm người bình thường an toàn, đảo chủ phân phó chúng ta trước tới, sơ tán Lan Tây đảo đám người. Điền Thiên đảo đệ tử trả lời. Thiên nhân A,
Tống Thư Hàng bóp cái cằm suy tư. Thiên nhân, là cái thứ tốt. Hắn đang nghĩ ngợi muốn từ chỗ nào làm một món linh thạch, đến thuê linh thực sư cùng tuần thú sư tới, kết quả thiên nhân liền số lớn hiện thân. Đây chính là duyên phận. Đạo chủ phái chúng ta tới, chính là muốn nhìn một chút bá tống tiền bối ngài trở về không có. Nếu như bá tống tiền bối ngài không trở lại, chúng ta liền chuẩn bị tiếp sở sở tiên tử cùng vị tiền bối này cùng đi Điền Thiên Đảo. Vị kia đệ tử lên tiếng nói. Xin giúp ta chuyển cáo Điền Thiên tiền bối, chờ ta chỉnh đốn một chút liền đi cùng hắn tụ hợp. Tống Thư Hàng nói. Được rồi, bá tống tiền bối. Vậy chúng ta đi trước đem trên đảo cái khác cư dân sơ tán. Tiền bối, chúng ta đến lúc đó gặp, cái kia bốn vị Điền Thiên Đảo đệ tử trả lời. Bốn người đều là am hiểu huyễn thuật tu sĩ, khẩn cấp sơ tán cư dân bình thường, cần phải mượn huyễn thuật lực lượng. Sở dĩ bọn hắn sẽ bị Điền Thiên Đảo chủ phái đến Lan Tây Đảo tới. Chờ bốn cái Điền Thiên Đảo đệ tử sau khi rời đi, Tống Thư Hàng nhìn về phía Khôi Lỗi tiên tử, người bây giờ trạng thái thế nào? Khôi Lỗi tiên tử là bát phẩm chiến lực. Không đi tiêu hao thật lớn ta cần mới hạch tâm. Khôi Lỗi tiên tử nói chuyện đều ở vào tạp ngừng trạng thái, linh thạch không đủ, nàng đây là tiết kiệm điện hình thức. Mới hạch tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, Tống Thư Hàng nói. Sư phụ, các người có muốn ăn chút gì hay không? Sở Sở lên tiếng hỏi. Vũ Nhu tử, muốn. Nàng đã đói bụng lắm. Vậy thì thật là tốt thử một chút ta mới học mấy loại món ăn. Sở Sở tiến vào phòng bếp, bắt đầu công việc lu bù lên. Tống Thư Hàng ngồi vào quầy thu ngân, mở ra điện thoại, leo lên Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đang lúc cái này lúc, một cái tin tức nhảy vào đầu óc hắn. Tô Thị A Thập Lục tăng thêm ngươi vì Tống Thư Hàng. A Thập Lục cuối cùng kết thúc bế quan. Đúng dịp, hắn từ Hắc Long thế giới trở về đến hiện thế, A Thập Lục cũng vừa đúng vào hôm nay xuất quan. Xem ra, công tử Hải cái này cả đời đại địch, nhất định tiếp xúc một chút. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười. Ý thức tại hảo hữu thông chi trên nhẹ nhàng điểm một cái. A Thập Lục hảo hữu phân tổ có chút cổ quái, nàng trực tiếp lấy Tống Thư Hàng danh tự làm hảo hữu phân tổ. Sở dĩ, Tống Thư Hàng lo lắng lấy bản thân muốn đem nàng phóng tới cái nào phân tổ đi. Hắn hiện tại không ở vào Hắc Long thế giới bên trong, lần này A Thập Lục thêm hắn hảo hữu về sau, hắn kim đan mã QA không có tự động đem Tô Thị A Thập Lục phân tổ. Như vậy, liền giống như A Thập Lục đi. Nàng phân tổ liền trực tiếp dùng tên của nàng tới. Tống Thư Hàng nói, cũng đem A Thập Lục xếp vào đến mới phân tổ Tô Thị A Thập Lục bên trong. Tống tiền bối đang làm gì đâu? Vũ Nhu tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, A Thập Lục xuất quan, vừa tăng thêm ta kim đan mã QA hảo hữu. Ta chính đưa nàng phân tổ. A Thập Lục lần trước không thêm tống tiền bối hảo hữu sao? Vũ Nhu tử nháy mắt, đúng rồi, nói lên tiền bối mã QA kim đan. Lúc nào có thể khai thông nói chuyện phiếm công năng. Đồng thời, nàng nhắm mắt lại cảm ứng mình và Tống Thư Hàng ở giữa mã QA kim đan hảo hữu liên hệ theo Tống tiền bối vừa rồi thuyết pháp, phân tổ có thể sửa đổi. Nếu như có thể sửa đổi, nàng chuẩn bị đổi cái thú vị phân tổ tên. Công năng A, Tống Thư Hàng thở dài, tâm tắc nói chuyện phiếm công năng, ta cũng còn tại tìm tòi. Có cơ hội ta phải hướng mấy cái tiền bối thỉnh giáo một chút. Trước mắt, kim đan mã QA hảo hữu bên trong, chỉ có những cái kia đại lão có thể thông qua viễn trình truyền công năng, bổ sung nhắn lại tiến hành giao lưu câu thông. Tống Thư Hàng nếu như tại Hắc Long thế giới, cũng có thể dựa vào Long Lạc quyền hạn, dùng tương tự phương pháp tiến hành giao lưu. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn nhanh lên đem cái này mã QA hảo hữu quần chỉnh hợp một chút, đem các loại công năng khai phát đi ra. Lần sau nếu có cơ hội tiếp xúc đến Trình Lâm tiên tử, đến hướng nàng lĩnh giáo một chút. Nhiều như vậy kim đan mã QA hảo hữu bên trong, là thuộc công năng của nàng nhiều nhất, quyền hạn cũng đặc biệt nhiều. Dứt lời, Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, điểm mở Tô Thị A Thập Lục, phát cái tin, A Thập Lục, xuất quan. Ta ngày mai sẽ chính thức kết thúc tu luyện, hôm nay còn lại nửa ngày thời gian, muốn củng cố cảnh giới. Khuôn mặt tươi cười biểu lộ Tô Thị A Thập Lục trả lời. Tống Thư Hàng, sau khi xuất quan vị trí ở đâu, muốn đi tiếp ngươi không? P.S. Trong tay của ta có kiện lễ vật, đến lúc đó đưa ngươi. Lúc đầu chuẩn bị gom góp 3 kiện bộ, nhưng bây giờ còn chỉ tiếp cận 1 kiện. Còn lại 2 kiện, chờ ngươi sau khi ra ngoài ta mang ngươi cùng đi đụng.
Lễ vật phải gìn giữ cảm giác thần bí sao? Mặc dù không biết người ba kiện bộ là cái gì, bất quá. Cùng một chỗ gom góp lễ vật, cũng không tệ. Tô thị A thập lục, ta ngày mai trực tiếp đi Lan Tây đảo, ta trong Cửu Châu nhất hào quần nhìn thấy tin tức, đến lúc đó đi Điền Thiên đảo cùng đại gia tụ hợp. Tiếp đó, Tô thị A thập lục lại phát đầu giọng nói, ngày mai gặp thư hàng. A, đây là thập lục thanh âm sao? Vũ Nhu Tử nghe được thanh âm này lúc, nghi ngờ nói. A thập lục thanh âm rất phù hợp bề ngoài của nàng, là rất thanh thúy giọng cô gái. Nhưng vừa rồi đầu này trong giọng nói, A thập lục thanh âm êm dịu uyển chuyển, thanh tuyến hơi thấp, có loại rất thành thục hương vị. Có thể là bởi vì nàng bế quan địa phương là đáy biển bí cảnh nguyên nhân, sở dĩ thanh âm có chút lạ. Tống Thư Hàng nói, đồng thời, hắn nhớ tới bản thân kình đan tinh lộ. Tại đầu kia kình đan trên tinh lộ, không có bạch tiền bối, cũng không có tô thị A thập lục. A thập lục sẽ không phát sinh biến hóa gì a? Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không là A thập lục tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá, sau đó thân thể của nàng rốt cục trưởng thành rồi. Sở dĩ, thanh âm cũng trở nên thành thục rồi. Trưởng thành sau A thập lục, Tống Thư Hàng ý đồ não bổ một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ. Bởi vì hoàn toàn không cách nào não bổ A thập lục thành thục sau lại là cái gì bộ dáng. Chờ ngày mai đi, ngày mai nhìn thấy A thập lục liền biết nàng biến thành dạng gì. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời, hắn lại duỗi tay chỉ một cái, hoán đổi đến Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Quần bên trong. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Điền Thiên đạo hữu, người bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Hộ đảo đại trận đã chữa trị hoàn tất, may mắn mà có mấy vị đạo hữu hỗ trợ. Hoàng Sơn tiền bối người tới rồi sao? Điền Thiên đảo chủ hỏi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ta nửa đường đổi phương hướng, chuẩn bị tiếp cận gần thiên nhân tụ tập chỗ, nghiệm chứng một điểm suy đoán. Các ngươi bắt gấp thời gian đang gấp làm đại trận bổ sung linh lực. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Hoàng Sơn tiền bối không muốn tìm đường chết a. Một mình ngươi phóng tới nhiều như vậy thiên nhân, quá nguy hiểm. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi cho rằng ta sẽ giống như các ngươi tìm đường chết sao? Thiên chân vô tà đậu đậu, Uông đại ngốc, ta cùng Thư Hàng bọn hắn cũng về hiện thế tới. Bây giờ đang ở Lan Tây đảo bên trên, có cần hỗ trợ địa phương sao? Điền Thiên đảo chủ, Thư Hàng tiểu hữu trở về rồi. Bá đao Tống Nhất, nguyên bản muốn mở yến hội, hiện tại yến hội chỉ sợ muốn trì hoãn. Không vội, chờ xử lý thiên nhân về sau, yến hội vừa vặn có thể làm tiệc ăn mừng. Tống Thư Hàng trả lời. Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu. Người trước ngốc lấy không cần loạn vọt. Ở tại Thư Hàng tiểu hữu bên người. Đậu đậu, Uông có Sở Sở tại bên cạnh, hắn mới không cần ở tại Tống Thư Hàng bên người. Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, người nhìn ra thứ gì sao? Đúng thế, ta hoài nghi, thiên nhân nhóm lớn nhất tụ tập nguyên nhân, là bởi vì bọn chúng chỗ tụ tập, có thiên cương xuất thế. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, sở dĩ. Ta phải lặng lẽ đi tìm một chút, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bắc Hà tán nhân, thiên cương, sách, ta phải tăng thêm tốc độ, hưng phấn biểu lộ. Nếu thật là thiên cương, cái kia lục phẩm đạo hữu thì có phúc. Thất tu thánh quân nói, Hoàng Sơn đạo hữu, nếu như xác định là thiên cương, liền cho ta biết một tiếng. Ta lập tức đuổi tới, vì mọi người chấn trận, tốt nhất, đem linh điệp đạo hữu cũng kéo lên. Lệ Chi tiên tử, ta cũng lập tức đến. Cái này lúc, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, người bây giờ cũng là lục phẩm a. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hàng thật giá thật lục phẩm. Như vậy, nếu quả như thật là thiên cương, Tống tiền bối liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng, cho nên nói, thiên cương là cái gì? Bảo vật, năng lượng, thiên tài địa bảo, ăn ngon, hoặc là giống như ngộ đạo thạch đồ vật. Là cường hóa lục phẩm chân quân cái thứ hai tiểu cảnh giới hồ thượng mệnh luân đồ tốt. Khôi lỗi tiên tử hai tay khoanh, xếp tại cái cằm, mở linh hồ, ngưng tụ hồ hồn, là lục phẩm chân quân cảnh giới thứ nhất. Xuống một bước, chính là đem nguyên hồn ngưng tụ làm mệnh luân, thiên cương hiệu quả chính là cường hóa mệnh luân. Cái kia, nếu như không có hồ hồn làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng nói, ý thức chui vào bản thân bản mệnh đan điền. Hắn bản mệnh linh hồ càng ngày càng mở rộng,
7 cái tiểu đan điền linh hồ chi thủy không ngừng tụ hợp vào bản mệnh linh hồ. Có trời mới biết diện tích của nó cuối cùng muốn tăng tới trình độ gì. Bây giờ, Phì Kình Kim đan thảnh thơi tại linh hồ bên trong chìm nổi. Cùng Bạch Tiền Bối nói không long văn kim đan đồng dạng, Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ bên trong cũng không có hổ hồn. Nói cách khác, trên lý luận hắn bản mệnh đan điền liền mệnh luân cái đồ chơi này cũng vô pháp sinh ra. Ngược lại là tiểu đan điền bên trong, hồ hồn số lượng không ít. Ngươi xác định mình đã lục phẩm rồi. Khôi lỗi tiên tử có chút điều chỉnh tư thế, thân thể hướng về phía trước nghiêng Tống Thư Hàng trở về, nàng nói chuyện đều lưu loát, không còn thẻ nhiều lần. Nàng từ tiết kiệm năng lượng hình thức bên trong lui đi ra, kim chủ trở về, không hạch tâm, còn có thể dùng linh thạch thấu hỏa lấy hành động, không cần giống như trước đó như thế tiết kiệm năng lượng. Đúng vậy, xác định đã lục phẩm, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Để cho ta nhìn xem. Khôi lỗi tiên tử đưa tay vươn hướng Tống Thư Hàng đối với Tống Thư Hàng tấn cấp tốc độ, nàng đã chết lặng, không muốn lại đậu đen rau muống. Tống Thư Hàng phối hợp với di động một chút, đem bản thân tay nhỏ đưa cho khôi lỗi tiên tử, thiếu niên bộ dáng có đôi khi hành động rất không tiện tỉ như, tay ngắn. Khôi lỗi tiên tử tinh thần lực tại Tống Thư Hàng thể nội đi một vòng. Một lát sau, nàng yên lặng lui đi ra. Sở dĩ, nếu như không có hổ hồn, có thể sinh ra mệnh luân sao? Tống Thư Hàng mong mỏi hỏi. Không có thể, có thể khôi lỗi tiên tử lại tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Nàng đột nhiên phát hiện mình không muốn nói chuyện nhiều. Vậy cái này thiên cương đối ta bản mệnh đan điền tác dụng không lớn. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, bất quá, 7 cái tiểu linh hồ hẳn là có thể dùng tới. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối người muốn ngưng tụ 7 cái mệnh luân sao? Chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy. Ngưng tụ 7 cái tiểu kim đan đã đem ta giày vò thảm. Tống Thư Hàng lại nhìn phía khôi lỗi tiên tử, bất quá tiên tử, bình thường lục phẩm chân quân tấn cấp là thế nào cái lưu trình? Tống Thư Hàng đối với 6 tấn 7 quá trình, hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao một tháng trước, hắn vừa mới bù lại xong 5 tấn 6 tri thức, 6 tấn 7 chương trình học, còn chưa bắt đầu học. Năng lượng không đủ tắt máy bên trong đinh 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 đương tại một trận tắt máy âm nhạc bên trong. Khôi lỗi tiên tử tỏa sáng con ngươi đều ảm đạm xuống. Quan, tắt máy. Tiên tử ngươi còn có dạng này thao tác. Tống Thư Hàng đưa tay chọc chọc khôi lỗi tiên tử. Tắt máy bên trong khôi lỗi tiên tử không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Tống Tiền Bối, cho tiên tử bổ sung linh thạch. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng tay nhỏ run nhẹ nhẹ, tiền bối ta gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vậy ta cho mượn Tống Tiền Bối a. Vũ Nhu Tử nói. Không vội, Tống Thư Hàng mỉm cười, nhìn về phía tầng bên ngoài, chúng ta linh thạch, ở bên ngoài bay lên đây. Há, thiên nhân, Vũ Nhu Tử hiểu được. Tống Thư Hàng nói, nếu như đến lúc đó không cách nào bắt được đủ nhiều thiên nhân, ta lại hướng Vũ Nhu Tử mượn linh thạch không muộn. Mặt khác, vẫn phải nghĩ biện pháp từ Bạch Tiền Bối nơi đó lại làm hai cái hạch tâm tới. Chính là cái kia ngụy mọc ra mắt đại lão trái tim hạch tâm. Tống Thư Hàng bản thân tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cần một cái hạch tâm, khôi lỗi tiên tử cũng cần một cái. Lúc đầu, Bạch Tiền Bối đáp ứng tiến hắn một cái trái tim, bây giờ bị trang tại hạch tâm thế giới mặt trời nhỏ bên trong sở dĩ, Hắc Long thế giới mặt trời nhỏ, Tống Thư Hàng có một nửa quyền sở hữu cùng quyền khống chế. Phải dùng biện pháp gì từ Bạch Tiền Bối trong tay lại làm hai cái hạch tâm tới đây chứ? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Muốn từ Bạch Tiền Bối trong tay làm trái tim hạch tâm cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới để Bạch Tiền Bối đều cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỷ như tam thập tam thú tổ hợp pháp khí loại này hiếm có đồ vật, phẩm cấp ít nhất phải là bát phẩm trở lên, hơn nữa còn đến thú vị, không giống bình thường. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày về sau, cho ra một cái kết luận được rồi, vẫn là dứt khoát bán mình đi. Bát phẩm phía trên bảo vật, vẫn phải là hiếm có, thú vị. Phi thường không giống bình thường đồ vật, cả cái chư thiên vạn giới lại có thể có bao nhiêu. Khôi lỗi tiên tử tắt máy âm nhạc êm tai. Vũ Nhu Tử cô nương nói, Tống Tiền Bối, nếu không chúng ta lại cho nàng thả một khối tiểu linh thạch, để cho nàng khởi động máy, sau đó lại tắt máy. Lặp lại tuần hoàn mấy lần. Tống Thư Hàng. Ý kiến hay. Bất quá, vẫn là trước thả một chút. Chờ ta lúc nào có thể chính diện ngăn trở khôi lỗi tiên tử về sau. Chúng ta thử lại lần nữa. Tống Thư Hàng đề nghị, nếu không ta sợ hai chúng ta tiểu thân xương không rắn chắc, bị tiên tử mở ra. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng,
Tống tiền bối người nghĩ nhiều lắm, lấy tiên tử cùng chúng ta quan hệ, chắc chắn sẽ không đem chúng ta giày vò quá thảm. Bình thường tổn thương lại ở chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Đây chính là Vũ Nhu Tử cùng Tam Lãng khác biệt lớn nhất một trong, nàng mỗi lần tìm đường chết trước đều có một khỏa dũng cảm tiếp nhận tìm đường chết hậu quả tâm. Ta nhắc nhở hai các ngươi một chút, Xích Tiêu kiếm tiền bối rốt cục nhìn không được, Khôi Lỗi tiên tử mặc dù tắt máy, nhưng nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Mặc dù không thể nói, không thể động, nhưng các ngươi hai tại nói cái gì, đối nàng làm cái gì, nàng đều có thể nghe được, có thể nhìn thấy. Vũ Nhu Tử, cái kia Tống tiền bối, dù sao đã bị Khôi Lỗi tiên tử nghe được, chúng ta hành động đi. Tống Thư Hàng lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, dù sao bị biết rồi, vậy không bằng thừa dịp Khôi Lỗi tiên tử không sức phản kháng thời điểm, thực tiễn một chút Vũ Nhu Tử cái kia to gan ý nghĩ. Xích Tiêu kiếm tiền bối, khục, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu 6 tấn 7 cảnh giới đi. Tống Thư Hàng bây giờ người mang một lần phục sinh, hắn cảm giác mình đến áp chế một chút Tống Thư Hàng cái kia dục dịch tìm đường chết suy nghĩ. Hắn cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu diễn hoa văn kiểu chết. Có Xích Tiêu kiếm tiền bối cưỡng ép thay đổi chủ đề, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử mới từ bỏ dục dịch suy nghĩ. Tống Thư Hàng trước đem Khôi Lỗi tiên tử nhận được vòng tay pháp khí không gian bên trong. Sau đó cùng Vũ Nhu Tử ngồi xếp hàng, đem Xích Tiêu kiếm tiền bối tế ra, bắt đầu nghe tiền bối giảng giải. Ta liền đơn giản cùng các ngươi giảng một chút, bởi vì 6 tấn 7 quá trình rất phức tạp. Ta liền giảng mấy bước. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Chủ yếu là, 6 tấn 7 cụ thể chi tiết, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn chân chính sinh ra kiếm linh thời điểm, Xích Tiêu tử đã tiếp cận cửu phẩm cảnh giới. 6 tấn 7 một số tri thức, vẫn là về sau Xích Tiêu kiếm chậm rãi chính mình hiểu rõ đến. Lục phẩm tấn thăng thất phẩm, chủ yếu có 4 bước. Xích Tiêu kiếm tiền bối lơ lửng ở trong hư không, lấy kiếm nhọn làm bút. Trực tiếp dùng linh lực trong hư không viết cấu đồ. Cái thứ nhất tiểu cảnh giới chính là Tống Thư Hàng bây giờ cảnh giới, kim đan hóa linh hồ, cũng chính là mới vào lục phẩm cảnh giới. Linh hồ theo long văn số lượng phân chia, lại lấy kim đan cấu đồ ngưng tụ hồ hồn sinh ra binh nguyên có thể dùng đến cường hóa pháp khí. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Đúng a, kém chút quên đi, ta còn có cái này kiếm tiền thủ đoạn a. Tống Thư Hàng nói. Hắn. Tống Thư Hàng, 7 cái tiểu linh hồ cái đại linh hồ. Đại lượng linh hồ ở vào nhàn rỗi trạng thái, hoàn toàn có thể thay người tẩm bổ pháp khí đến kiếm tiền à. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra bản ghi nhớ, đem cái này kiếm tiền phương pháp kỳ diệu ghi chép lại. Lại nói, Khôi Lỗi tiên tử tính pháp khí sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Xích Tiêu kiếm tiền bối bị mang tiết tấu, nên tính là đi, Khôi Lỗi theo lý thuyết cũng là pháp khí một loại. Đợi đã, người muốn làm gì? Ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Sau đó hắn một lần nữa đem Khôi Lỗi tiên tử lấy ra ngoài, suy nghĩ khẽ động, Tống Thư Hàng đem Khôi Lỗi tiên tử chuyển rời đến cái thứ nhất tiểu linh hồ bá đao linh hồ bên trong. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành kết cấu biến thành hồ hồn, đem Khôi Lỗi tiên tử bao khỏa, linh hồ bên trong binh nguyên dung nhập vào Khôi Lỗi tiên tử thân thể bên trong, giống cường hóa pháp khí đồng dạng, đối Khôi Lỗi tiên tử tiến hành cường hóa. Lại thật sự có thể. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Hắn nói Khôi Lỗi pháp khí là loại kia vô ý thức chiến đấu Khôi Lỗi, mà không phải Khôi Lỗi tiên tử loại này có bản thân ý thức đặc thù Khôi Lỗi. Đem Khôi Lỗi tiên tử phóng tới linh hồ bên trong tẩm bổ, sẽ phát sinh biến hóa gì, Xích Tiêu kiếm cũng không dám tưởng tượng. Hy vọng sẽ không biến dị đi. Đúng rồi, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ngươi cần cường hóa không? Ta cũng cho ngươi lưu một cái phòng, Tống Thư Hàng hỏi. Xích Tiêu kiếm tiền bối khinh thường, đừng làm rộn, ta là trường sinh giả thần binh, ngươi lục phẩm linh hồ, lại có thể cho ta cường hóa cái gì? Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đối Xích Tiêu kiếm tiền bối tới nói, vẫn là cái này tương đối thực dụng. Dứt lời, hắn thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật. Ai nhà trẻ con là dễ dậy Xích Tiêu kiếm tiền bối thỏa mãn. Vũ Nhu Tử xoa cằm. Trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề, Khôi Lỗi tiên tử cũng là pháp khí, cỗ kia hiện hóa tâm ma xem như pháp khí không? Tốt, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Xích Tiêu kiếm tiếp tục nói, đón lấy đến lục phẩm chân quân cái thứ hai tiểu cảnh giới hồ thượng mệnh luân, chính là lấy hồ hồn làm cơ sở, ngưng tụ mệnh luân. Hồ hồn càng mạnh, linh hồ càng khổng lồ càng sâu,
ngưng tụ mệnh luân cần thời gian liền càng ngắn, đồng thời ngưng tụ ra mệnh luân thì sẽ càng mạnh, đây cũng là kim đan long văn càng nhiều, trên đó kết cấu càng phức tạp càng tốt nguyên nhân. Mặt khác, đang ngưng tụ mệnh luân quá trình bên trong, bản mệnh pháp khí cùng thiên cương, đều có thể tăng cường mệnh luân uy lực, cũng mấy lần rút ngắn mệnh luân ngưng tụ thời gian. Đây cũng là tu chân giới, tốt nhất tại ngũ phẩm trước liền đúc ra bản mệnh pháp khí nguyên nhân chủ yếu. Tứ phẩm lúc đúc ra bản mệnh pháp khí, lại dùng ngũ phẩm một cảnh giới thời gian cùng bản mệnh pháp khí tiến hành rèn luyện. Kể từ đó lục phẩm ngưng tụ mệnh luân thời điểm, bản mệnh pháp khí mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mà thiên cương tác dụng, cùng bản mệnh pháp khí cùng loại. Sở dĩ, chân chính cao đoan mệnh luân là hồ hồn bản mệnh pháp khí thiên cương 3 hợp 1. Bên trong quả nhiên thì chỉ có hồ hồn bản mệnh pháp khí tổ hợp. Chỉ có hồ hồn, cái kia chính là nghèo khó bản. Vũ Nhu Tử, đây chính là không có tiền tu cái gì tiên hệ liệt. Phi thường đâm tâm lại phi thường chính xác tổng kết, tài lữ pháp địa, tài nguyên phi thường trọng yếu. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, nhưng là có vận khí, có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ như Bạch tiền bối. Người cái này trên người không nửa khối linh thạch, nhanh im miệng. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng tâm linh như bị nện gõ, Xích Tiêu kiếm tiền bối, quá đâm tâm. Hắn không có cách nào phản bác Xích Tiêu kiếm tiền bối, cuối cùng, hay là bởi vì nghèo, quá nghèo tại lúc trò chuyện tiền liền không có khí thế. Không đâm xuống tâm của ngươi, ta sợ ngươi kiêu ngạo. Xích Tiêu kiếm tiền bối ngữ trọng tâm trường nói mà lại, hắn sợ Tống Thư Hàng nói lại xuống dưới, bị đâm tâm người liền muốn đổi thành nó. Ta bị đâm tâm còn không bằng đâm Tống Thư Hàng tâm, thế là Xích Tiêu kiếm tiền bối không chút do dự lựa chọn hung hăng đâm Tống Thư Hàng tâm can. Tiền bối, chúng ta không trò chuyện tiền, mệnh luân về sau đâu. Tống Thư Hàng chủ động nói sang chuyện khác. Xích Tiêu kiếm tiền bối tiếp tục quay người, trong hư không viết. Mệnh luân về sau, là thập trọng thiên, ân, hẳn là gọi cái tên này. Danh tự không trọng yếu, các ngươi lý giải là một cái tiểu cảnh giới là được. Cái này một cái tiểu cảnh giới phi thường trọng yếu. Đây là đem tu sĩ trước kia chỗ đánh xuống cơ sở toàn bộ dung hợp làm một thể cảnh giới. Thập trọng thiên trước bốn trọng thiên, đại biểu cho tu sĩ nhất phẩm khiếu huyệt, nhị phẩm tiểu đan điền, tam phẩm bốn kỳ mạch, tứ phẩm cửu tiên cốt. Cái này tứ trọng thiên, là tất cả lục phẩm tu sĩ đều có thể ngưng tụ trình tự. Chỉ cần sống đủ dài, dùng mài nước công phu đều có thể mài đến tứ trọng thiên. Mà muốn ngưng tụ tầng thứ năm, cần phải có kim đan bốn long văn là điều kiện tiên quyết. Bốn long văn kim đan, là tấn thăng lục phẩm chân quân thấp nhất phối trí. Một đến ba long văn tu sĩ, không có nghịch thiên kỳ ngộ, sẽ dừng bước tại ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá, bốn long văn kim đan tiềm lực cực hạn, là ở nơi này. Nếu như không có đại kỳ ngộ, bốn long văn kim đan cũng chỉ có thể dừng bước tại ngũ trọng thiên. Lại hướng lên, năm, sáu long văn tu sĩ, có thể càng tiến một bước, ngưng tụ lục trọng thiên. Lục trọng thiên về sau, tu sĩ liền có thể tự mình lựa chọn tiếp tục tiến lên, hoặc là trực tiếp tiến vào kế tiếp tiểu cảnh giới. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, phía dưới kia 7, 8, 9 trọng thiên, đối ứng tương ứng long văn số lượng. Vũ Nhu Tử ngay sau đó nói, thập trọng thiên đâu? Chẳng lẽ muốn 10 long văn hay sao? Hai người các ngươi, thân là tu sĩ, tư tưởng sao có thể như thế sơ cứng? Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm hơi đài. Lúc này các ngươi hẳn là muốn nhảy vọt suy nghĩ một chút, ngoại trừ long văn bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể ảnh hưởng đến mệnh luân, từ đó ảnh hưởng đến thập trọng thiên. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, thiên cương cùng bản mệnh pháp khí. Đáp đúng, 7 đến 10 trọng thiên bên trong, có một trọng thiên tự cùng thiên cương, bản mệnh pháp khí có quan hệ. Xích Tiêu kiếm tiền bối hài lòng điểm một cái chuôi kiếm. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, bài thi ta am hiểu nhất. Như vậy, là tầng nào thiên hòa thiên cương cùng bản mệnh pháp khí có quan hệ? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Các ngươi phỏng đoán một chút, lúc này muốn thúc đẩy đầu óc của các ngươi. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, tựa hồ liền nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, Tống Thư Hàng như ngươi loại này 50 để đáp đúng mấy đạo, không có phương diện này thiên phú, thôi được rồi. Tống Thư Hàng, tay hắn trượt đi, hai phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Tiền bối, tiết lộ một chút. Nhắc nhở một chút. Không tệ, mặc dù bài thi không thiên phú, nhưng ngươi vẫn là rất hiểu làm người nha. Xích Tiêu kiếm tiền bối vui a nói, đáp án là,
ta cũng không biết. 6 tấn 7 cấp bậc này, ta có thể hiểu nhiều như vậy tri thức đã rất tốt, một số chi tiết phương diện ta thật sự không hiểu rõ. Tạ ơn Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng tay lại trượt đi, cái kia phía sau mấy cái tiểu cảnh giới đâu. Vũ Nhu Tử cảm giác Tống tiền bối cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối ở giữa ở chung hình thức, rất có ý tứ, đều đủ để đập một bộ thân bất do kỳ tiểu kịch trường. Thập trọng thiên sau trình tự chính là đại chúng đều biết hai cái khâu, cũng chính là tại lục trọng thiên tiểu cảnh giới lúc liền có thể bản thân quyết định tiếp tục nữa hoặc là trực tiếp hóa liên, liên sinh về sau liền bắt đầu đối với nó tiến hành ôn dưỡng. Chờ ôn dưỡng đến đầy đủ thời gian, liên hoa thành hình dẫn hạ thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, Nguyên Anh tại liên hoa bên trong thành hình, từ đó tiến vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, ôn dưỡng hóa liên cảnh giới, cần thời gian bao lâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, nhìn ngươi đánh xuống cơ sở, ngắn 10 năm 8 năm liền ôn dưỡng thành công. Trưởng trăm năm A, ngàn năm A cũng có thể, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Cái kia Vũ Nhu Tử tương lai cần kinh nghiệm, cũng chỉ có hóa liên cảnh giới. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử là không long văn kim đan, ấn lấy bạch tiền bối kinh lịch, không long văn kim đan sẽ như hạt giống đồng dạng chìm vào đáy hồ, tiếp nhận tẩm bổ. Một ngày kia, kim đan hóa liên, liên khai thành anh. Mà Tống Thư Hàng không xác định tương lai mình sẽ cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng, hoặc là giống Vũ Nhu Tử không long văn kim đan đồng dạng. Sở dĩ hai loại phương án hắn đều trước giải một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở dĩ, nếu như thiên nhân nhóm ngưng tụ nguyên nhân, thật sự là bởi vì thiên cương, đôi kia cửu châu nhất hào quần tiền bối tới nói, liền là phi thường trọng yếu đồ vật. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói bổ sung, nếu như là hạ phẩm thiên cương, ý nghĩa không phải quá lớn. Nhưng nếu như là trung phẩm phía trên thiên cương, cái kia chính là bảy long văn trở lên tấn cấp lục phẩm tu sĩ, tất tranh chi vật. Loại kia Hoàng Sơn tiền bối tin tức, nếu như tin tức là thật, cái này thiên cương chúng ta nói không được cũng phải giành giật một hồi. Tống Thư Hàng nói, huống hồ thiên nhân bản thân liền là đối địch trận doanh. Đối càng thêm không có áp lực tâm lý. Có tin tức, Vũ Nhu Tử đưa tay điểm mở phần mềm chat, Hoàng Sơn tiền bối gửi tới tin tức, thật là thiên cương. Cửu Châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, cùng ta đoán đồng dạng, là thiên cương sắp xuất thế. Bất quá, nhìn thiên cương tiết lộ khí tức đến phỏng đoán, đây chỉ là trung phẩm thiên cương. Ta lúc đầu ngưng tụ mệnh luân thời điểm là sư tổ mang ta đi thượng phẩm thiên cương. Khí tức so cái này muốn cường thế rất nhiều. Trung phẩm thiên cương cũng đầy đủ, đáng giá giành giật một hồi. Chờ chúng ta linh hồ mở đến cực hạn bắt đầu ngưng tụ mệnh luân thời điểm, có gặp gỡ thượng phẩm thiên cương liền dùng thượng phẩm thiên cương, nếu như không có trung phẩm thiên cương cũng là rất không tệ lựa chọn. Bắc Hà Tán Nhân nói, phần này thiên cương thể tích lớn sao, đủ nhiều ít người sử dụng, Lệ Chi Tiên Tử hỏi. Đồng Quái Tiên Sư, trung phẩm thiên cương chỉ cần phẩm chất đủ cao, cũng đáng được một hồi. Ta xin phép nghỉ đi ra. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, cụ thể còn cảm ứng không ra, ta không dám quá tiếp cận. Bất quá, luôn cảm giác cái này thiên cương xuất thế khí tức có chút cổ quái. Có gì đó cổ quái chỗ, có thể phát hình sao? Thất Tu Thánh Quân hỏi. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, ta cảm giác cái này thiên cương có chút mất tự nhiên, đợi đã, ta phát hình. Ta phải cẩn thận một chút, sớm biết Tống Thư Hàng tiểu hữu bọn hắn đã trở lại, ta trước hướng Vũ Nhu Tử cho mượn cái chăn mới đúng. Một lát sau, Hoàng Sơn tôn giả phát tấm hình đi lên. Thất Tu Thánh Quân. Ta lập tức liền đến. Thất Tu Thánh Quân nói thật nhanh. Các ngươi chính là ở đây không muốn đi lại. Cuồng Đao Tam Lãng nhịn không được trả lời. Bắc Hà Tán Nhân, ra lần này ngươi rất vui vẻ sao? Tam Lãng. Giọng nói siêu vui vẻ. Ra thật ghế sofa, đặc biệt hưởng thụ. Ha 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 ha, Cuồng Đao Tam Lãng vui vẻ cười nói. Vũ Nhu Tử, là ảo giác sao, hôm nay Tam Lãng tiền bối, đặc biệt thả bản thân. Tâm ma của nàng là tại Tống tiền bối bên người, không có ném tới Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối bên người a. Vì cái gì Tam Lãng tiền bối hôm nay nhìn, tựa hồ cũng nhận tâm ma ảnh hưởng bộ dáng. Bất quá, như thế tốt tài liệu, trước khi chép lại. Lần sau phối cái ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối hình ảnh, làm ma tính tuần hoàn động thái biểu lộ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Thất Tu tiền bối, người phát hiện cái gì không?
quần bên trong chủ đề không thể lại bị Tam Lãng bọn hắn mang tiết tấu xuống dưới, nhất định phải dừng cương trước bờ vực, đem chủ đề kéo trở về. Tiếc nuối là, thất tu thánh quân chưa hồi phục Hoàng Sơn. Lúc này, hắn chính mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất hướng phía Điền Thiên Đảo chạy đến, không có tới kịp về tin tức. Có thể làm cho thất tu tiền bối như thế khiếp sợ, ta đoán khẳng định là có thể giải cứu lục tu tiên tử đồ vật đi. Vân Trung tiên khách lên tiếng nói. Tốt tại còn có vừa bế quan đi ra Vân Trung tiên khách, đáp lại Hoàng Sơn tôn giả chủ đề. Bắc Hà tán nhân, Diệt Phượng đẩy kính mắt biểu lộ cơ trí, ta cũng có loại cảm giác này, có thể làm cho thất tu tiền bối kích động như vậy, hẳn là cùng lục tu tiên tử có liên quan đồ vật. Như thế đến xem, lần này xuất thế bảo vật, ngoại trừ thiên cương bên ngoài, còn có cái khác càng diệu đồ vật. Đề nghị có rảnh đạo hữu tập trung lại, gần nhất chư thiên vạn giới cùng hiện thế thông đạo mở ra, nói không chừng lần này liền có thể trúng thưởng. Lệ Chi tiên tử, ta đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, thuận tiện mang theo nhà ta mật đào tiên tử cũng mang tới. Nàng đối thiên cương rất có nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp đỡ chúng ta bận bịu. Ta đã sớm nghĩ giải một chút Lệ Chi tiên tử môn phái các vị hoa quả tiên tử, có rảnh Lệ Chi tiên tử giới thiệu cho chúng ta một chút. Cuồng Đao Tam Lãng giơ ngón tay cái lên. Lệ Chi tiên tử, đừng suy nghĩ, mật đào hắn có đạo lữ. Đông Phương Lục tiên tử, ta vừa mới xuất phát, trên đường có chút lấp, trong lòng có điểm nén giận. Trăng sáng bao lâu có, ta cũng sắp đến rồi. Đợi đã, Bắc Hà tán nhân, lão Bắc Hà, người cái này biểu lộ bao ở đâu ra? Diệt Phượng công tử một mặt mộng bức, hắn lúc nào trở thành biểu lộ bao hết? Hắn gần nhất rất ngoan ngoãn, không có làm chuyện xấu, vì cái gì hắn bị chế tác thành như thế xấu hổ biểu lộ bao? Biểu tình đồ án bên trên, kính mắt đốt một chút lóe sáng, thật là khó chịu. Cửu Châu nhất hào quần quần cùng hưởng bên trong download, Vũ Nhu tử gần nhất một mực lục tục tại thượng truyền rất nhiều biểu lộ bao. Ngoại trừ ngay từ đầu Bạch Tiền Bối biểu lộ bao, bây giờ còn có Tống Thư Hàng tiểu hữu, chính nàng, còn có quần bên trong các vị thành viên. Ta download mấy cái, dùng rất tốt, bất quá, những cái này biểu lộ bao giới hạn quần bên trong sử dụng a, không có đi qua người trong cuộc đồng ý, đừng truyền ra ngoài. Bắc Hà tán nhân nói, Vũ Nhu tử, của ta biểu lộ bao trao quyền cho các vị tiền bối, không có vấn đề. Vân Trung tiên khách, các ngươi, thực biết chơi, ta nhớ được ta lần trước bế quan trước, quần bên trong đạo hữu giao lưu còn rất bình thường, lúc nào hai thành dạng này rồi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, che mặt khóc giống biểu lộ. Lệ Chi tiên tử, sờ đầu một cái biểu lộ. Ha 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 ha. Ta khỉ lớn trạng thái biểu lộ bao cũng có. Bất quá cái này khỉ lớn tất cả mọi người cho rằng là A Thất. Ta khỉ lớn biểu lộ bao cũng cho đại gia trao quyền. Cuồng Đao Tam Lãng ha ha cười nói. Hệ thống nhắc nhở, siêu cấp hội viên Tô Thị A Thất ngồi hắn xe hơi nhỏ thượng tuyến. Cuồng Đao Tam Lãng cả kinh nói, A Thất, người đặc biệt chú ý ta. Đồng quái đại phong xa biểu lộ không, ta vừa xong xuôi việc vặt vãnh thượng tuyến. Lại nói tại sao không có Tam Lãng đại phong xa biểu lộ. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử lần sau bổ cái biểu lộ A. Tô Thị A Thất nói, mặt khác, qua mấy ngày ta mang mấy vị hảo hữu tìm ngươi A, Tam Lãng. Hảo hữu của ta từng cái đều là đao đạo cao thủ, nói chuyện lại tốt nghe, đại gia vừa vặn chuẩn bị tại ăn Tết trước mở 4 tháng tả hữu đao đạo nghiên cứu hội, mở đến ăn Tết mới thôi. Bọn hắn từng cái đều là nhân tài, Tam Lãng người nhất định sẽ ưa thích bọn hắn. Cuồng Đao Tam Lãng, ta sai rồi. Các ngươi cho là ta sẽ như thế xin lỗi sao? Ha 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 ha, quá ngây thơ rồi. Nam nhi tốt, một thân tranh tranh thiết cốt, thả chết đứng, không muốn quỷ xin lỗi. Tam Lãng hôm nay, có phải hay không uống lộn thuốc? Bắc Hà tán nhân có chút lo lắng nói, mặc dù hắn lần trước liền quyết định không ở quần bên trong tiếp tục thay Tam Lãng kết thúc công việc yểm hộ, nhưng hôm nay Tam Lãng trạng thái có chút hai quá mức. Uống nhiều quá, đồng quái tiên sư. Có lẽ, gặp gỡ việc vui gì rồi. Đều nói người gặp việc vui thời điểm, trạng thái tinh thần sẽ đặc biệt tốt. Tô Thị A Thất nói. Lệ Chi tiên tử, huyền nữ môn vân tước tử tỷ tỷ, người cùng Tam Lãng hội hợp. Nhưng là, huyền nữ môn vân tước tử không có tại tuyến, không có trả lời. Quần bên trong thoáng an tĩnh một lát. Tam Lãng hai thành bộ dạng này. Sẽ không thật là huyền nữ môn vân tước tử tìm tới cửa đi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chủ đề,
lại không biết bị dắt đến cái vách núi bên dưới đâu. Hoàng Sơn, người thân là Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ, nhanh ghìm ngựa. Không, ta không có chút nào khoái hoạt. Một lát sau, Đậu Đậu Cổ Thánh, Vân Trung Tiên Khách, nha, Tiên Khách đã nhiều năm không thấy. Ta nghĩ chết ngươi. Tại phòng bếp cùng Sở Sở ở chung một chỗ Đậu Đậu, lại có không thượng tuyến, chú ý Vân Trung Tiên Khách. Nha, xuẩn Đậu Đậu, gần nhất đang làm gì đâu? Vân Trung Tiên Khách trả lời. Đậu Đậu Cổ Thánh, xem ta mới biệt danh, ta gần nhất không phải vội vàng nhân tiền hiển thánh nha, ngươi thấy ta hiển thánh giảng pháp không? Đậu Đậu Cổ Thánh, có đẹp trai hay không? Ta hiện tại cũng coi là chư thiên vạn giới nổi danh tồn tại. Vân Trung Tiên Khách, ta cũng liền bế quan thời gian 4 năm, kết quả vừa ra tới tiếp thu được trọn vẹn 7 cái huyền thánh giảng pháp thông chi, đến tiếp sau còn có một loạt bát phẩm đại lão tại xếp hàng giảng pháp. Ta đều cho là mình không cẩn thận bế quan 400 năm, kém chút sợ tè ra quần có được hay không. Đặc biệt là lúc ấy hiển thánh trong thành viên còn kẹp lấy Đậu Đậu, ta lúc ấy kém chút hoài nghi nhân sinh. Người dạng này nghịch xuống dưới đi, thiên hội bị ngươi trò chuyện chết, Đậu Đậu. Vân Trung Tiên Khách nói, ngươi bây giờ đang làm gì? Các ngươi đều hiển thánh, lại không mang ta, trăng sáng bao lâu có. Ta đang Sở Sở bên cạnh, nhìn nàng làm thịt kho tàu. Thơm ngào ngạt, Sở Sở chủ nghệ phóng đại, nàng quả nhiên rất thích hợp tiên chủ cái nghề nghiệp này, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng, đây đều là ta cùng thư hàng công lao. Đậu Đậu trả lời, bá đao tống nhất. Sở Sở kiêm chức tiên chủ chuyện này, cùng ngươi không có nhìn lầm nàng có quan hệ sao? Lúc nào có công lao của ngươi rồi? Vân Trung Tiên Khách, ngươi kết hôn, Đậu Đậu. Không có đâu, ngươi nghe ai nói mò. Lần trước cái kia hôn lễ không đếm. Đậu Đậu vội vàng nói. Sở dĩ, ngươi vẫn còn độc thân cẩu. Vân Trung Tiên Khách nói. Đậu Đậu Cổ Thánh, ngươi lượn quanh như thế một vòng lớn, liền muốn chế giễu ta độc thân cẩu. Ngươi không biết ta trên mạng có bốn chảo đều đếm không hết Sở Sở sao? Độc thân cẩu lời nói ăn cái gì thịt? Vân Trung Tiên Khách tiếp tục nói, độc thân cẩu liền ngoan ngoãn ăn chay đi hiểu không? Vân Du Tăng Thông Huyền, mộng bức biểu lộ. Mặc dù biết Vân Trung Tiên Khách đạo hữu tại đối Đậu Đậu, nhưng không biết vì cái gì, Thông Huyền đại sư cảm giác mình cùng quần bên trong Phật hệ các đạo hữu đều nằm thương. Tốt ha, Phật hệ làm sao vậy, độc thân làm sao vậy, ăn chay thế nào? Dựa vào cái gì chúng ta muốn trúng đạn? Tạo hóa pháp vương, kỳ thật, chúng ta đấu chiến Phật tông không phản đối ăn thịt. Mà lại, chúng ta cũng không phản đối kết đạo lữ. Vân Trung Tiên Khách, một mặt mộng bức biểu lộ. Ta tại đối Đậu Đậu, hai người các ngươi tung ra tiếp bàn làm gì? Uy, ta vừa rồi rơi dây một chút, ta cũng xuất phát, lại nói, Vũ Nhu Tử nếu không cho ta làm bộ biểu lộ bao. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Trăng sáng bao lâu có? Vũ Nhu Tử, không có vấn đề, quần bên trong tất cả tiền bối tài liệu đều ở ta nơi này. Ta sẽ từng cái đi làm, nếu có vị tiền bối nào không muốn mình bị chế tác thành biểu lộ bao, mời trong âm thầm nói cho ta biết. Trăng sáng bao lâu có, tạ tạ Vũ Nhu Tử tiên tử. Quần bên trong tất cả tiền bối từng cái theo trình tự làm, cái kia kiểu gì cũng sẽ đến phiên hắn a. Hừm, biểu lộ bao vẫn là rất thú vị, Lệ Chi tiên tử nói. Bạch tiền bối đều bị làm thành biểu lộ bao hết, chúng ta cũng đi theo trào lưu một cái đi. Ta không ghét, Đông Phương Lục tiên tử nói. Chỉ cần hạn định tại quần bên trong sử dụng liền tốt. Diệt Phượng công tử nói bổ sung. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử, ok. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, lại nói, ta đập cái kia thiên cương ảnh chụp, các ngươi có nghiên cứu sao? Đến cùng có cái gì bí mật? Bá Đao Tống Xích Đậu. Thất tu tiền bối không phải đã nhìn ra đáp án sao? Hoàng Sơn tiền bối có thể kiên nhẫn chờ một lát, chờ thất tu tiền bối đến giải đáp. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, nhưng là, khẩu vị bị treo, rất khó chịu. Lệ Chi tiên tử, sờ đầu một cái biểu lộ. Đang khi nói chuyện, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong lại có một vị thành viên thượng tuyến, mọi người tốt, ta rốt cục xuất quan á. 3 năm không thượng tuyến, đại gia còn nhìn quen mắt ta không? Hệ thống thăng cấp làm nửa ngày, ta đều không biết tương lai ta bế quan mấy trăm năm đi ra, muốn làm sao? Các loại tuyển tiến đồ vật lại phải từ đầu hiểu rõ. Tống Thư Hàng mở ra xem xét, vị này thành viên quần biệt danh là Tố Tố tâm hệ thương sinh, là vị tiên tử. Yên tâm đi, Tố Tố,
đến lúc đó Hoàng Sơn tiền bối sẽ an bài hậu bối tiếp ngươi xuất quan. Bắc Hà tán nhân trả lời. Nha, Tố Tố cũng xuất quan. Đậu Đậu cổ thánh cười ha ha nói, Tố Tố, nhanh đi xem Huyền Thánh giảng pháp, ngươi sẽ có kinh hỉ. Đừng, bá nho huyền ma giảng pháp tuyệt đối không thể nhìn. Vân Trung tiên khách nhanh chóng kêu lên. Tố Tố tâm hệ thương sinh, ta cái thiên, 14 huyền thánh giảng pháp. Nói đùa cái gì, ta bế quan bao lâu? Vân Trung tiên khách, trong đó bá nho huyền ma giảng pháp nhảy qua đi, cái khác mấy cái đều có thể nhìn xem. Tạ ơn tiên khách, khuôn mặt tươi cười biểu lộ Tố Tố trả lời. Nhưng một lát sau, nàng lại nói, chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi nhìn thấy thất tu tiền bối siêu một chút, từ đầu ta trên đỉnh bay qua. Tốc độ nhanh kinh người. Thất tu thánh quân, giọng nói Tố Tố đừng hỏi, đuổi theo ta. Cái kia thiên cương khả năng không phải trung phẩm, có một nửa khả năng là thượng phẩm. Mặt khác, cái này thiên cương không phải tự nhiên xuất thế, mà là có người nhân tố. Do người nhân tố, không phải tự nhiên xuất thế thiên cương. Ai hào phóng như vậy, trung phẩm thiên cương, thậm chí có thể là thượng phẩm thiên cương, đều bỏ được xuất thủ. Đây chính là lục phẩm tấn thăng thất phẩm chí bảo, thuộc về cung không đủ cầu chi vật. Liền xem như một số đại môn phái, cũng sẽ không đem thiên cương ném ra tặng người. Thất tu thánh quân, thất tu tiền bối, cái này thiên cương bên dưới, phải chăng có thể cứu lục tu tiên tử bảo vật? Bắc Hà tán nhân nhanh chóng hỏi, thừa dịp thất tu thánh quân tại tuyến, tranh thủ thời gian hỏi một đợt vấn đề. Ta cũng rất tò mò, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu theo sát lấy nói. Ta xem nửa ngày, không nhìn ra cái khác chỗ đặc thù. Giọng nói ha ha, nếu như ta không đoán sai, lục tu nàng muốn khôi phục sự tự do cần một kiện bảo vật, có rất lớn tỷ lệ sẽ tại cái này thiên cương đằng sau xuất thế. Ta những năm gần đây, một mực đang thu thập phá giải cửu tu phượng hoàng đao trói buộc biện pháp, nắm giữ đại lượng thượng vàng hạ cám tin tức, trong đó có liên quan tới tương tự ghi chép. Bất quá, ghi chép dù sao chỉ là ghi chép, ta cũng không phải 100% khẳng định. Sở dĩ chờ ta đến hiện trường nhìn qua, làm tiếp xác định. Thất tu thánh quân trả lời. Tống Thư Hàng, ngón tay cái biểu lộ thất tu tiền bối chân nam nhân. Lúc đó, tại thay Tống Thư Hàng rèn đúc hai bộ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công về sau, bạch tiền bối vì lục tu tiên tử tăng thêm thù lao, cho nàng một cái từ cửu tu phượng hoàng đao trói buộc bên dưới giải thoát, trùng hoạch tự do cùng tân sinh cơ hội. Đương nhiên, bởi vì bạch tiền bối xuất phát từ cửu u chúa tể ác thú vị. Cái này danh ngạch chỉ có một cái. Tứ tu cùng lục tu, chỉ có một người có thể giải thoát. Mà cuối cùng, lục tu tiên tử cùng thất tu thánh quân, đem cơ hội nhường cho tứ tu. Bây giờ, tứ tu đã giành lấy cuộc sống mới, mà lục tu tiên tử còn cần thất tu thánh quân tự tay đưa nàng giải thoát đi ra. Đây cũng là giữa hai người ước định lãng mạn. Bắc Hà tán nhân, nhìn trong hình, chỉ có thể suy đoán ra là do người nhân tố thiên cương. Thất tu tiền bối liền có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức. Cứ thế ít là trung phẩm thiên cương bắt đầu, sau đó hấp dẫn đại lượng người tu luyện tới. Đến tiếp sau lại sẽ có mấy đợt bảo vật phun ra đến, loại sự tình này tại tu chân giới trong lịch sử kỳ thật xuất hiện qua mấy lần. Mà lại, loại chuyện này mỗi lần đều xuất hiện ở địa cầu. Tu hành niên hạn hơi ngắn đạo hữu, có lẽ không hiểu rõ, bất quá các ngươi trong tông môn hẳn là có tương tự ghi chép. Tu sĩ giới tiền bối. Quản cái này gọi là tán tài. Ngoại trừ trung phẩm thiên cương bên ngoài, các ngươi nhìn kỹ Hoàng Sơn đạo hữu phát tấm kia đồ phía dưới, có phải hay không còn có một con mắt hư ảnh? Nếu không nhìn kỹ liền sẽ bị xem nhẹ đi qua. Nếu như ta nhìn ghi chép không sai, chính là tán tài tiêu ký. Thất tu thánh quân trả lời. Thiên cương cũng tốt, đằng sau phun ra tới bảo vật cũng tốt, rõ ràng không phải tự nhiên nhân tố nguyên nhân, mà là có người cố ý đem những bảo vật này ném đi ra. Đưa cho tất cả đạo hữu. Loại chuyện này, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tràn ra tới bảo vật, không có rác rưởi bảo vật, đều là chí bảo. Hoàng Sơn tôn giả hình ảnh bên trong, cái này ít nhất là trung phẩm thiên cương, chỉ là hấp dẫn người tu luyện bắt đầu chi vật. Kế tục phun trào bảo vật, giá trị cơ hồ cũng sẽ không yếu tại thiên cương. Trước mắt, theo tu sĩ giới lịch sử ghi chép, không ai biết là ai tán tài nguyên nhân lại là cái gì. Tràn ra tới bảo vật đều là không có cái gì tay chân bảo vật, lấy ra trực tiếp liền có thể sử dụng. Sở dĩ tu chân giới các tiền bối, đoán đến đoán đi chỉ có thể cảm thán có tiền tùy hứng. Đối vị này tán tài thần bí nhân vật tới nói, có lẽ tán tài chính là một loại niềm vui thú.
Thất Tu Thánh Quân đơn giản đem trong tay mình có tin tức, cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu giảng thuật một lần. Tán tu là hứng thú, loại chuyện này ai có thể làm đến a? Bắc Hà tán nhân vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này cần nhiều tiền tới trình độ nào, tài nguyên tu luyện nhiều đến cảnh giới gì, mới có thể như thế phóng khoáng. Bắc Hà tán nhân tiếng nói vừa dứt, Cửu Châu Nhất Hào Quần rất nhiều đạo hữu, trong đầu đột nhiên xuất hiện Bạch Tiền Bối thân ảnh. Có lẽ, chỉ có giống Bạch Tiền Bối dạng này đặc thù tồn tại, trong tương lai một ngày nào đó, sẽ thức tỉnh tán tài yêu thích. Tiêu Dao, cái này lúc, Hoàng Sơn Tôn giả đột nhiên tại quần bên trong phát cái tin tức. Tống Thư Hàng, có tiền Tiêu Dao? Không, ta vừa rồi lại thử tiếp cận cái này Thiên Cương thời điểm, mơ hồ trong đó nghe được như thế một cái tên, từ Thiên Cương bên dưới chuyển ra ngoài. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Là đạo hiệu sao? Lệ Chi Tiên Tử hỏi. Tiêu Dao loại này đạo hiệu nhiều lắm, Tiêu Dao Tử, Tiêu Dao Tán Nhân, Tiêu Dao Tiên Tử, Tiêu Dao Động Chủ, Tiêu Dao Tán Tiên. Đầy đất đều là, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Ta đến, Thất Tu Thánh Quân phát tin tức nói, Tố Tố đi theo không? Tiền bối, người bay quá nhanh, ta sớm theo mất rồi. Tố Tố tâm hệ thương sinh dở khóc dở cười. Vân Trung Tiên Khách, đừng nóng vội, ta đến lúc đó cho ngươi phát cái tọa độ định vị. Hoàng Sơn Đạo Hữu, ta nhìn thấy ngươi, Thất Tu Thánh Quân lại nói. Một lát sau, Thất Tu Tiền Bối lại phát cái tin, quả nhiên không sai, là tán tài. Có lẽ thiên nhân cũng có tương tự ghi chép, cho nên mới giữ vững nơi này, muốn tận lực chiếm chỗ tốt. Dựa theo dĩ vãng tán tài quy luật, mỗi lần tán tài thời điểm, Thiên Cương là mỗi lần thiết yếu chi vật. Sau đó còn có một loại đồng tử trạng hình cầu, vật kia là ta lần này muốn đổ vật. Tống Thư Hàng tay nhỏ lắc một cái, lại là ánh mắt. Ngoại trừ ánh mắt tử bên ngoài, liền không thể đổi điểm cái khác đặc sắc bảo vật sao. Cuồng Đao Tam Lãng, ha ha ha, nói lên ánh mắt, ta liền không thể không khiến đại gia biết ánh mắt đáng sợ bá Tống Huyền Thánh mắt trái biểu lộ. Mang thai đi, phàm nhân. Hệ thống nhắc nhở, Cuồng Đao Thất Lãng đã bị quần chủ cấm ngôn một giờ. Tam Lãng quần biệt danh, không biết lúc nào đổi thành Cuồng Đao Thất Lãng. Có lẽ, đây chính là hắn hôm nay đặc biệt lãng một trong những nguyên nhân. Thất Tu Thánh Quân, quần bên trong có thể tới đạo hữu đều đến, cái này Thiên Cương bị ẩn giấu đi, nhìn không quá rõ ràng. Bất quá ít nhất là trung phẩm phía trên cấp bậc, đáng giá một hồi. Mặt khác, phía dưới còn sẽ có không kém gì Thiên Cương bảo vật xuất thế. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, có thể liên hệ với Linh Điệp đạo hữu không, nếu như có thể rút thời gian, mời hắn cũng tới một chuyến. Không chỉ có là Linh Điệp Thánh Quân, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong tất cả bát phẩm huyền thánh, hắn đều muốn triệu hoán tới, trấn chàng tử. Thư Hàng tiểu hữu, người vị kia Xích Tiêu kiếm tiền bối, còn có thể phát huy chiến lực sao? Thất Tu Thánh Quân hỏi. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói. Rất tốt, mặt khác Bạch đạo hữu có ở đây không? Làm sao không thấy được hắn thượng tuyến, loại này náo nhiệt sự tình, hắn trước kia không phải thích nhất sao? Thất Tu Thánh Quân hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối tại 8 tấn 9 thế giới đỗi thiên kiếp, nếu như hắn không chơi chán, gần nhất có thể sẽ không xuất hiện. Thất Tu Thánh Quân, thiên kiếp không muốn mặt mũi a, mỗi ngày đỗi thiên kiếp. Nếu như muốn trấn chàng diện lời nói, có lẽ chúng ta cũng có thể phát huy được tác dụng. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Nàng và Đậu Đậu, nói thế nào cũng là nhân tiền hiển thánh cổ thánh. Mặc dù chiến lực nước, nhưng thánh ấn cùng thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả đều tại. Hỗn tại huyền thánh trong đống, xung nhân số, tăng cường bên dưới khí thế vẫn là không có vấn đề. Không chỉ có là nàng, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong có thánh hào tiền bối, số lượng không ít. Đến lúc đó một loạt bát phẩm hàng lởm huyền thánh chỉnh chỉnh tề tề ngồi, liền hỏi ngươi có hay không áp lực. Mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ là một đám toàn bộ người mang thánh ấn tu sĩ ngồi ở chỗ đó. Tại cái này trường sinh giả không ra, kiếp tiên tạm thời tị thế thời đại bên trong, ai cũng sẽ áp lực sơn đại. Cũng tốt, các ngươi trước tới cùng ta tụ hợp. Sau đó, chúng ta nhìn xem có cơ hội hay không, từ phê thiên nhân này trong tay đoạt lấy bảo vật. Nếu có cơ hội, đối bọn chúng một đợt thì tốt hơn. Thất Tu Thánh Quân nói. Tu sĩ đối với thiên nhân hoàn toàn không hảo cảm, song phương tự nhiên chỗ đối địch lập trường. Chỉ cần thiên nhân một ngày không bỏ bọn chúng đi săn kim đan mau bệnh, tu sĩ gặp gỡ thiên nhân cũng sẽ không chú ý xử lý đối phương. Bá Đao Tống Nhất, Thất Tu Tiền Bối,
thiên nhân số lượng có bao nhiêu. Thất tu thánh quân không có lập tức xuất thủ, xem ra thiên nhân tổng thể thực lực không tệ. Nhìn ra hơn ngàn, trong đó đại bộ phận là tứ phẩm tả hữu thực lực. Bất quá, ta mơ hồ cảm ứng được, thiên nhân bên trong có bát phẩm huyền thánh tọa chấn, là uy tín lâu năm bát phẩm. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn chúng ta trước tiên lui sau một số. Thất tu thánh quân trả lời, đây vẫn chỉ là thiên nhân bại lộ tại ngoài sáng trên lực lượng, nói không chừng tại cái kia hơn ngàn thiên nhân bên trong, còn hòa với cái khác bát phẩm cường giả. Thiên nhân bên trong gần nhất không có nhân tiền hiển thánh huyền thánh, sở dĩ nếu có bát phẩm xuất hiện, vậy ít nhất chính là ngàn năm trước lão huyền thánh. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, thất tu thánh quân, thiên nhân thành đàn ngưng tụ tin tức, có phải hay không bị người truyền bá ra ngoài rồi. Ma pháp cùng thánh quang hệ bên này đều nhận được có đại lượng thiên nhân ngưng tụ tin tức. Đã có một nhóm ma pháp cùng thánh quang hệ cường giả xuất động, tiến về Lan Tây đảo vị trí. Ma pháp cùng thánh quang hệ đối thiên nhân căm thù không có tu chân hệ mạnh như vậy, bọn hắn đến ngũ phẩm cảnh giới lúc, đồng dạng sẽ ngưng tụ ra cùng loại kim đan hạch tâm, nhưng đối với thiên nhân lực hấp dẫn hoàn toàn không tu sĩ kim đan như vậy lớn. Bất quá, đang nghe có đại lượng thiên nhân ngưng tụ thời điểm, vẫn có một nhóm người tu luyện khởi hành, tiến đến xem tình huống. Lệ Chi tiên tử, chúng ta cũng thế, ta cùng mật đào trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đạo hữu cùng cái khác tu luyện hệ thành viên. Tại hướng Lan Tây đảo vị trí tới gần. Vân Trung tiên khách nghi ngờ nói, chẳng lẽ nơi đây ẩn giấu đi thiên cương sự tình, tiết lộ ra ngoài rồi. Không quá giống, cảm giác người tới là hướng về phía thành đàn ngưng tụ thiên nhân mà đến, cũng không phải là bởi vì thiên cương sự. Ta nghe được có người trò chuyện lên chủ đề, đều cùng thiên nhân có quan hệ. Lệ Chi tiên tử trả lời. Đúng rồi, các tiền bối. Các ngươi nói, những thứ này thành đàn ngưng tụ thiên nhân. Có thể hay không cũng giống thiên cương đồng dạng, là bị ném ra hấp dẫn người bảo vật. Vũ Nhu tử đột nhiên não đại động mở. Đồng quái tiên sư, hẳn là sẽ không đi, thiên nhân nếu như là bảo vật, luôn cảm giác kéo xuống bảo vật cấp bậc. Tống Thư Hàng nhìn đến đây, cười ha ha một tiếng, nhịn không được trả lời, kỳ thật thiên nhân cấp bậc cũng không thấp, trong đó có bát phẩm thiên nhân đây. Nếu như hắn không phản kháng liền sẽ bị người thu hoạch, ngược lại là một kiện chí bảo. Cái này lúc, Điền Thiên đảo chủ Thượng Tuyến, biết thiên nhân tụ tập đạo hữu càng ngày càng nhiều, vừa rồi có rất nhiều người liên hệ ta, hỏi ta Điền Thiên đảo bên cạnh có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tin tức truyền lại vô cùng nhanh, tựa như là có người cố ý đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Rất rõ ràng, đây là có người cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đồng dạng, phát hiện thiên nhân cùng ẩn tàng thiên cương. Sau đó liền đem tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, muốn đem thế cục đảo loạn. Dễ lăn lộn nước mò cá. Ha ha, xem bộ dáng là có người ở chính giữa tác yêu. Tạo hóa pháp vương phát cái cười lạnh biểu lộ, xem ra, là ta mở ra yết hầu thời điểm. Tạo hóa tiền bối muốn ca hát, chờ một chút, cho ta cùng tống tiền bối một chút thời gian. Trước chờ ta ăn một chút gì, ta hiện tại thật đói. Ăn thủ bạch kim, ta lập tức liền đến. Linh điệp đảo Vũ Nhu tử lên tiếng nói. Tạo hóa đạo hữu là vũ khí bí mật. Không muốn lúc tối hậu trọng yếu vẫn là đừng xuất khẩu tương đối tốt. Bắc Hà tán nhân phát cái cơ trí biểu lộ. Tạo hóa pháp vương, các ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chỉ nói là ta gần nhất Phật Tông Sư Hống Công lại càng lên hơn một tầng lầu, là thời điểm đến giống một đợt. Cái này lúc, thất thu thánh quân phát biểu, toàn thể thành viên, có biến hóa. Đang chạy tới đạo hữu chú ý an toàn, ta cùng Hoàng Sơn đạo hữu lui nữa sau khoảng cách nhất định, chờ các ngươi tới tụ hợp. Trăng sáng bao lâu có, ta đến, thất tu tiền bối các ngươi ở đâu? Ta không thấy được các ngươi à. Đốt cái này lúc, Hoàng Sơn tôn giả truyền lên một cái tiểu thị tần. Trong video, từ cái kia sắp xuất thế thiên cương vị trí bên trong, có gần hơn 20 đạo quang mang dần hiện ra đến, phóng lên tận trời. Tại quang mang phía trên, chính là dọn xong đại trận hơn ngàn thiên nhân. Hoàng Sơn tôn giả thay đổi màn ảnh, 20 đạo quang mang toàn bộ là hung thú. Có toàn thân quấn quanh lấy lôi điện hung chim, có mọc đầy vảy đen rất tượng, có sau lưng mọc lên cánh khổng lồ con rết, lại có khôi lỗi hóa quái long. Mỗi một đạo quang mang bên trong, đều ẩn chứa một đầu hung thú. Mỗi một cái hung thú trên người đều tản ra viễn cổ khí tức, toàn thân như là pháp khí đồng dạng tản ra ánh sáng chói mắt. Mỗi một cái hung thú hình thái cũng khác nhau, duy nhất giống nhau địa phương chính là trán của bọn nó, đều có một con như bảo thạch thứ ba đồng tử.
từ nhục thân cường độ khí tức để phán đoán, cái này 20 con hung thú nên tại lục phẩm tả hữu cường độ. Nhưng trên thực tế, bọn chúng chiến lực cao hơn. 20 con hung thú sau khi xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng trên bầu trời thiên nhân. Bọn chúng dựa vào bản thân ngang ngược nhục thân, chống đỡ thiên nhân nhóm pháp thuật, mũi tên, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xâm nhập đến thiên nhân trong lưới, bắt đầu giết chóc, nuốt ăn thiên nhân. Nhóm này hung thú bày ra thực lực, đều có thất phẩm tôn giả cấp bậc. Bọn chúng xâm nhập thiên nhân đại trận bên trong, như sói lạc bầy dê. Thiên nhân chiến trận đại loạn. Tuyết lang động chủ, ây, đây quả thật là tán tài. Một màn này cùng thất tu tiền bối miêu tả tán tài hoàn toàn khác biệt a, rõ ràng là mất mạng. 20 con thất phẩm cấp bậc hung thú, cái này cũng không tốt đối phó. Kỳ quái, dĩ vãng tán tài ghi chép bên trong, chưa từng có ghi chép qua có hung thú sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm, đó cũng không phải tán tài. Thất tu thánh quân phát cái nhíu mày biểu lộ. Nếu như không phải tán tài, cái kia giải thoát lục tu trói buộc bảo vật, sẽ còn xuất hiện sao? Ta nghĩ, có phải hay không là bởi vì thiên nhân nhóm trái với tán tài quy tắc nguyên nhân? Vũ Nhu Tử ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng sao động, nếu là tán tài, cái kia tán tài cái vị kia tên là tiêu giao thần bí tồn tại, tự nhiên là muốn tán vui vẻ, để càng nhiều người đạt được bảo vật, sau đó để càng nhiều người hô to 666, dạng này tán tài thần bí tồn tại mới có thể từ đó đạt được vui vẻ. Mà thiên nhân hiện tại chiếm cứ tán tài vị trí cùng bảo vật xuất khẩu, muốn đem bảo vật một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó tán tài vị kia ném ra bảo vật, chẳng phải là đều muốn bị thiên nhân cướp đi. Những người khác cái gì cũng không chiếm được, tự nhiên là sẽ không gieo hò. 666 tự nhiên cũng liền không có. Cái này giống chúng ta phát hồng bao để cho người ta đoạt đồng dạng, nếu như hồng bao đều bị người dùng hách đoạt, không cướp được người cũng vô pháp ở một bên gọi 666, dạng này phát hồng bao người đương nhiên liền không vui. Vũ Nhu Tử một hơi phát mấy cái tin, đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Lệ Chi tiên tử, sở dĩ, vì trừng phạt thiên nhân nhóm trái với tán tài quy tắc, vị kia tán tài thần bí tồn tại, mới có thể phóng xuất ra đám hung thú này, cho thiên nhân một bài học. Khả năng này rất lớn a. Nếu thật là nếu như vậy, vậy chúng ta có lẽ vừa vặn tránh khỏi một kiếp, thiên nhân thành chúng ta vết xe đổ. Bắc Hà tán nhân nói nếu như không có thiên nhân, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu hẳn là cũng sẽ chiếm lấy tán tài bảo vật cửa ra vào, đem tất cả bảo vật mang đi. Chúng ta tiếp tục quan sát xuống dưới, nhìn xem sự tình sẽ có hay không có mới chuyển cơ. Thất Tu Thánh Quân nói, lúc này, thiên nhân tôn này bát phẩm, hẳn là muốn xuất thủ. Hoàng Sơn tôn giả một lần nữa điều chỉnh góc độ, bắt đầu quay chụp. Thiên nhân nhóm tại trải qua thời gian ngắn rối loạn về sau, rất nhanh khôi phục chiến trận. Chiến trận lực lượng ngưng tụ thành hình, hóa thành tấm võng lớn màu đỏ ngòm chụp vào cái kia 20 con hung thú. Mặt khác, có 3 tôn thất phẩm cấp thiên nhân xuất hiện, cầm trong tay pháp khí, bắt đầu đánh giết đám hung thú này. Thất phẩm thiên nhân, cùng tứ phẩm, ngũ phẩm hoàn toàn khác biệt. Tứ, ngũ phẩm thiên nhân, bộ dáng hầu như đều một cái dạng. Tựa như là dây chuyền sản xuất trên sản xuất hàng loạt đi ra, Tống Thư Hàng nhìn lấy tứ, ngũ phẩm thiên nhân lúc, đều có loại mặt manh cảm giác. Mà mấy vị này thất phẩm thiên nhân, phong cách vẽ duy mỹ, trên người hiện ra thất thải bảo quang. Bọn chúng tại chiến trận phối hợp xuống, rất nhanh liền đánh chết mấy cái hung thú. Mà đám hung thú này bị đánh giết về sau, cũng không để lại thi thể. Mà là trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tán không thấy. Bọn chúng cũng không phải thật sự là hung thú, mà là sử dụng pháp thuật ngưng tụ thành hình triệu hoán thú. Hoàng Sơn tôn giả đem thiên nhân cùng hung thú ở giữa chiến đấu hình ảnh, thông qua trực tiếp phương thức tại quần bên trong phát ra. Trăng sáng bao lâu có, nguyên lai Hoàng Sơn tiền bối các ngươi ở cái này góc độ, ta tìm tới các ngươi. Ta lập tức cùng các ngươi tụ hợp. Đám hung thú này đều là pháp thuật tạo thành, xem ra Vũ Nhu Tử suy đoán rất đúng. Thất Tu Thánh Quân tổng kết nói. Bắc Hà tán nhân, nếu thật như thế, cái kia một hồi chúng ta từ tán tài ở bên trong lấy được bảo vật thời điểm. Kêu to 666, vị kia tán tài thần bí tồn tại có thể hay không vui vẻ, lặng lẽ cho chúng ta càng nhiều bảo vật. Thật là có khả năng này. Đông Phương Lục tiên tử nói, bất quá làm như thế, muốn vứt bỏ lòng xấu hổ mới được. Đồng quái tiên sư, lòng xấu hổ cùng bảo vật so ra, đương nhiên là bảo vật quan trọng hơn á.
Lòng xấu hổ là cái gì? Thứ này, đồng quái từ lúc vừa ra đời liền không có qua. Trong nhà ăn, Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử, cô nương này tư duy đặc biệt nhảy vọt, lại có bài thi thiên phú. Hai cái thuộc tính vừa kết hợp về sau, đối mặt một số nan đề, nàng tổng là có thể cho người ta một đáp án bất ngờ. Bất quá, tu chân giới lớn, thật sự là loại hình gì đại lão đều có. Có rõ ràng thân là trường sinh giả cảnh giới, vẫn còn tại chăm chỉ không ngừng khắp nơi bôn ba bán đồ cái gì đều có thể bán đại lão. Còn có vị này thực lực không rõ, nhưng là ưa thích tán tài, ưa thích nghe người ta gọi 666 tiêu dao. Còn có rõ ràng thân là nho gia đại lão, nhưng dù sao đang nghiên cứu mang thai ngưng thị, song bào thai ngưng thị, tam bào thai, tứ bào thai thánh nhân. Tống Thư Hàng tiếp xúc tu chân giới đại lão, tổng cho hắn một loại không làm việc đàng hoàng ảo giác. Vũ Nhu Tử, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tống Thư Hàng lại quay đầu đối Đậu Đậu kêu lên, Đậu Đậu, xuất phát. Sở Sở ngươi tới trước hạch tâm thế giới tránh một chút. Được rồi sư phụ, Sở Sở gật đầu nói. Đậu Đậu vội vàng nói, ta cũng cùng Sở Sở cùng đi tránh một chút, đối mặt hàng ngàn hàng vạn thiên nhân, ta cái này ngũ phẩm tiểu yêu chó không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Không được, Đậu Đậu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi thế nhưng là Đậu Đậu cổ thánh đây. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, ta cũng sẽ không một mực cho ngươi ăn nhà ta đệ tử đậu hũ cơ hội. Tống tiền bối, ta còn không ăn đây. Vũ Nhu Tử nói, nàng thật sự rất đói, bụng đều tại ục ục gọi. Nàng lại không muốn ăn tích cốc đan, rất khó ăn. Không có việc gì, chúng ta vừa đi vừa ăn. Tống Thư Hàng nói, đem Hà Long thần hành chiến xa từ bản mệnh linh hồ bên trong triệu hoán đi ra. Sở Sở thức ăn đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần đem cái bàn cũng dọn đến Hà Long thần hành chiến xa bên trên, vừa đi, vừa uống, vừa ăn. Mà lại vừa ăn một bên có thể ngắm phong cảnh, nhiều hưởng thụ. Nói, Tống Thư Hàng trực tiếp đem một chương nhà hàng cái bàn, đem đến Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Vũ Nhu Tử lập tức nhãn tình sáng lên, Tống tiền bối biện pháp tốt. Nàng phối hợp với rời mấy đầu trên ghế đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chú ý hình tượng A, một hồi ra sân thời điểm, thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh cùng thiên niên đệ cửu thánh Linh Điệp Tử ngồi trên xe ăn cơm ra sân, đến lúc đó hình tượng này còn thế nào vãn hồi. Các ngươi không phải nói phải dùng hàng lởm huyền thánh khí thế áp chế toàn trường sao? Vừa ăn vừa ra sân phương thức, trực tiếp sẽ để cho các ngươi khí chàng yếu hơn một nửa. Đúng rồi, tạo hóa tiên tử. Tống Thư Hàng ôm lấy Tiểu Âm Trúc, lại lên tiếng kêu. Tạo hóa tiên tử cái đầu nhỏ từ Tiểu Âm Trúc trên người toát ra. Thánh nhân chi nhãn ta mượn dùng một chút, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, hôm nay nói không chừng hắn lại phải đăng tràng. Xích Tiêu kiếm. Ngươi muốn làm gì? Tống A A tạo hóa tiên tử A nửa ngày sau, không ngu ngốc. Tống Thư Hàng. Cái này lúc, công đức xà mỹ nhân tay nhỏ đột nhiên từ hạch tâm thế giới bên trong xuyên ra. Sau một khắc bàn tay nhỏ của nàng đặt tại Tống Thư Hàng trên mắt trái. Tay nhỏ trượt đi, Tống Thư Hàng mắt trái liền bị công đức xà mỹ nhân hái đi. Gỡ xuống Tống Thư Hàng mắt trái về sau, công đức xà mỹ nhân tay nhỏ lùi về đến hạch tâm thế giới, một lần nữa bện cái kia hạch tâm mạng lưới. Sau đó, tạo hóa tiên tử lấy ra nho ra thánh nhân chi nhãn, nhẹ nhàng đè vào Tống Thư Hàng trong mắt trái. Đồng thời hai cái chỉ dũ thuật đi lên. Tống Thư Hàng hốc mắt liền tiếp nạp thánh nhân chi nhãn. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, ta đều đối cái chàng diện này cực độ không thích ứng. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng chớp chớp mắt trái của chính mình, hiện tại hắn thân thể đã thích ứng nho ra thánh nhân chi nhãn. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ cảm giác nho ra thánh nhân chi nhãn so với chính mình con mắt còn thoải mái. Quen thuộc liền tốt, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Sau đó chính là cảnh tượng hoành tráng. Thánh nhân chi nhãn lúc nào cũng có thể phát huy được tác dụng. Tạo hóa tiên tử, quen thuộc thật sự là đáng sợ đồ vật. Đặc biệt là làm ngươi quen thuộc một người thời điểm. Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử lại chui trở về Tiểu Âm Trúc thân thể. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, trước đem Tiểu Âm Trúc cùng Sở Sở cùng một chỗ chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Chờ tạo hóa pháp phương thật sự muốn mở miệng ca hát thời điểm, hắn lại đem tạo hóa tiên tử đưa trở về cũng không muộn nha. Hà Long thần hành chiến xa, phóng lên tận trời. Trên chiến xa, một bàn, bốn ghế. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu,
cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối đều chiếm một góc. Vừa ăn, vừa uống, vừa đi. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bá Đao Tống Nhất, các tiền bối, chúng ta cũng xuất phát. Có đến từ các nơi người tu luyện đều chạy tới, một hồi ra sân thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thất Tu Thánh Quân nói. Hoàng Sơn Tôn Giả trực tiếp hình ảnh bên trong, thiên nhân nhóm đã xử lý cái kia 20 chỉ hung thú. Nhưng khi bọn chúng thật vất vả đem 20 chỉ hung thú giải quyết thời điểm. Từ dưới đáy thiên cương vị trí, lại có 40 đạo quang mang chui ra. 40 con hình thái khác nhau, thực lực cường hãn hung thú hiển hiện, đồng dạng cưỡng ép chui vào thiên nhân trong trận doanh, mạnh mẽ đâm tới. Lần này, vị kia bát phẩm thiên nhân xuất thủ. Trong video, vị kia bát phẩm thiên nhân hiện thân, so với thất phẩm thiên nhân đến, tôn này bát phẩm thiên nhân càng xinh đẹp hơn, càng thêm mỹ hình. Mà lại bát phẩm thiên nhân phong cách vẽ, tự cùng tác phẩm nghệ thuật giống như, rất phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Bát phẩm thiên nhân hiện ra chân thân thời điểm, so với chung quanh phổ thông thiên nhân cao hơn ra gấp 3, hạc giữa bầy gà. Cùng thất phẩm thiên nhân đồng dạng, nàng vừa hiện thân tự mang quang hiệu, cái này quang hiệu đặc biệt chướng mắt. Nàng vừa ra tay, trong hư không có vô số quang mâu xuất hiện, một hơi đem 40 con hung thú đóng đinh khóa chặt. Chung quanh thiên nhân cùng nhau tiến lên, đem 40 con hung thú chém giết. Huyền nữ môn vân tước tử, là ai đang trang? Bức, sáng mù. Bắc Hà tán nhân, tam lãng. Bởi vì cái này nói chuyện phiếm phương thức, rõ ràng không phải huyền nữ môn vân tước tử tiền bối phong cách. Tam lãng gia hỏa này bị Hoàng Sơn tiền bối cấm ngôn, sở dĩ đăng vân tước tử tiền bối tài khoản. Quả nhiên, vân tước tử bây giờ đang tam lãng chỗ này. Bá Đao Tống Nhất, Vọng Thiên. Thư Hàng phát hiện cái gì? Lệ Chi Tiên Tử hỏi. Bá Đao Tống Nhất, cái này thiên nhân, có lẽ ta biết. Lần trước hắn tại hoàn thành bắt thiên nhân nhiệm vụ quá trình bên trong, có mấy cái thiên nhân bị bắt lúc, bọn chúng cái chán mã QA đột nhiên thả ra một màn ánh sáng, hỗn hợp hình chiếu ra một tôn thiên nhân cao thủ hình ảnh. Chính là trước mắt cái này bát phẩm xinh đẹp phảng phất là tác phẩm nghệ thuật thiên nhân. Người đối qua hắn, Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Bá Đao Tống Nhất. Không có đâu, ta cùng hắn chỉ là cách hình chiếu gặp mặt một lần, làm sao đổi. Bất quá, ta lúc ấy dùng viễn cổ ngôn ngữ mắng hắn một câu choáng váng nha. Về sau hắn kỷ lý oa lạp dùng viễn cổ ngôn ngữ hồi phục ta, ta nghe không hiểu. Học được một môn ngoại ngữ là tương đối quan trọng, đặc biệt là thông dụng hình ngoại ngữ. Nếu có một ngày, chư thiên vạn giới đều sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Thôi được rồi, như thế liền thật không có thú vị. Cái kia, các ngươi có ai muốn thiên nhân sao? Còn sống loại kia, ta vừa rồi muốn cùng thất thu tiền bối tụ hợp thời điểm, trên đường đi nhặt được mấy cái tứ phẩm thiên nhân, còn sống. Ta liền đem bọn chúng mang tới. Trăng sáng bao lâu có? Diệt Phượng công tử, vậy ngươi không phải là đỗi sao? Ngôn ngữ trên một chút mà thôi, hơn nữa còn là cách hình chiếu, cũng không tính là đỗi a. Tống Thư Hằng nói, a, Diệt Phượng tiền bối ngươi đã đến. Ta nhìn thấy ngươi, nếm qua không, muốn hay không tới cùng ta cùng một chỗ ăn một chút gì. Diệt Phượng công tử. Hắn kỳ thật trước kia liền chạy tới phụ cận, bởi vì Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đại gia đã hẹn muốn cùng một chỗ mở yến hội, sở dĩ hắn sớm chạy đến, cũng đem bản thân nhưỡng một nhóm tiên nhưỡng mang đến, chuẩn bị tại trên yến hội sử dụng. Sở dĩ, tại thất tu tiền bối phát ra triệu hoán về sau, hắn trước tiên đuổi tới hiện trường. Hắn vừa quay đầu. Liền thấy nơi xa có một cỗ Hà Long thần hành chiến xa từ xa đến gần. Trên chiến xa, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, đang ngồi ở tiểu bàn vuông bên cạnh, vừa ăn một bên bay lên, đắc ý. Diệt Phượng công tử nghĩ nghĩ, cảm giác mình vẫn là giả bộ như không biết mấy người bọn hắn tương đối tốt. Diệt Phượng tiền bối, bên này, Tống Thư Hàng hét lớn. Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, thêm một chén nữa. Tống Thư Hàng tiếp nhận Vũ Nhu Tử bát, xoay người tại bên trên cái nồi bên trong sới cơm. Đậu Đậu, Gâu, Diệt Phượng, mau tới đây nha, tới khoái hoạt nha. Diệt Phượng công tử, thịnh tình không thể chối từ. Hắn đẩy kính mắt, thở dài bay tới. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhẹ nhàng bay tới Tống Thư Hàng trên lưng, đem vị trí nhường lại cho Diệt Phượng công tử. Tạ ơn Xích Tiêu kiếm tiền bối, Diệt Phượng công tử nói. Đối phương thế nhưng là trường sinh giả thần binh, cần thiết tôn kính không thể thiếu. Diệt Phượng A, nhiều năm như vậy,
cảnh giới của ta cuối cùng đuổi ngang ngươi. Hiện tại, ta cũng ngũ phẩm. Đậu Đậu song chảo bén nhạy cắt lấy bò bít tết, đồng thời khóe miệng lộ ra sinh động cười tà. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, sở dĩ, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Đậu Đậu khắc tinh cái danh xưng này, hôm nay ta muốn từ trên người ngươi đoạt lại. Đậu Đậu vỗ vỗ lồng ngực. Diệt Phượng công tử, a a a a. Đừng cười, ta cho ngươi xem một vật. Đậu Đậu há miệng, yêu đan từ trong miệng lóe lên, nhìn thấy chưa, thất thải yêu đan. Nhìn thấy chưa, chín đan văn. Thế nào, sợ không? Nhìn thấy Đậu Đậu khoe khoang bản thân yêu đan, Tống Thư Hằng chẳng biết tại sao, muốn bắt trước Đậu Đậu. Hắn cũng thử há miệng ra. Sau đó, phì kình kim đan từ trong miệng hắn bật đi ra. Vũ Nhu tử. Diệt Phượng công tử. Đậu Đậu, ngọa thảo. Tu sĩ kim đan cùng yêu tu yêu đan, mặc dù là cùng một cái cảnh giới đồ vật. Nhưng trên bản chất vẫn có khác biệt được không? Yêu tu yêu đan, vẫn là yêu tu một loại phương thức công kích. Một số hoang dại yêu tu, ép trực tiếp đem bản thân yêu đan phun ra công kích địch nhân. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người tu sĩ nào kim đan, có thể giống yêu đan đồng dạng từ trong miệng phun ra được không? Phì kình kim đan trong hư không nhảy nhót lấy, cái đuôi không ngừng đập động. Đồng thời, từ hắn đỉnh đầu lỗ bên trong phun ra một trận thanh tuyền, phun ra tất cả đều là tinh khiết linh lực. Tống Thư Hàng bản thân cũng là một mặt mộng ép. Bất quá một lát sau, hắn học Đậu Đậu, nhìn thấy chưa, phì kình kim đan. Nhìn thấy chưa, cửu long văn. Nhìn thấy chưa, cá voi trên người đầu này tinh lộ kết cấu. Có soái hay không? Đậu Đậu, nhật ngươi. Hắc hắc, Tống Thư Hàng há miệng ra, lại đem phì kình kim đan nuốt xuống. Ni mã, chính hắn giật nảy mình. Bên cạnh Vũ Nhu tử để chén cơm xuống, nàng học Tống Thư Hàng dáng vẻ, hé miệng, đầu lưỡi nhếch lên, a lấy khí. Nhưng nàng kim đan, cũng không có đụng tới ý tứ. Vũ Nhu tử một trận thất lạc. Tích tích. Cái này lúc, Cửu Châu Nhất Hào Quần, lại truyền tới tin tức. Hoàng Sơn tôn giả, toàn thể thành viên, thiên nhân lui về phía sau. 40 con hung thú bị thiên nhân rảo sát về sau. Lần này một hơi có gần 200 con hung thú bị phun ra. Hung thú mỗi giết một đợt, số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Thiên nhân nhóm đành phải lui lại một khoảng cách. Tại bọn chúng lui lại ra đầy đủ cự ly về sau, những hung thú kia liền đình chỉ truy kích. Xem ra, thật cùng Vũ Nhu tử đoán đồng dạng, tán tài có tán tài quy tắc, Bắc Hà tán nhân nói. Chỉ là không biết tán tài, chừng nào thì bắt đầu. Ích, ích, đồng quái tiên sư. Vậy lúc nào thì bắt đầu tán tài? Chờ tán tài lúc mới bắt đầu, ta liền chuẩn bị gọi 666. Tính hắc quẻ ngươi đến rồi. Thất sinh phù phủ chủ hỏi đồng quái gia hỏa này, mỗi lần xuất hiện bộ dáng cũng khác nhau, nếu như hắn đã xuất hiện lẫn trong đám người, ai cũng không nhận ra hắn. Đồng quái tiên sư, kha 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 kha. Tiên sư ngươi thật đúng là chuẩn bị gọi 666. Đợi đã, ta trước cảnh cáo ngươi. Một hồi tại tán tài bên trong gọi 666 thời điểm, người tuyệt đối không cho phép biến thành hình dạng của ta. Đông Phương Lục tiên tử nói. Sợ là sợ đến lúc đó đồng quái tiên sư biến thành hình dạng của mình, sau đó không biết xấu hổ lớn tiếng vuốt mông ngựa. Làm mất mặt người khác, xấu hổ người khác hổ thẹn, lừa bảo vật của mình. Tiên sư dịch dung thuật quá quỷ dị, liền bát phẩm huyền thánh đều không thể khám phá hắn dịch dung, có trời mới biết là thế nào làm được. Tô thị A thất, ta đại đao đã đói khát khó nhịn biểu lộ. Lưu Huỳnh tiên tử, lần này cầu tiên sư buông tha, người ta gần nhất đang chuẩn bị thử tìm đạo lữ, phải chú ý hình tượng. Đậu Đậu cổ thánh, các ngươi đều đừng nói chuyện, một khi nói chuyện, liền sẽ bị tính hắc quẻ ghi tạc trên danh sách. Nói không chừng đến lúc đó liền dịch dung thành hình dạng của các ngươi. Đến dịch dung thành ta đi, tính hắc quẻ. Sau đó chúng ta cùng một chỗ gọi gâu gâu gâu. Bắc Hà tán nhân. Ha ha ha, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thay đổi thành hình dạng của các ngươi. Đồng quái tiên sư ngón tay linh hoạt tại trên bàn phím sao động lấy, nhếch miệng lên, phải đổi, ta cũng chỉ lại biến thành lão Bắc Hà dáng vẻ. Vân Trung tiên khách. Bắc Hà tán nhân, đại gia ngươi, hôm nay ta trêu chọc ngươi rồi. Mặc dù tính hắc quẻ đổi bản thân là chuyện thường ngày, nhưng gần nhất hắn đổi bản thân số lần có chút quá chăm chỉ a. Ta chính là muốn để ngươi biết. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Đồng quái tiên sư nhếch miệng lên, giơ lên một cái đẹp mắt đường cong, tiếp theo,
hắn thuận tay tại quần bên trong phát cái 100 nguyên khẩu lệnh hồng bao. Hồng bao khẩu lệnh, ta chính là muốn để Bắc Hà ngươi biết, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Hồng bao vừa phát ra đến, liền bị dây lát đoạt trống không. A, ta vẫn là lần thứ nhất tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong nhìn thấy phát hồng bao. Tống Thư Hằng nói, hắn thật vất vả đem bản thân phì kình kim đan nuốt xuống, nuốt trở về thời điểm hắn toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không cẩn thận cắn nát phì kình kim đan. Kết quả, bỏ qua hồng bao. Tống Thư Hằng nhập quần đến bây giờ, liền không có gặp người phát qua. Hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể là đối Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thành viên tới nói, hồng bao chút tiền nhỏ kia thật không có có lực hấp dẫn. Đồng quái tiên sư, trước kia cũng có phát qua, lúc sau Tết có phát. Đúng rồi, Thư Hằng tiểu hữu ngươi là năm nay vừa thêm quần, ăn Tết lúc không ở. Ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Đồng quái tiên sư nói tiếp, chúng ta tại Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân danh nghĩa tài khoản, có linh thạch tồn chữ tài khoản, lấy ngũ phẩm linh thạch làm tiêu chuẩn, cướp được hồng bao đến lúc đó có thể đến Vũ Nguyệt tiền bối nơi đó hối đoái thành linh thạch. Hồng bao 100 nguyên, đại biểu 100 khối ngũ phẩm linh thạch. Cướp được có thể đến Vũ Nguyệt tiền bối cái kia đổi thành linh thạch. Dạng này không phải rất phiền phức sao? Tống Thư Hằng hỏi. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, là có hơi phiền toái. Đúng vậy à, ta còn phải chuyên môn dùng một cái khôi lỗi phân thân chằm chằm vào quần bên trong hồng bao, có hồng bao liền phải đưa chúng nó thống kê đi ra. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân ngoi đầu lên nói. Bất quá lần trước ăn Tết lúc, mấy vị tiên tử cướp được linh thạch hồng bao, đều ở ta nơi này đổi. Sở dĩ, ta cũng coi là thích thú. Tống Thư Hằng. Kỳ thật, chúng ta đang đợi quần bên trong vị đạo hữu kia tấn thăng cửu phẩm về sau, đến lúc đó liền có thể lợi dụng hắn không gian lực lượng, khai phát chân chính linh thạch hồng bao chương trình. Đến lúc đó ai một cướp được hồng bao, linh thạch có thể siêu một chút thông qua không gian lực lượng, chính xác truyền tống đến mỗi vị cướp được hồng bao đạo hữu bên người. Đó mới thú vị, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân lại nói. Kiếp tiên không gian lực muốn như thế dùng, chư thiên vạn giới kiếp tiên đều sẽ khóc được không? Lời tuy như thế, Tống Thư Hằng lại nhìn không được nhắc nhở, Bạch tiền bối có không gian năng lực. Bạch đạo hữu không được, hắn không phải nhân tuyển thích hợp. Vũ Nguyệt Chân Quân nói, hắn ưa thích sự vật mới mẻ, mặc dù rất có trách nhiệm tâm, nhưng nếu để cho hắn khô khan tiến hành hồng bao thống kê cùng gửi đi hồng bao. Chúng ta không nỡ. Tống Thư Hằng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói Bạch tiền bối tính cách không thích hợp khô khan công tác. Eo đau quá, vọt đến. Cái này lúc, Lệ Chi tiên tử nói, ta đến, tán tài còn chưa bắt đầu. Ta nhìn thấy ngươi, ngay lập tức đi tiếp ngươi. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Trăng sáng bao lâu có, ta cũng đến có một hồi. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử, trăng sáng bao lâu có, tiền bối. Ta cũng nhìn thấy ngươi. Trăng sáng bao lâu có, cảm động ôm đầu khóc giống biểu lộ, Vũ Nhu tử cô nương, ngươi thấy ta lên tiếng. Hừm, thấy được, Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử trả lời. Trăng sáng bao lâu có đạo hữu lập tức cảm động đến nói không ra lời. Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Tống Thư Hằng bốn người nhìn qua nơi xa tụ hợp Lệ Chi tiên tử cùng Hoàng Sơn tiền bối một đoàn người. Vũ Nhu tử nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đang muốn theo Lệ Chi tiên tử ảnh chân dung nàng, kết quả không cẩn thận đè vào phía dưới cái này tiền bối ảnh chân dung. Tốt tại ta cơ trí trả lời hắn, lại nói vị này trăng sáng đạo hữu lời nói, kém chút bị ta xem nhẹ đi qua, thật kỳ quái. Tống Thư Hằng. Tụ tập người đã càng ngày càng nhiều. Diệt Phượng công tử lên tiếng nói. Không chỉ là Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, còn có các hệ người tu luyện, đều tại tụ tập. Thậm chí... Trong đó có rất nhiều người tu luyện nhận được tin tức thời gian, tựa hồ so Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu còn phải sớm hơn. Vũ Nhu tử ngẩng đầu lên tiếng nói, sở dĩ, đây quả thật là thất tu tiền bối trong miệng tán tài sao. Thiên nhân, đến từ phụ cận đại lượng người tu luyện, còn có những hung thú kia. Luôn cảm giác chuyện này, đã không phải là tán tài đơn giản như vậy. Có phải hay không là có ai bày ra cục, dùng bảo vật làm mồi nhử đồng dạng. Hấp dẫn tất cả mọi người tới. Tống Thư Hằng có chút lo lắng nói. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, ngươi cũng nghĩ đến khả năng này, không tệ, Thư Hằng. Xem ra ngươi cẩn thận tính cách còn có chút còn sót lại. Kỳ thật ta một mực rất cẩn thận, Tống Thư Hằng trả lời. Chỉ là thường thường có một số việc kiện, ta
ta cẩn thận nữa cũng không có cái dám dùng, những sự tình kia kiện đều là nhất lực hàng thập tuệ loại hình, dẫn đến ta cẩn thận thiên phú căn bản không có thi triển chỗ trống. Phải nhắc nhở bên dưới quần bên trong các tiền bối sao? Vũ Nhu Tử nói. Đang lúc cái này lúc, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, huyền nữ Môn Vân Tước Tử lên tiếng nói, toàn thể thành viên. Đúng, một hồi tán tài lúc mới bắt đầu, ta lên trước. Các ngươi ở bên ngoài trước ngốc lấy, không muốn tùy ý tiến vào tán tài phạm vi. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng nhắc nhở, Vân Tước Tử tiền bối, ngài bây giờ không phải là bất tử thân, loại chuyện này. Vẫn là ta tới đi. Trên người hắn chí ít còn có cái phục sinh. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, không cần lo lắng, ta lần này trên người mang theo 3 cái phục sinh. Đại gia không cần hoảng, kỳ thật lần này ta xin phép nghỉ đi ra lúc, vì quần bên trong đại gia tập thể tính một quẻ. Đồng quái tiên sư nói. Bắc Hà tán nhân nhìn thấy câu nói này, biến sắc, không cần phải gấp gáp. Tính một quẻ, đại cát. Không, là đại hung. Đồng quái tiên sư bình tĩnh nói, hôm nay ta, vẫn có chút AC đếm được. Sở dĩ, an tâm a. Đông Phương Lục tiên tử, vô thượng ma tôn, tiên sư người đây là thừa nhận bản thân tính hắc quẻ thuộc tính. Ngươi không phải ta biết đồng quái. Bắc Hà tán nhân, dùng chân tính toán. Lấy tay, chính chính thường thường phương thức tính toán. Điềm đại hung, hiện tại hài lòng sao? Đồng quái tiên sư tựa hồ cam chịu, ta chỉ dùng chân tính qua một lần. Ân, 3 lần, mà lại dùng chân tính chỉ là chơi đùa tính chất, ta cơ bản không dạng này chơi. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, bao nhiêu cấp điểm đại hung? Tam lãng đừng có dùng Vân Tước Tử tiền bối hào phát biểu, không hài hòa cảm giác rất mạnh, tạ ơn. Lệ Chi tiên tử nhắc nhở. Thất sinh phù phủ chủ, chẳng biết tại sao, trong lòng lập tức ổn. Đây là ta năm nay gặp gỡ thoải mái nhất một quẻ đại hung chi quẻ. Diệt Phượng công tử, ta cũng thế. Tính hắc quẻ, người hôm nay thật sự không ăn sai thuốc. Bắc Hà tán nhân nhìn không được hỏi. Lão Bắc Hà thật có chút lo lắng, bởi vì luôn cảm giác hôm nay Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có mấy vị đạo hữu trạng thái không đúng. Tỷ như tam lãng, hôm nay rõ ràng lãng quá mức. Lại như so hiện tại đồng quái, nhưng lại cam chịu. Còn có vừa rồi, Vũ Nhu Tử lại nhưng đem tiềm phục tại quần bên trong trăng sáng bao lâu có cư sĩ tìm cho ra. Nếu như không phải nhìn thấy Vũ Nhu Tử tin tức, hắn đều muốn bỏ lỡ trăng sáng bao lâu có cư sĩ phát biểu. Luôn cảm giác hôm nay có đồ vật gì, tại ảnh hưởng Cửu Châu Nhất Hào quần trạng thái. Hôm nay hết thảy đều quá khác thường. Lão Bắc Hà ngươi làm gì một mực đối ta? Đồng quái không phục nói, có phải hay không ta không đối ngươi, ngươi toàn thân không thoải mái. Bắc Hà tán nhân. Ta chỉ là có chút lo lắng mấy người các ngươi ra hỏa trạng thái nhưng câu nói này hắn có thể nói không ra miệng. Thất Tu Thánh Quân lên tiếng nói, đại gia tụ tập về sau, đến nơi này của ta nhận lấy một chương hộ thân phù. Đây là ta tấn thăng huyền thánh, đối pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ sau chế tác bùa hộ mệnh, nếu có nguy hiểm, có thể thay đại gia ngăn lại một chút thời gian. Thất Tu Thánh Quân truyền thừa đến từ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, hắn chế tác hộ thân phù kỹ thuật bên trong. Kỳ thật còn có ban văn long thiên đạo chế phù thủ pháp. Chế ra phù bảo, khối lượng phi thường cứng. Mặt khác, ta chỗ này còn có một chút đồ tốt. Đồng quái tiên sư tiếp tục nói, ta tại xin phép nghỉ trước khi đi, mang theo một chồng ngẫu nhiên không gian truyền tống bài. Số lượng vừa vặn không sai biệt lắm nhân thủ một cái, một hồi ta phát cho đại gia, một khi gặp gỡ nguy hiểm liền bóp nát, hắn sẽ đem đại gia trực tiếp thông qua không gian lực lượng ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Không gian hình phù bảo, là bảo mệnh đồ tốt. Tống Thư Hàng, đúng rồi, đến lúc đó mời Diệt Phượng tiền bối cho tất cả mọi người đến một phát vỡ vụn một chỗ, tất cả mọi người chuyển hóa làm dịch thể trạng thái. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn dù là bị chém ngang lưng cũng không cần sợ. Phi thường thực dụng. Diệt Phượng công tử khóe miệng co giật, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi, bên trong thiên phú của ta về sau, còn có thể dùng biến dị cương thủ duy trì hình người. Bình thường bên trong thiên phú của ta về sau, đều là hóa thành một bãi chất lỏng, căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình người được không? Tố tố tâm hệ thương sinh, trên người của ta có một ít long mạch mảnh vỡ, đến lúc đó đại gia mang một ít đến trên người, có thể gia tăng khí vận. Vân Trung tiên khách, xem ra, ta cũng phải bộc lộ tài năng. Ta lần này bế quan thời điểm, đem một loại hộ thể ma văn tu luyện thành công. Một hồi cho các ngươi tất cả mọi người thêm một cái. Tán tài xem ra muốn bắt đầu,
một hồi tiến vào tán tài phạm vi về sau, mọi người chú ý cùng ta giữ liên lạc. Nếu như ta nói lúc rút lui, không muốn do dự, lập tức kích hoạt ta cho đại gia phù bảo phòng ngự, trước tiên rút lui. Thất tu thánh quân. Đang lúc thất tu thánh quân tại quần thảo luận xong lời này thời điểm, từ cái kia thiên cương chung quanh, có một đống lớn ánh sáng phun ra tới. Hào quang chói mắt, bị phun đến không trung, lại như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Phun trào phạm vi cực lớn, đem ở đây tất cả tu sĩ cùng thiên nhân đều bao phủ trong đó. Là linh thạch, thất tu thánh quân lên tiếng nói. Những thứ này như mưa rơi rơi xuống, tất cả đều là linh thạch. Bất quá, phẩm cấp cũng không cao, chỉ là tứ phẩm tả hữu linh thạch. Đại gia tiện tay chảo một cái, đem bên cạnh mình linh thạch bắt lấy. Tại cái này đợt tứ phẩm linh thạch phun trào hoàn tất về sau, cái kia thiên cương cũng bắt đầu chậm rãi hướng lên hiển hiện. Ở đây đại bộ phận người tu luyện cùng thiên nhân, không tự chủ được hướng về tán tài phạm vi tới gần. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, ngược lại lui về sau một số, trước tụ tập lại một chỗ, thoát ly tán tài phạm vi. Thất tu thánh quân trước đem phù bảo gửi đi cho đám người. Một vị không quen biết thiếu niên, đồng dạng mặt mỉm cười đem từng cái lệnh bài phát cho Cửu Châu nhất hào quần thành viên là đồng quái tiên sư. Chỉ là không biết hắn hiện tại thiếu niên bộ dáng là ai bản thể. Tống Thư Hàng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Trung tiên khách cùng Tố Tố, đồng dạng đem long mạch mảnh vỡ cùng hộ thể ma văn cho mỗi vị đạo hữu phụ bên trên. Các loại phòng ngự biện pháp, các loại bắp tăng mắc, còn có chạy trốn thủ đoạn. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, làm xong tất cả chuẩn bị. Một hồi nếu là có cơ hội, chúng ta tranh thủ đem thiên cương cướp đến tay. Thất tu thánh quân nói. Lệ chi tiên tử, còn có thất tu tiền bối người muốn giải trừ lục tu tiên tử trói buộc bảo vật. Chúng ta chuẩn bị một chút, tại thiên cương lúc xuất thế liền xuất thủ. Mặc dù có đồng quái quái toán tại, nhưng chúng ta không nên khinh thường, chú ý cẩn thận. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Cuồng đao tam lãng, yên tâm đi, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Kỳ thật ta hôm nay tương đối lo lắng chính là tam lãng ngươi. Hoàng Sơn Tôn giả thở dài. Đợt thứ hai tán tài tới, Tống Thư Hàng nói. Chỉ thấy từ cái kia thiên cương chỗ, lại có quang hoa phun ra. Lần này phun ra chính là pháp khí. Có nhìn qua rất cổ lão trống, còn có thanh đồng đăng, to lớn đan lô, phi kiếm, bảo đao. Chủng loại phong phú, bất quá pháp khí phẩm cấp đồng dạng không cao, phần lớn là tứ phẩm tả hữu. Ta đi lên trước thử một chút, cuồng đao tam lãng nói, lần này trên người của ta có ba cái phục sinh, xảy ra vấn đề rồi cũng không cần lo lắng. Dứt lời, thân hình hắn lướt lên, trước một bước hướng thiên cương vị trí tránh đi. Sở dĩ, có ba đầu phục sinh cũng là tam lãng. Bắc Hà tán nhân vuốt vuốt lông mày, hắn đột nhiên quay đầu đối đồng quái nói, đồng quái, cho tam lãng tư nhân tính một quẻ. Đại hung, đồng quái bình tĩnh nói. Vậy ta cũng tới đi, Tống Thư Hàng nói. Hắn đang chuẩn bị từ trên xe xuống dưới, cùng tam lãng tiền bối đi một chuyến. Đang lúc cái này lúc, cái kia thiên cương đột nhiên phun trào. Không hề có điểm báo trước. Rõ ràng nhìn qua còn có thật lâu mới có thể xuất thế dáng vẻ. Nhưng sau một khắc, thiên cương trực tiếp bị bắn tới không trung. Xuất thủ, thất tu thánh quân nói. Đối thất tu thánh quân tới nói. Có thể đem lục tu tiên tử từ cửu tu phượng hoàng đao trói buộc bên dưới giải cứu ra bảo vật là trọng yếu nhất. Bất quá, thiên cương đối với cửu châu nhất hào quần rất nhiều đạo hữu tới nói đồng dạng phi thường trọng yếu, thiên cương xuất thế, hắn tự nhiên muốn mang theo quần bên trong đạo hữu giành giật một hồi. Thất tu thánh quân vừa dứt lời lúc, đã có rất nhiều người tu luyện cùng thiên nhân cùng một chỗ tranh đoạt cái này thiên cương. Thiên nhân trước đó bởi vì hung thú triệu hoán vật nguyên nhân lui về sau một số. Nhưng chúng nó duy trì kết trận trạng thái, thiên cương lại bị bắn về phía bầu trời, bọn chúng chiếm cứ lấy vị trí có lợi nhất. Có thiên nhân xuất thủ, chặn đường cái kia thiên cương. Bất quá, vị trí có lợi nhất cũng làm cho bọn chúng thành mục tiêu công kích. Chỉ thấy chân trời có một vệt ánh đao như tấm lụa vượt ngang mà đến, trực tiếp chém về phía thiên nhân. Cái này đao quang hoàn toàn không để ý thiên cương, trực chỉ thiên nhân. Đao quang khiết bạch vô hà, đao ý bá đạo. Phàm là ngăn tại đao quang trước vạn vật đều đưa bị trực tiếp triển ép. Nhận ra độ cực cao. Đao quang trực tiếp rảo nhập thiên nhân đại trận bên trong. Thiên nhân đại trận một góc bị chém ra, đứng mũi chịu sào hơn 10 chỉ thiên nhân trực tiếp bị đao quang triển nát. Đao quang dư thế không giảm,
xông vào bị giảo phá đại trận lỗ hổng, nổ tung lên. Bạch Bích Tam Sinh Đao, có người nhận ra cái này đao quang. Bạch Bích Tam Sinh Đao chỉ không phải cái nào đó cường giả, mà là một cái tu sĩ danh tộc xưng hào. Đây là đã từng cùng Thiên Hà Tô Thị nổi danh tu sĩ đại tộc, chỉ là gần ngàn năm đến có chút xa sút. Bất qua tổng thể trên thực lực, bọn hắn còn cụ bị tu chân đại tộc lực lượng. Đao quang kia về sau, là 20 vị tam sinh đao gia tu sĩ. Mục tiêu của bọn hắn không phải thiên cương, mà là thiên nhân. Cái này 20 tôn tu sĩ, mỗi một trong mắt người hiện ra tức giận cùng sát ý, hận không thể đem thiên nhân chặt thành mảnh vỡ. Nghe nói tam sinh đao gia có 10 vị trọng điểm bồi dưỡng ngũ phẩm thiên tài, đang luận bàn đao pháp, luận đạo sau mỏi mệt bên trong, bị nhóm lớn thiên nhân tập kích. 10 vị thiên tài đao tu, 8 chết 2 thương, 8 khỏa 6 long văn trở lên có tư chất tấn thăng thất phẩm tôn giả kim đan, bị thiên nhân khoét đi, thành chiến lợi phẩm. Bắc Hà tán nhân lên tiếng nói. Khó trách, cái này Bạch Bích tam sinh đao tu sĩ, hoàn toàn không thèm để ý thiên cương, hoàn toàn hướng về phía thiên nhân mà đi. Vô luận đổi thành nhà ai thế lực, khổ tâm bồi dưỡng đao tu thiên tài, bị người đánh lén săn giết, kim đan bị khoét đi, đều sẽ thịnh nộ. Gần đây chém giết thiên nhân trong hoạt động, Bạch Bích tam sinh đao đao tu nhóm, chém giết thiên nhân số lượng vững vàng hoạt động 5 vị trí đầu. Bọn hắn muốn trên người thiên nhân gấp trăm lần đòi lại nợ máu. Hoàng Sơn tôn giả bình tĩnh nói. Thiên nhân chi loạn, vẫn chỉ là bắt đầu. Chư thiên vạn giới người tu luyện, chỉ sợ còn muốn đứng trước càng lớn náo động. Mà theo Bạch Bích tam sinh đao tu sĩ về sau, còn có mấy nhóm nhân số khác biệt người tu luyện, đồng thời đối thiên nhân phát động công kích. Bọn họ đều là tam sinh đao gia tộc mời tới trợ thủ. Từng chiếc hạng nặng chiến tranh tiên thuyền hiển hiện, tiên trong đó dâng lên từng cái viên cầu, những thứ này viên cầu bên trên khắc song phủ văn, từ viên cầu trên bắn lên từng cái tiên thuật trận pháp, rất xa đối thiên nhân phát động công kích. Mỗi một đạo công kích đều rơi vào đến thiên nhân chiến trận lỗ hồng. Đây là Hoàng Khư Tông chiến đấu pháp khí, bởi vì thể tích khá lớn, cần tiên thuyền đến vận tải. Bất quá bọn chúng chủ yếu tác dụng là phòng thủ, công kích chỉ là thuận thế mà làm. Bắc Hà tán nhân giải thích nói. Nơi xa, lại có một nhóm nho gia tu sĩ hiện thân, bọn hắn rất xa canh giữ ở chiến tranh tiên thuyền về sau, triển khai thư quyển, múa bút thành văn. Bọn hắn mỗi viết một chữ phù, giữa thiên địa liền có chính khí lực lượng rót vào phù văn, trong hư không mơ hồ có thanh âm đang hát uống, niệm tụng viết sách cuốn lên văn tự. Những thứ này nho sinh, đây cũng là tam sinh đao gia mời tới giúp đỡ. Bọn hắn phụ trách là cường hóa bên mình trạng thái, chính khí phù văn không ngừng bốc lên, hạ xuống. Bất kể là chiến tranh tiên thuyền vẫn là phía trước công kích tam sinh đao gia đao tu, càng đánh càng hăng. Hậu phương còn có mấy nhóm cường giả, đạt được nho gia gia chỉ cùng Hoàng Khư Tông pháp khí phòng hộ về sau, theo sát tam sinh đao đao tu phóng tới thiên nhân. Có tam sinh đao đao tu dẫn đầu, một số vây xem cường đại tu sĩ, đồng dạng ra tay với thiên nhân. Thiên nhân đầu người có thể lĩnh khen thưởng, mà lại tiền thưởng không nhỏ. Mặt khác, không phá ra thiên nhân đại trận chặn đường, cũng rất khó thành đoàn đi tranh đoạt cái kia thiên cương. Thiên cương bị bắn tới cực cao chỗ. Thiên nhân trận doanh bên trong, một tôn ở gần nhất khuôn mặt đẹp thiên nhân tôn giả xuất thủ, trong tay nàng tế ra một đoàn áng mây, đem thiên cương bao khỏa. Sau đó nàng đưa tay kéo một phát, chuẩn bị đem thiên cương tiếp trở về. Siêu! Cái này lúc, có một cái vòng trạng pháp khí, lăng không lóe lên, đem thiên nhân tôn giả áng mây chặt đứt. Ha ha ha, cái này thiên cương cũng không phải các ngươi thiên nhân có thể nhiễm tay chi vật. Hôm nay, chỉ cần có bản tôn ở đây, các ngươi liền mơ tưởng mang đi hắn. Vòng trạng thần binh xoay một vòng, bay đến càng trên không hơn chỗ. Tầng mây bên trong, có một vị anh tuấn tu sĩ rơi xuống, nhẹ nhàng đạp ở vòng trạng thần binh phía trên. Sát na ở giữa, ở đây phần lớn người ánh mắt, đều rơi vào vị này anh tuấn tu sĩ trên người. Là Toàn Phong tôn giả, có người lên tiếng nói. Toàn Phong tôn giả, dẫm lên đoạn không tử mẫu luân tử luân, lấy làm người khác chú ý phương thức ra sân. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua tóc của mình nhìn ta. Nhìn ta, tất cả mọi người, đều nhìn ta. Ta là toàn trường làm người khác chú ý nhất nam nhân, ta là nhất huyễn tôn giả. Thiên nhân tôn giả đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn qua Toàn Phong tôn giả, nàng xuất thủ lần nữa, cái kia mây trạng pháp khí trong nháy mắt hóa thành một chi cự cung. Cài tên lên dây,
một trận mưa tên hướng phía Toàn Phong tôn giả mãnh liệt bắn. Vô dụng, vô dụng, công kích của ngươi, quá mềm yếu. Toàn Phong tôn giả nhếch miệng lên, dưới chân hắn Đoạn Không Tử mẫu luân không ngừng huy động, tại ngay cả không gian truyền tống đều có thể chém ra phong mang phía dưới, mưa tên toàn bộ bị bắn nổ. Toàn Phong tôn giả biết, bản thân vào một khắc này thật là soái phát nổ. Bất quá, chống cự mũi tên lúc ánh mắt của hắn liếc qua thiên nhân trong trận doanh tôn này bát phẩm thiên nhân. Có hắn tại, hôm nay bản thân chỉ sợ không cách nào trở thành ngày mai tu sĩ nhật báo đầu đề. Bát phẩm huyền thánh mới là đón lấy đến quyết định thế cục lực lượng. Siêu đang lúc Toàn Phong tôn giả suy tư thời điểm, thiên nhân bên trong có một tôn tiểu xảo thiên nhân, đột nhiên chui ra. Sau lưng của nó có cánh mở rộng ra tới. Cái này biến dị thiên nhân tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay đến thiên cương bên cạnh, một tay đem thiên cương bắt lấy, đồng thời hắn lấy ra một đầu bình nhỏ, liền chuẩn bị đem thiên cương chứa vào. Lại có 30 thiên nhân theo sát hắn sau lưng, kết làm một cái phòng ngự chi trận, đưa nó bảo vệ. Mắt thấy thiên nhân sắp đắc thủ, dị độ lại lên. Một tòa núi nhỏ đột nhiên nện xuống, trực tiếp đem biến dị thiên nhân tính cả hắn trong tay bình nhỏ, cùng hắn sau lưng 30 thiên nhân nện thành phấn vụn. Ngọn núi nhỏ hạ xuống về sau, lại có một tòa cầu vượt vượt ngang bầu trời mà đến, gác ở ngọn núi nhỏ này trên đỉnh. Âm âm, cầu vượt cuối cùng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một trận thất thải bảo quang từ cầu một chỗ khác chạy băng băng mà đến, bảo quang bên trong mơ hồ hiển hiện từng đợt thú giống thanh âm. Đây là từ 10 cái long mã kéo lấy xe ngựa, cái kia thất thải bảo quang, là linh thú long mã chạy lúc, dưới chân bay lên quang mang. Trên xe ngựa, một vị tóc đen phiêu giật công tử uể oải bên cạnh ngồi, giống như ngủ không phải ngủ. Vẻn vẹn hắn một người, nhưng có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến khí thế. Bát phẩm huyền thánh, Toàn Phong tôn giả nói khẽ. Không phải gần nhất tân tấn huyền thánh, mà là ngàn năm trước đó uy tín lâu năm huyền thánh. Đối phương không có thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả, không biết hắn thánh danh là cái gì. Ra sân phương thức so với ta còn phong cách, Toàn Phong tôn giả danh tiếng hoàn toàn bị ép. Tống Thư Hàng ngắm nhìn đối phương cái kia 10 long mã kéo xe ngựa, còn có cái kia vượt ngang thiên địa cầu lớn, Bắc cầu Sơn Phong. Sau đó, hắn lại cúi đầu ngắm nhìn bản thân Hà Long thần hành chiến xa, còn có trên chiến xa cái bàn, cái ghế, 8 đồ ăn một chén canh, nồi lớn cơm. Bị triệt để so không bằng, Tống tiền bối, toàn phương diện bị so không bằng. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng, hừm, ta biết, Vũ Nhu Tử. Uy tín lâu năm huyền thánh chính là uy tín lâu năm huyền thánh, tùy ý ra sân đều muốn như thế bá khí. Lúc trước biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến lúc, chủ yếu là sân bãi có hạn, đến đây huyền thánh nhóm phô trương trải không ra, không cách nào đem bản thân bức cách soát đi ra. Long mã xe ngựa ngừng lại ở trên ngọn núi. Trên xe công tử miễn cưỡng phất tay, cây kia thiên cương bồng bềnh mà lên, hướng hắn bay đi. Hừ, thiên nhân bên trong tôn này bát phẩm huyền thánh rốt cục xuất thủ. Nàng cách không đối thiên cương xa xa một điểm, thiên cương liền phảng phất bị định trụ đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Cái này thiên cương, ta có chút tác dụng. Long mã trên xe công tử nhìn về phía thiên nhân mỉm cười. Đưa nó giao cho ta, ta xoay người rời đi. Kỷ Lý Oa Lạp thiên nhân huyền thánh cười lạnh nói. Ngôn ngữ không thông. Nhưng hiển nhiên, thiên nhân huyền thánh cũng không muốn nhường ra cái này thiên cương. Phía sau nàng có 2 cây xương khóa kéo dài ra, nàng tiến vào hình thức chiến đấu. Nha, Lệ Thánh Quân, người hôm nay tóc giả rất xuất khí nha. Nơi xa, có êm tai thanh âm vang lên, đồng thời một đại dương màu vàng óng mãnh liệt mà tới. Đại dương màu vàng óng kia phía trên, ngồi một vị quần áo thanh lương, dáng người cao gầy tóc đỏ nữ tử. Nàng như là Mỹ Lệ Hải Yêu, nhất cử nhất động tràn đầy dị dạng mị hoặc. Mà con người của nàng, thì là kim sắc long đồng tử, tràn đầy lực áp bách. Vị này Thánh Quân Tống Thư Hàng nhận biết, lần trước tại biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến, nàng liền từng hiện thân. Cổ Vu Huyền Thánh Yêu Mộng Thánh Quân, lúc ấy nàng ngồi 2 cái hoàng kim long thú chiến xa mà đến. Lần này lại đổi cái phương thức. Đại dương màu vàng óng kia, là một mảnh trùng hải. Đó là từng cái như là kim tệ đồng dạng giáp trùng, hợp thành uông dương đại hải. Những thứ này giáp trùng, tất cả đều là yêu mộng thánh quân vu cổ. Không phải tóc giả, long xa trên Lệ Thánh Quân xoay đầu lại, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của mình, lúc này là cấy ghép tóc, soái khí không?
ngươi vẫn là thích hợp quang đầu. Yêu Mộng Thánh Quân liếm liếm khêu gợi bờ môi, quang đầu ngươi nhìn càng mỹ vị hơn, càng thích hợp cho trùng ăn. Lệ Thánh Quân không muốn tiếp quang đầu cái đề tài này, nói thẳng, ngươi cũng đối thiên cương cảm thấy hứng thú. Không, mục tiêu của ta là thiên nhân. Yêu Mộng Thánh Quân đôi mắt đẹp nhìn qua thiên nhân, bọn chúng là rất thích hợp dùng để bồi dưỡng ta mới cổ, trở thành trùng sàng. Bất quá, thất tu đạo hữu, mục tiêu của ngươi là cái gì đâu? Yêu Mộng Thánh Quân xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nàng và thất tu tại Thực Tiên Yến tiếp xúc qua, đã từng cùng một chỗ giảng pháp luận đạo, nhận biết khí tức của hắn. Thất tu Thánh Quân chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Sau lưng hắn, có một thanh bảo đao xoay tròn lấy, thân đao hình chiếu ra một đầu giả thiên cái địa hỏa phượng hoàng hư ảnh cửu tu phượng hoàng đao. Liên tiếp số tôn huyền thánh xuất hiện, Tống Thư Hàng liền từ thông nương cái kia tạm mượn cửu tu phượng hoàng đao cho thất tu Thánh Quân. Thất tu Thánh Quân mới là bây giờ có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cửu tu phượng hoàng đao uy lực người. Mục tiêu của ta mặc dù là những vật khác, bất quá thiên cương cũng là một trong những mục tiêu của ta. Thất tu Thánh Quân bình tĩnh nói. Mặc dù là tân tấn huyền thánh, nhưng hắn truyền thừa bắt nguồn từ chí cao vô thượng đạo khí, lại thêm hắn gần nhất kỳ ngộ liên tục, mấy lần chính diện tiếp xúc pháp tắc. Hiện tại lại là cửu tu phượng hoàng đao nơi tay, liền đối mặt uy tín lâu năm huyền thánh, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi thiên cương sao? Lệ Thánh Quân chằm chằm vào thất tu Thánh Quân, hắn vừa nói chuyện, vừa cùng thiên nhân huyền thánh tại rằng co, chiếm lấy thiên cương quyền sở hữu. Hai ta không giúp đỡ, mục tiêu của ta chỉ là thiên nhân. Bất quá, nếu như hai người các ngươi bại câu thương, ta cũng không để ý nhặt đi thiên cương. Loại vật này, mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng hậu bối. Yêu Mộng Thánh Quân cười duyên nói. Lưỡng bại câu thương, ngươi là đang nói đùa sao? Lệ Thánh Quân nói. Thất tu Thánh Quân đưa tay đến túi, yên lặng móc ra bản thân. Điện thoại. Hắn gọi một cú điện thoại, uy. Linh Điệp đạo hữu, còn không có đuổi tới sao? Thất tu đạo hữu, người tốt xấu cũng phải thông cảm một chút ta. Nhà ta cự ly các ngươi vị trí cự ly, người cũng không phải không biết. Trong điện thoại, truyền ra Linh Điệp huyền thánh thanh âm. Đang khi nói chuyện, tầng mây chỗ sâu có một mảnh màu lam Linh Điệp bay múa. Cái kia màu lam Linh Điệp như là đám mây đồng dạng, dị thường mỹ lệ. Điệp vân phía trên, Linh Điệp huyền thánh mặt mỉm cười giáng lâm. Hắn hông đeo trường kiếm, mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, khí chất xoái rối tinh rối mù. Linh Điệp Thánh Quân, ngàn năm thứ 11 thánh. Cha tới, Tống tiền bối, vậy ta cũng tới đi. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, nàng buông xuống bát đũa, từ Hà Long thần hành chiến xa trên nhảy xuống. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay giữ chặt Vũ Nhu Tử, đợi đã, chúng ta là hàng lởm bát phẩm. Nhưng ra sân thời điểm, cũng không thể yếu đi khí thế. Ta chỗ này có một thanh Trung Yên Thánh Kiếm, người ra sân lúc mang theo hắn. Trung Yên Thánh Kiếm không chỉ có thể tăng cường Vũ Nhu Tử khí thế, mà lại hắn bên trong còn tự mang mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim, có thể tùy thời bảo hộ Vũ Nhu Tử. Tạ ơn Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, bất quá, ta có một cái càng thích hợp ta đồ tốt. Tống Thư Hàng. Sau một khắc, Vũ Nhu Tử mở ra đôi chân dài, hướng hư không chạy tới. Nhìn qua đi xa Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu ý tưởng đột phát, lại nói, tiên tử nhóm mặc váy trên không trung chạy thời điểm, sẽ đi quang sao. Ta trước kia một mực không quan tâm qua điểm ấy. Đậu Đậu ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng mặc váy tiên tử, liền phòng lộ hàng thủ đoạn đều không có. Diệt Phượng công tử bình tĩnh nói. Đậu Đậu nhãn tình sáng lên, vì cái gì Diệt Phượng ngươi biết rõ ràng như thế. Ngươi nhìn lén qua. Diệt Phượng công tử. Ánh mắt hắn bên trong hiển hiện nguy hiểm quang mang biến thành một bãi đi, Đậu Đậu. Trong hư không, chạy Vũ Nhu Tử sau lưng có lớn ánh sáng. Cái kia đại quang càng ngày càng lóa mắt. Cuối cùng, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ. Tất cả mọi người không tự chủ được hướng mặt trời nhỏ nhìn lại, sau đó thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả sinh ra. Liền ngàn năm thứ 9 thánh Linh Điệp Tử cổ thánh cũng tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.